Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Góc Truyện Tình. Ngày hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hà xin tiếp tục gửi tới các bạn tập 5 của bộ truyện. Hy vọng rằng sau khi lắng nghe xong tập truyện này, quý vị và các bạn sẽ để lại bình luận ở phía dưới để Thu Hà và ekip của kênh được biết nhé. Và nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng kể của Thu Hà thì hãy like, chia sẻ kênh để mọi người biết đến kênh nhiều hơn nữa. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những giờ phút nghe chuyện thật vui vẻ. Minh Hải cúi xuống và nhặt con chip trên mặt đất lên. Khi anh đứng dậy, lông mày anh đột nhiên phẳng phất một nụ cười. Một nụ cười rất dịu dàng, thậm chí còn đem theo chút nuông chiều. Bốn mắt nhìn nhau, một người không biết phải làm gì cả, một người điềm tĩnh mỉm cười. Anh giơ tay lên và kéo bàn tay nhỏ bé của cô, đặt con chip vừa mới nhặt từ dưới đất lên vào lòng bàn tay cô. Anh điềm tĩnh nói hình như em rất hứng thú với con chip này từ sáng em đã bắt đầu hỏi anh bây giờ còn muốn trộm nó đi cô vô thức muốn thu tay lại em em không có em chỉ là em tò mò như thế vậy con chip này anh tặng cho em đấy cũng không phải là thứ gì quan trọng cô đang ấp úng vẫn chưa biết biện minh cho mình minh hải đã học phóng tặng cô con chip rồi nói xong anh ôm lấy eo cô cúi đầu và hôn cô anh mỉm cười trêu chọc cô sao em lại có lòng hiếu kỳ giống như tiểu đường đậu vậy hả trời mới biết nhịp tim của tường lam lúc này đập nhanh đến mức nào nó dường như muốn nhảy ra ngoài cô khẽ hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói tiểu tiểu đường đậu cũng thích lấy linh tinh mấy đồ như vậy sao minh hải nhìn cô ờ đường đậu thường xuyên lấy đồ của anh còn giấu chúng đi không để cho anh biết thói quen này của con bé có phải là thừa hưởng từ em không cô cố gắng nở một nụ cười nhợt nhạt, nhạt. Cô đặt con chip trên tay lên bàn và cố tỏ ra thoải mái. "Bữa nãy em chỉ là muốn xem một chút thôi. Em cần con chip này làm gì? Em cũng không biết phải sử dụng như thế nào, em không cần nó." Anh liếc nhìn con chip bị cô ném lại mặt bàn, một ánh sáng tăm tối lướt qua mắt anh. "Thật sự không cần ư?" Cô mím môi nói. "Em không cần, em lấy cái này làm gì?" Anh nắm lấy tay cô, cau mày hỏi. "Tại sao em đổ mồ hôi nhiều thế?" cô vội vàng rút tay ra em hơi nóng anh lặng lẽ nhìn cô lúc này ánh mắt anh nhìn cô càng tin tưởng cô lại càng cảm thấy có lỗi đúng đúng rồi vừa lúc nãy em gặp lục trạm anh ấy gọi em là tiểu sư tử anh còng môi tiểu sư tử là biệt danh bọn họ đặt cho em đấy đến bữa sáng trên bàn ăn bọn họ ngoài lục trạm còn có người khác ư cô nhân cơ hội chuyển chủ đề nói chuyện cô vòng tay lên cổ anh và nói anh nằm lấy eo cô. Lục chạm và kỳ tâm tước coi em như vậy. Cô đỏ mặt, đập mạnh vào vai anh và trách móc. Tại sao lại gọi em là tiểu sư tử? Có phải là anh thường xuyên nói với bọn họ rằng tính khí của em không tốt không? Sư tử chẳng phải là rất dễ phẫn nộ và xù lông sao? Anh vút về mái tóc của cô và nói. Anh thấy tiểu sư tử rất đáng yêu, nên để bọn họ gọi như vậy. Đáng yêu? Cô như thể phát hiện ra một lục địa mới vậy. Lần đầu tiên, cô nghe thấy minh hải nói hai tử đáng yêu tai cô đỏ ửng vậy anh cố tình đặt tên cho con chó ở nhà là tiểu sư tử phải không anh hậm hực lúc mới đưa nó về trêu nó có một tí mà suýt nữa nó cắn anh không phải là sư tử thì là gì chứ cô bật cười con chó này thật to gan nó cũng không sợ bị anh giết chẳng phải nó biết anh sẽ không thể làm gì nó nên mới ngang ngược vô đạo như vậy sao khi nói điều này anh nhìn chằm chằm cô với ánh mắt rực cháy Nhịp tim cô dừng lại, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại. Anh rõ ràng đang nói về con chó, nhưng tại sao cô lại nghe ra như anh đang nói về cô? Câu nói này của anh rốt cuộc là có ý gì? Liệu có phải anh đã nghi ngờ cô rồi không? Anh đã không nói ra, vậy thì cô cũng sẽ giả vờ ngu ngốc. Cô nằm lấy tay anh, há miệng cắn một miếng lên tay anh, để lại một vết hằn trên tay, cô cố tình cười nói. Anh nói người ta là sư tử rồi, gan đương nhiên là phải to. Anh cúi đầu nhìn vết hằn trên tay. Cô tưởng anh tức giận, cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh. Ai ngờ cô bị anh kéo vào lòng. Anh hôn lên môi cô một cách mãnh liệt. Cô đỏ mặt, tim đập thỉnh thịch, tay không có chỗ nào để đặt. Cô vòng tay lên cổ anh. Đến khi môi của cô sưng lên vì nụ hôn đó, anh mới buông cô ra. Sao bỗng nhiên anh lại hôn em? Đôi môi mỏng của anh vẫn khẽ áp vào môi cô. Đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô. Anh khẽ nói. Sư tử cắn anh một cái, anh không thể cắn lại à? Cô đỏ bừng mặt, anh nói rất bình tĩnh, cũng không phải là lời đường mật gì. Nhưng tại sao trái tim cô lại vỡ hòa như sô-cô-la? Anh còn nửa tiếng nữa sẽ tan làm, thế là cô ngồi trên sofa bên cạnh, vừa chơi điện thoại vừa đợi anh tan làm. Điện thoại của cô đổ chuông là điện thoại của kỳ ngạn lễ. Cô vội vàng tắt máy và không trả lời cuộc gọi. Kỳ ngạn lễ chắc chắn là muốn giúp cô đi trộm con chip đó. Nghĩ tới đây, trong lòng cô cảm thấy vô cùng bực bội và bất an. Cô ngẩng đầu nhìn anh, tâm trạng trong lòng rất phức tạp. Nếu một ngày anh biết cô luôn lừa dối anh, anh có hận cô không? Nhưng mà cho dù anh hận cô cũng đã sao? Chẳng phải cô cũng hận anh đến ép chết mình rồi ư? Cô chỉ có thể tính toán đối với anh, nhưng không thể dành tình cảm thật lòng cho anh. Sau khi anh tan làm, cô cùng anh tới trường mẫu giáo đón tiểu đường Đậu trở về biệt thự Tiên Thủy. Từ Khôn đón tiểu sư tử từ biệt nhà họ phó tới. Tiểu đường đậu vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy tiểu sư tử chạy xung quanh anh. Cô bé vui mừng khôn xiết, đến chơi đùa cùng với tiểu sư tử. Bố, tiểu sư tử hình như gầy đi rồi. Chúng ta để tiểu sư tử ở đây với chúng ta đi, con sẽ chăm sóc cho tiểu sư tử. Minh Hải không phản đối, anh nhẹ nhàng đáp lại cô bé. Lúc này Tường Lam bước tới. Đường đậu rất thích cho con à. Đường đậu chu môi nói, Mộ mộ và bố không sinh cho con em trai và em gái Con chỉ có thể chơi với tiểu sư tử Khuôn mặt cô nóng bừng Khi cô ngẩng lên nhìn anh Cô tỉnh cờ đối diện ánh mắt rực cháy của anh Anh nhìn cô Đôi môi khẽ cong lên và nở một nụ cười đầy ái muội. Cô dùng mình Chắc không phải anh cũng muốn có thêm một đứa con nữa chứ Khi anh đi lên phòng sách Cô đang nấu bữa tối trong bếp Tiểu đường đầu ôm tiểu sư tử lẻn lên trên lầu Bố ơi Minh Hải nhìn thấy cô bé chạy tới anh để công việc sang một bên, ôm cô bé vào lòng. Ừ, có chuyện gì vậy? Bố ơi, khi nào trong bụng mộ mộ mới có em trai và em gái vậy? Anh véo mũi tiểu đường đậu. Còn rốt ruột vậy sao? Tiểu đường đậu ngây thơ nói. Chẳng phải bố nói mỗi sáng để mộ mộ uống nước ép bưởi. Mộ mộ sẽ có em bé sao? Nhưng mà điều này phải cần thời gian. Đợi khi mộ mộ có, bố sẽ chia sẻ tin vui này cho con biết. Nếu mộ mộ có em bé, bố nhất định phải nói cho tiểu đường đậu biết đầu tiên đấy nhé. Minh Hải xoa đầu cô bé. Chuyện này là bí mật giữa con và bố. Tiểu đường đậu gật đầu. Vâng ạ, à, con sẽ không nói bí mật này với mộ mộ đâu. Con ra ngoài chơi đi. Sau khi tiểu đường đậu ra khỏi phòng sách, một ánh sáng tối lóe qua đôi mắt của anh. Điện thoại anh đổ chuông, người gọi tới là từ khôn, anh nhấc máy lên. Xếp à, tôi đã điều tra tất cả mọi thứ liên quan tới tập đoàn phó thị, và phát hiện ra năm đó mộ quang khánh phá sản có liên quan đến phó thị sau khi cúp máy anh xoay xoay con chip trên tay vì vậy mục đích cô tiếp cận anh chỉ là để trả thù ngay cả đêm trăng trên đảo ly giang khi anh vượt qua cái chết đứng trước mặt cô cô vui mừng phấn khích ôm chầm lấy anh cũng là giả vờ ư anh thất thẹt để cô dầm mưa đợi anh trước cửa cục dân chính cả một ngày cũng chỉ là làm cho minh hải khẽ nhắm mắt lại anh nắm chặt con chip đang cầm trong tay. Điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Lần này là Kỳ thâm tước gọi điện tới. Sau khi nghe điện thoại, Kỳ thâm tước trêu đùa hỏi. Cách tôi nói anh đã thử chưa? Tiểu sư tử nhà anh có thai chưa? Anh chắc chắn cách này của mình có tác dụng. Tất nhiên, để không bỏ lỡ việc quay phim, ngôn hoan lần nào làm xong chuyện ấy, cũng giấu tôi uống thuốc tránh thai. Tôi đã đi hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói cách khiến thuốc tránh thai mất tác dụng là cho cô ấy uống rất nhiều nước bưởi ngay sau khi cô ấy uống thuốc tránh thai. Nước bưởi có tác dụng làm giảm hiệu quả của thuốc tránh thai. Kết quả là tôi để ngôn hoan uống nước bưởi trong một tháng. Ngôn hoan liền có thai rồi. Sau khi cô nấu xong bữa tối, cô lên lầu gọi anh xuống ăn tối. Minh Hải à, ăn tối thôi, ăn xong rồi lại làm việc tiếp. Cô bước tới, anh nhìn cô chầm chằm Cô giật mình thẳng tốt, cô vô thức sở tay lên mặt. Anh, anh nhìn em làm gì thế? Trên mặt em có gì bẩn à? Anh ôm cô đến trước bàn làm việc. Đôi bàn tay to lớn của anh bất chợt luồn vào váy cô. Cô giật mình, cô đỏ mặt, vội vàng ngăn cản anh. Tiểu đường đậu vẫn đang đợi chúng ta xuống ăn tối đấy. Tại sao anh lại đột nhiên nảy sinh hưng phấn vậy? Thấy sắc mặt anh lạnh lùng, cô tưởng rằng vì mình từ chối anh, nên anh có chút không vui. Thế là cô ôm lấy cổ anh, ngại ngùng lấy lòng anh và nói. Đợi ăn tối xong có được không? Không được, anh muốn em bây giờ. Anh không nghe, anh đè cô lên bàn, cúi đầu xuống và hôn lên môi cô. Tưởng làm sững sờ, và anh đã tách hai chân cô. Cô ngồi trên bàn, anh đứng giữa cô, tư thế này vô cùng mơ hồ và đầy nóng bỏng. Tưởng làm nóng bừng, nhưng động tác của anh không hề dịu dàng. Anh mạnh mẽ hùng hổ, xông vào bên trong cô. Hai tay cô bám lấy vai anh, bởi vì đau đớn, cô nắm chặt lấy áo anh, để lại vài vết nhăn trên chiếc áo phẳng phiu của anh. Minh Hải à, em hơi đau." Nhưng anh không hề thương tiếc, anh lạnh mặt, cướp đi sự ấm áp và xinh đẹp của cô. Anh lạnh lùng phát ra vài từ. "Nhịn đi." Tưởng Lam vô thức ôm lấy cổ anh, bởi vì khó chịu nên cô há miệng cắn vào vai anh. Anh không biết đã phát tiết trong cơ thể cô bao lâu mới buông thả cô ra. Sau một cuộc kịch liệt, mặt của Tưởng Lam vẫn đỏ ửng, cô ủi oải dựa vào cổ của Minh Hải. "Anh sao thế?" Cô có thể cảm nhận được tâm trạng của anh không giống như bình thường. Cô nhẹ nhàng hỏi anh với giọng nói khàn khàn. Ở dưới nhà, giọng nói của tiểu đường đậu vang lên. Bố, mộ mộ, hai người mau xuống ăn tối, con đói rồi. Minh Hải mím môi buông cô ra, thậm chí không một chút nhẹ nhàng ấm áp. Anh lạnh lùng nói. Thu dọn đi, xuống nhà ăn tối. Lúc đầu tưởng Lam ngồi trên bàn làm việc. Sau đó được Minh Hải bế sang ghế sofa. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa, nhặt quần áo ở bên cạnh, chân cô mềm nhũn. Nhưng trong quá trình nồng nhiệt vừa nãy, quần áo của Minh Hải lại rất gọn gàng so với trạng thái trần trụi hiện giờ của cô. Cô giống như là người quyến rũ anh trước, nhưng rõ ràng là anh bắt đầu trước. Nghĩ tới sự thô bạo của anh lúc nãy, tưởng làm có chút ấm ức. Khi Minh Hải quay lưng rời đi, cô nằm lấy tay áo của anh. Anh à, chân em bị tê. Mặc dù làm nũng, nhưng mặt cô vô thức đỏ ửng. Cô thật sự không thể chịu đựng được cái cách Minh Hải đối xử lạnh lùng với cô đặc biệt là sau khi vừa trải qua một cuộc khoan lạc kịch liệt minh hải quay lại nhìn cô nhặt quần áo lên và giúp cô mặc vào khi những ngón tay lạnh lẽo của anh vô tình chạm vào da cô làn da cô dựng cả lên cô đưa tay ôm lấy cổ anh vào biểu môi nói anh làm gì mà lạnh mặt như thế em chọc giận gì anh sao minh hải giữ đôi chân trắng mịn của cô giúp cô đeo xếp vào khi nghe câu hỏi của cô đôi tay anh khẽ dừng lại tưởng lam ngồi trên ghế sofa Cô cúi mặt xuống nhìn anh, hai tay đặt lên vai anh. "Minh Hải." Phó Minh Hải đứng dậy, đút một tay vào túi quần, điệu bộ trong hơi lạnh lùng. "Anh không sao, xuống nhà ăn tối đi." Tưởng Lam cũng không thể hỏi thêm điều gì, cô theo anh xuống nhà. Khi ăn tối, chỉ có một mình tiểu đường đậu ngồi nói chuyện liên thuyên. Tưởng Lam vừa trả lời cô bé, vừa gắp thức ăn cho cô bé. Minh Hải từ đầu đến cuối đều bày mặt lạnh, không nở một nụ cười hay một lời nói nào sau bữa tối Tường lam dọn bàn ăn và đi vào trong bếp cô lấy một lọ thuốc nhỏ ở trong túi ra bữa nữa minh hải không sử dụng biện pháp an toàn cô chắc chắn phải uống thuốc tránh thai rồi khi cô lấy một viên thuốc ra và chuẩn bị uống nó minh hải đột nhiên từ phòng khách bước tới em đang làm gì đấy cô giật mình viên thuốc trắng và cốc nước trong tay cô rơi xuống đất trước cốc rơi xuống nền gạch phát ra âm thanh trói tay nước nóng trong cốc văng lên bắp chân cô có chút đau đớn Minh Hải lạnh lùng nhìn cô, đôi mắt anh như đóng băng lại. Tưởng là muốn giải thích. Em... Nhưng khi cô suy nghĩ lại, cho dù anh biết cô đang uống thuốc tránh thai thì đã sao chứ? Chẳng phải, anh cũng không muốn cô mang thai con của anh sao? Em luôn uống thuốc tránh thai, phải không? Cô giả vờ điềm tĩnh ở một tiếng. Anh... Không phải anh nói không muốn có con bây giờ sao? Hơn nữa chẳng phải chúng ta đã có tiểu đường đậu rồi à? Anh véo cầm cô lạnh lùng nói em không muốn có con bây giờ, hay là không muốn mang thai con của anh. Trái tim cô khẽ co giật và chìm xuống vực sâu. Thấy cô không nói nên lời, anh dùng sức hơn, gần như muốn bóp nát cầm cô. Cô đau đớn nhìn khuôn mặt đang phẫn nộ của anh. Cô cầu mày nói, Minh Hải, anh làm em đau. Đau ư? Ừ. Bây giờ cô lại diễn kịch cho anh xem. Khi Minh Hải nhìn thấy những giọt nước mắt trên khóe mắt cô, anh bực bội buông cô ra. Anh giành lấy lọ thuốc tránh thai trong tay cô và ném mạnh xuống đất. Nắp của lọ thuốc không đóng chặt. Khi bị ném mạnh xuống, nắp lọ bật ra. Những viên thuốc trắng ở bên trong đổ ra khắp sàn nhà. Hạng lông mi dài của tường lam run rẩy dữ dội. Anh ấy thật sự tức giận rồi. Minh Hải nhìn cô chằm chằm. Anh kìm nén sự phẫn nộ và lạnh lùng nói. Sau này, không cần uống nữa. Toàn thân tường lam lạnh toát. Thấy anh quay người rời đi, cô vội vàng nắm lấy tay anh. Minh Hải, ý anh là gì? Bởi vì sau này không cần dùng đến nữa. Sau này không cần dùng đến nữa, ý của anh là sau này anh sẽ không động đến cô ư? Em chỉ là vẫn chưa sẵn sàng, em cô vẫn chưa giải thích xong, Minh Hải đẩy tay cô ra, nhìn cô với ánh mắt phẫn nộ. Tưởng làm, rốt cuộc em còn muốn nói dối anh bao nhiêu lần nữa? Em không có, lần trước ở trên đảo Ly Sang, anh dùng biện pháp an toàn, em tưởng anh không muốn có con, em Minh Hải không muốn tiếp tục nghe cô giải thích. Đủ rồi. Tưởng Lam bị anh quát mắng, đôi vai run lên dữ dội cứng đờ người ở đó. Sau khi Minh Hải lạnh lùng nhìn cô, anh quay người rời đi. Tưởng Lam vô thức chạy tới ôm chầm lấy anh. Hải tay ôm chặt lấy eo anh và nói. Minh Hải, anh đừng đi. Bây giờ cô vẫn diễn kịch, sợ anh rời đi. Sợ anh không còn hứng thú với cô nữa. Cô sẽ không thể chiếm được lòng tin của anh. Minh Hải đẩy hai tay cô ra. Buông ra. Em không buông. Em buông tay ra anh sẽ đi mất minh hải nhận tâm anh dùng sức đẩy tay cô ra anh rời khỏi nhà mà không thèm ngoảnh đầu lại tưởng lam đeo xếp đê đuổi theo nhưng minh hải đã lái xe rời khỏi biệt thự tiên thủy tịnh cô đuổi theo sau một lúc lâu khi nhìn thấy chiếc xe của anh dần dần biến mất khỏi tầm mắt một chiếc xe taxi lướt qua cô cô vội vàng ngăn lại bác tài làm phiền bác đuổi theo chiếc xe trước mặt kia tài xế taxi đuổi theo một lúc mới theo kịp ở một khoảng cách không xa Minh Hải ngồi trong xe và liếc nhìn chiếc xe taxi luôn theo sau xe anh qua gương chiếu hậu. Đôi mắt đen của anh khẽ nheo lại. Anh gọi điện cho Hàn Linh. Tôi sẽ đến chỗ cô ngay bây giờ. Ở đầu dây điện thoại bên kia, Hàn Linh sững sờ. Chưa đến một tuần, hơn nữa bây giờ là 8 giờ tối. Minh Hải đến tìm cô ta vào giờ này. Còn không phải là vì để lấy thuốc. Trái tim cô ta khẽ rung động. Được thôi, tôi đợi anh. Sau khi cúp máy, Hàn Linh thầm mừng rỡ. Cô ta chạy về phòng tìm quần áo. Cuối cùng cô ta chọn một chiếc váy hai dây tơ lụa bình thường nhất trong tủ quần áo. Mặc dù chiếc váy rất bình thường, nhưng chỉ mặc mỗi chiếc váy hai dây sẽ không còn là bình thường nữa. Cô ta học tâm lý, cô ta biết đàn ông thích gì và sẽ bị thứ gì kích thích. Cô ta cởi đồ lót ra, mặc nguyên chiếc váy lụa vào, trong lòng cảm thấy hơi hưng phấn. Khi Minh Hải tới trước cửa nhà Hàn Linh, anh nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh đi theo anh đang trốn trong góc. Đôi mắt anh tối lại, anh giơ tay bấm chuông cửa của nhà Hàn Linh. Tưởng Lam trốn sau bức tường, khi cô muốn bước ra, cô lại thấy cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ thanh lịch và xinh đẹp ra nghênh đón anh. Cô sững sờ, bước chân dừng lại ở đó. Trong tầm nhìn mơ hồ của cô, cô nhìn thấy rõ người phụ nữ chỉ mặc một chiếc váy hai dây, thậm chí còn không mặc đồ lót. Cô ta mỉm cười đón tiếp người đàn ông. Điều đó có nghĩa là gì? Tưởng Lam dù có ngu ngốc đến mấy, cũng có thể hiểu được. Hòa ra, Minh Hải thật sự không phải là chỉ cần một mình cô. Nhưng chẳng phải cô đã biết từ lâu, người trong lòng Minh Hải không thể là có rồi hay sao? Và cô chẳng qua chỉ là muốn lừa gạt sự tin tưởng của anh mà thôi. Anh hẹn hò với người phụ nữ khác thì có liên quan gì tới cô chứ? Tại sao cô phải buồn như vậy? Nhưng mà một nửa ý thức kia của cô lại bất giác nghĩ tới việc anh vừa mới thân mật với cô. Bây giờ lại lập tức đến gặp một người phụ nữ khác. Cô cảm thấy chua chát và cay đắng, cô che miệng lại, suýt nữa khóc ra tiếng. Cô nhìn thấy người phụ nữ mở cửa cho Minh Hải, ôm chầm lấy anh. Và Minh Hải, không những không đẩy người phụ nữ đó ra, anh còn đưa tay ra ôm cô ta, thậm chí còn mỉm cười với người phụ nữ ấy. Đó là nụ cười mà cả tối nay Minh Hải chưa từng thể hiện ra với cô. Hai người họ nhanh chóng vào trong nhà. Lúc này Tưởng Lam mới dám bước ra ngoài, cô ngập ngừng đi tới trước cửa, thấy cửa chưa đóng hẳn cô đứng bên ngoài cửa và có thể nhìn thấy hai người trong phòng khách qua khe cửa nhỏ. người phụ nữ nhìn Minh Hải chịu mến và tình tứ, hai cái đầu của họ dựa sát vào nhau từ góc độ của Tường Lam nhìn vào trông giống như là đang hôn nhau. khi Tường Lam nhìn thấy bàn tay của anh ôm eo người phụ nữ kia, những giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt cô. cô che miệng cắn chặt môi nín nhịn tiếng nước nghẹn sợ bị người bên trong phát hiện. Cô nói với bản thân vô số lần rằng, cô gần gũi với Minh Hải chỉ là để trả thù mà thôi. Nhưng trước sự tấn công hết lần này tới lần khác của anh, trái tim cô lún sâu hơn. Khi Thẩm Uyển yêu nhục mạ cô, anh từ trên trời rơi xuống và kéo cô lên bờ khỏi bể nước lạnh lẽo. Có lẽ bắt đầu từ khi đó, anh không chỉ kéo mỗi người cô lên mà còn kéo theo cả trái tim cô nữa. Trong tầm nhìn hạn hẹp cho đến khi người đàn ông cúi đầu muốn hôn người phụ nữ trong tay, Tưởng Lam che miệng không dám nhìn tiếp nữa có quay người hoảng loạn bỏ chạy trong phòng hàn linh nhắm mắt chờ đợi nụ hôn của minh hải đôi mắt đen của anh ngước lên nhìn thấy bên ngoài cửa đã không có ai anh đột nhiên buông hàn linh ra hàn linh giật mình mở mắt ra và nhìn anh một cách khó hiểu minh hải anh minh hải lịch sự và lạnh nhạt nói xin lỗi bữa nãy tôi thất lễ rồi anh lịch sự điềm đạp lịch sự đến mức vô cùng lạnh lùng hàn linh trước giờ luôn kiêu ngạo cô ta làm sao có thể cho phép minh hải ngồi yên trong tình huống như thế này cô ta ôm cổ anh và muốn hôn anh minh hải nhíu mày đẩy cô ta ra có chút phản cảm hẳn linh tôi luôn coi cô là một người bạn tốt bạn tốt ư trong mắt anh tôi chỉ là bạn tốt thôi ư hẳn linh mỉm cười cay đắng nhưng cô ta lại kéo dây váy lụa xuống chiếc váy lụa nhẹ nhàng trượt xuống để lộ một sắc xuân ngời ngời minh hải em thích anh Em thích anh từ hồi học đại học rồi. Em cũng giống như anh, học ngành tài chính. Nhưng sau khi em nghe tin kiểu tăng gặp tai nạn, anh chán nản vô cùng và thậm chí còn bị trầm cảm. Em đã xin giáo viên rất lâu và nhờ quan hệ của bố em, em mới có thể chuyển sang khoa tâm lý học. Em là vì anh, em muốn chữa trị anh. Vì anh, em sẵn sàng hy sinh mọi thứ. Đôi mắt đen của Minh Hải run rẩy rõ ràng là anh không ngờ Hàn Linh đã vì anh hy sinh nhiều đến vậy. Hàn Linh, cô không cần phải hy sinh nhiều cho tôi hàn linh ôm chặt anh minh hải à em mới là người hiểu anh nhất em cũng là người phù hợp với anh nhất em biết anh không muốn để người khác biết bận tình của anh chúng ta kết hôn em có thể chữa trị cho anh bất cứ lúc nào em cũng sẽ đối xử tốt với tiểu đường đậu minh hải à anh cưới em đi bạn gái của anh để ý đến việc anh bị tâm thần phân liệt nhưng em không để tâm đến điều đó đâu hàn linh cô đi quá giới hạn rồi khi Minh Hải nghe thấy bốn từ tâm thần phân liệt, sắc mặt của anh đột nhiên thay đổi. Minh Hải, anh thật sự yêu tưởng Lam rồi sao? Cô ấy không biết điều gì hết. Nếu cô ấy biết, cô ấy chắc chắn sẽ sợ hãi. Cô ấy không hề yêu anh nhiều như vậy. Anh đừng kết hôn với cô ấy. Người phù hợp nhất với anh là em. Cũng chỉ có một mình em mới có thể đồng hành suốt một cuộc đời dài. Minh Hải cau mày, anh đẩy cô ta ra. Khi anh bước đến cửa, anh hướng mắt về phía cô ta và nói những lời hôm nay tôi sẽ coi như cô chưa từng nói ra hàn linh nếu cô muốn tiếp tục làm bạn với tôi thì hãy quên đi những điều cô nói ngày hôm nay minh hải nhưng đáp lại cô ta chỉ là tiếng đóng cửa hàn linh ngồi gục xuống thảm cô ta đưa tay ôm mặt và khóc lóc thảm thiết rõ ràng người yêu anh nhất là cô nhưng tại sao anh lại chỉ muốn làm bạn với cô điều này quá nực cười rồi tưởng lam tưởng lam cô ta muốn xem tưởng lam rốt cuộc là ai mà có thể khiến cho minh hải quan tâm đến vậy sau khi tưởng lam chạy ra khỏi biệt thự lam vịnh màn trời đen bắt đầu nổi sấm chớp sắp mưa rồi cô đi bộ một mình trên phố cô cảm thấy lạc lõng và cô đơn không có một nơi nào có thể chứa chấp cô cơn mưa lớn ập xuống toàn thân cô ướt sũng nhưng cô cũng không muốn né tránh cô chỉ muốn cơn mưa này dữ dội hơn một chút có lẽ như vậy sẽ có thể cuốn trôi những đau đớn trong lòng cô không biết cơn mưa lớn đã kéo dài bao lâu cô ngồi thụp xuống thảm cỏ, ôm chặt lấy bản thân mình, toàn thân lạnh toát. Một chiếc Bentley màu đen xuất hiện dưới mưa, một người đàn ông cầm một chiếc ô đen bước ra khỏi xe. Người đàn ông sải bước, thân hình nhỏ nhắn đã co rúm lại thành một đống. Vẫn như lúc trước, anh ta đưa tay ra trước mặt cô. Màn sương mù bắt đầu xuất hiện dưới cơn mưa lớn. Cô ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang cầm ô che cho cô trong màn sương mờ. Tưởng Lam, Tưởng Lam ngập ngừng đưa tay ra, đặt tay vào lòng bàn tay của người đàn ông. Ngồi lên chiếc xe bên lây màu đen, Tưởng Lam toàn thân ướt sũng, ôm lấy mình run cầm cập. Kỳ ngạn lễ cởi chiếc áo khoác trên người xuống, đắp lên đôi vai nhỏ bé của cô, dặn dò người lái xe ở phía trước. Cho điều hòa lên cao một chút. Vâng, Tổng Giám Đốc Kỳ. Kỳ ngạn lễ nhìn sang Tưởng Lam, ngồi ở bên cạnh, đang co rúm người lại run rẩy, trầm lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Tưởng Lam, Cô nên từ bỏ rồi, giữa cô và Minh Hải chỉ là một sân chơi lừa dối mà thôi. Ở trong sân chơi này, nếu như cô thật sự đánh mất trái tim, thì cuối cùng người phải chịu tổn thương lớn nhất sẽ chính là bản thân cô. Tưởng Lam cắn chặt vào đôi môi trắng bệch, cô cúi mặt từ đầu đến cuối, không một tiếng kháng cự. Cô biết rõ, Minh Hải có lẽ không yêu cô, nhưng tại sao khi nhìn thấy anh hẹn hò thân mật với người phụ nữ khác, cô vẫn lòng đau như cắt. Khi chiếc Bentley màu đen lại tới biệt thự riêng của kỳ ngạn lễ. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có ý định dừng lại, vẫn đang tiếp tục rơi. Kỳ ngạn lễ, ôm lấy tưởng lam, cầm một chiếc ô đi vào trong biệt thự. Thẩm uyển yêu cầm bánh gato đang định xuống xe đi vào trong biệt thự tìm kỳ ngạn lễ. Thì lại nhìn thấy kỳ ngạn lễ đang ôm tưởng lam đi vào trong biệt thự. Lại là tưởng lam. Sao đi đến đâu cũng là tưởng lam thế? Nhưng mà, tưởng lam lần này sao lại đến nhà của kỳ ngạn lễ vậy? Chẳng phải, cô và Minh Hải đang yêu nhau sao? Nghĩ tới đây, thẩm uyển yêu vội vàng lấy điện thoại ra, chụp lại cảnh ở trước nhà. Cơn mưa rất to, cộng thêm cả bọn họ sắp đi vào nhà rồi. Vốn dĩ thẩm uyển yêu là chụp không rõ. Nhưng khi bọn họ đi đến cửa, kỳ lễ bỏ chiếc ô xuống, ôm lấy tưởng lam vô cùng tỉ mỉ. Cởi bộ vest trên người của tường lam xuống, thẩm uyển yêu vội vàng ẩn cửa xuống, chụp liên tiếp mấy bức ảnh. Trong ảnh, mặt của người đàn ông và người phụ nữ tuy hơi mờ nhưng cũng có thể nhận ra là ai. Tưởng làm, muốn giành giật kỳ ngạn với cô ta sao? Không có cửa. Kỳ ngạn lễ là miếng thịt mà cô ta thích nhất. Tưởng làm muốn động vào thứ cô ta thích, vậy thì đừng trách cô ta độc ác. Nhưng tuy là như vậy, cũng không làm giảm được cơn tức giận trong lòng của thẩm uyển yêu. Cô ta nhìn vào chiếc bánh gato ở trên ghế phụ lái, giận dữ cắn chặt răng lại. Tối hôm nay, vốn dĩ, nghe kỳ nói là sinh nhật của kỳ ngạn lễ, chú kỳ bảo kỳ ngạn lễ về nhà ăn sinh nhật kỳ lễ không chịu còn cãi nhau với chú kỳ trong điện thoại cô ta liền muốn đới biệt thự của anh để giúp anh tổ chức sinh nhật tiện thể phát triển tình cảm của hai người nói không chừng còn có thể gạo sống nấu thành cơm chín nhưng bây giờ tất cả lại bị tường lam này phá hỏng nhưng mà nếu không phải tối hôm nay tưởng lam đến biệt thự của kỳ ngạn lễ bị cô ta bắt được thì cô ta cũng sẽ không có cơ hội lật tẩy bộ mặt thật của người phụ nữ này trước mặt minh hải đâu tưởng làm giang chân quang minh chính đại như thế này thì đừng trách cô ta sẽ nói chuyện này với minh hải cô ta sẽ đem những bức ảnh ở trong điện thoại gửi hết cho phó minh hải sau khi gửi xong cô ta mở cửa sổ xe cầm chiếc bánh ga tô trên ghế lái trực tiếp ném thẳng vào trong thùng xác ở bên cạnh sau đó lái xe rời khỏi biệt thự vào lúc minh hải đi ra khỏi nhà của hàn linh thì nhận được điện thoại của tiểu đường đậu Đứa bé khóc thút thít trong điện thoại, sợ hãi nói. Bố ơi, trời có sấm chớp rồi, đường đậu sợ, bố mau về đi có được không? Minh Hải trao mày lại. Mộ mộ vẫn chưa về sao? Mộ mộ không có ở nhà, bố mau về đi, con sợ sấm chớp lắm. Đừng cúp máy, bố về ngay đây, con cứ nói chuyện với bố thì sẽ không sợ nữa. Bố ơi! Đứa bé ở trong điện thoại nói bằng giọng sữa run rẩy, khóc thành bộ dạng thế này. Minh Hải vừa lo lắng vừa tức giận một mặt lo lắng cho tiểu đường đậu, một mặt lo lắng tưởng Lam lúc này đang ở đâu. Đáng chết, người phụ nữ đó rõ ràng vẫn luôn lừa gạt anh, mà anh còn lo lắng cho cô ta làm gì. Khi Minh Hải về tới biệt thự Tiên Thủy Vinh, tiểu đường đậu liền ôm lấy điện thoại đứng đó khóc. Khóc đến hai mắt đỏ rực lên, vừa nhìn thấy anh, liền vứt chiếc điện thoại và lao vào người của anh, ôm chặt lấy chân của anh. Bố ơi, đường đậu sợ sắp chết rồi, đường đậu sợ sấm lắm bên ngoài lại là một trận sấm vang lên. Tiểu đường đậu co rúm người lại. Minh Hải vội vàng, ôm đứa bé trong lòng an ủi nói. Đừng sợ, bố ở đây. Tiểu đường đậu hai tay ôm chặt vào cổ của anh. Trẻ môi ra khóc tu tu, tủi thân nói. Bố ơi, tối nay đường đậu không muốn ngủ một mình đâu, đường đậu sợ. Minh Hải vỗ nhẹ vào sống lưng đang run rẩy của đứa bé. Được rồi, tối nay ngủ cùng với bố. Cho đến khi dỗ dành xong tiểu đường đậu, Đưa bé ngủ tiếp đi trong lòng anh, Minh Hải mới cầm chiếc điện thoại ở bên cạnh lên gọi cho Tường Lam, nhưng vừa mở máy ra thì lại nhìn thấy một tin nhắn giấu tên. Mở ảnh ra xem, cặp nam nữ đó không phải là ai khác mà chính là Kỳ Ngạn Lễ và Tường Lam. Con mắt đen trầm lặng của anh nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt giống như đóng băng. Người phụ nữ này bỏ lại Tiểu Đường đậu cả đêm không về là vì đang qua đêm với Kỳ Ngạn Lễ sao? Mà trong bức ảnh, địa chỉ bọn họ xuất hiện cũng chính là biệt thự của kỳ ngạn lễ. Tay của kỳ ngạn lễ thậm chí còn ôm lấy tường lam. Bọn họ giống như một cặp tình nhân đi vào trong biệt thự. Minh Hải nổi giận, tức đến nỗi thậm chí bây giờ, liền muốn tới biệt thự của kỳ ngạn lễ để bắt kẻ gian dâm. Nhưng anh lại không thể bỏ lại tiểu đường đậu. Nếu như đường đậu bị tiếng sấm làm tỉnh giấc, rồi phát hiện anh không có ở đó, thật sự sẽ bị dọa chết mất. Anh ném điện thoại sang một bên, Đưa bé trong lòng khịt mũi, đôi tay nhỏ ôm lấy cổ của anh, lại chui vào trong lòng anh, trong vô thức lẩm bẩm gọi một tiếng. Bố ơi! Minh Hải ôm tiểu đường đậu, rồi lại vỗ nhẹ vài cái, đưa bé càng ngủ sâu hơn. Nhưng Minh Hải lại không thể nào ngủ được. Tưởng Lam, cô đã hoàn toàn phản bội anh. Buổi sáng ngày hôm sau, Tưởng Lam tỉnh dậy trong phòng khách ở biệt thự của kỳ ngạn lễ. Lúc này cô mới nhớ ra, tối hôm qua cả đêm không về. Minh Hải rất có khả năng, cũng ở biệt thự Lam Vịnh của người phụ nữ đó ngủ qua đêm. Ở biệt thự Tiên Thúy Vịnh chỉ có một mình tiểu đường đậu. Gầy go rồi, tối hôm qua lại còn có gió to và sấm chớp. Tiểu đường đậu chắc chắn bị dọa chết rồi. Tưởng làm tối hôm qua quá đau lòng, đau lòng đến nỗi quên cả tiểu đường đậu. Cô thật là đáng chết. Cô đang định ngồi dậy thay quần áo, nhưng quần áo của cô tối qua đã bị ướt hết. Kỳ ngạn lễ lấy bộ ngủ nữ cho cô mặc. Chắc là của người phụ nữ lúc trước qua đêm ở nhà kỳ ngạn lễ để quên. Cô chạy ra khỏi phòng khách. Kỳ ngạn lễ đang định gọi cô dậy, thì chỉ nhìn thấy cô hoảng loạn gấp gáp nói. Tổng giám đốc kỳ, phiền anh cho tôi mượn một bộ quần áo của nữ nữa với. Bây giờ tôi phải về nhà một chuyến. Kỳ ngạn lễ không nói gì, lấy một bộ quần áo nữ đưa cho cô. Sau khi cô thay xong, đến cả bữa sáng cũng không ăn, liền vội vàng rời khỏi biệt thự của kỳ ngạn lễ. Khi cô gọi xe trở về biệt thự Tiên Thủy Vịnh, thì nhìn thấy xe của anh đã đổ ở trong vườn. Cô sững sờ, nhưng vẫn đi vào trong nhà cô muốn xác nhận tiểu đường đậu không sao vừa chuẩn bị đi vào nhà thì bắt gặp anh và tiểu đường đậu đứng ở cửa minh hải nắm lấy tay của tiểu đường đậu đang chuẩn bị đưa con bé đi học minh hải nhìn chằm chằm vào cô giọng nói lạnh lùng đến cực điểm tối qua em bỏ lại một mình tiểu đường đậu không biết con bé rất sợ hãi sao em cô vốn dĩ là đi đuổi theo anh cô muốn theo đuổi lại anh nhưng mà minh hải cúi đầu nói với tiểu đường đậu đường đậu còn vào trong trước đi bố nói chuyện với mộ mộ một chút vâng ạ à. sau khi tiểu đường đậu vào nhà lúc này anh nhìn cô lại càng thêm nghiêm nghị và u ám em xin lỗi là em không tốt lời xin lỗi của tường lam vẫn chưa nói xong minh hải liền dùng tay nắm chặt cổ tay của cô đè lên trên tường hỏi tối hôm qua em đã ở đâu đối diện với câu hỏi hung dữ của anh trong lòng tường lam đột nhiên sinh ra cảm giác tức giận Tối hôm qua em đã ở đâu? Anh có từng quan tâm đến em không? Phải, tối hôm qua em không nên bỏ lại tiểu đường đậu. Nhưng anh thì sao? Anh cũng bỏ lại tiểu đường đậu, không phải sao? Người đàn ông u ám nhìn chằm chằm vào cô, giống như muốn ăn thịt cô. Bàn tay to lớn cầm chặt lấy cổ tay cô siết chặt lại từng chút một. Giống như muốn bóp vụn xương của cô. Cô đau đớn trao mày lại. Minh Hải, anh bỏ em ra. Bỏ em ra, Bỏ em ra để em cấu kết với kỷ ngạn lễ làm việc xấu sao?" Trong lòng Tưởng Lam bỗng run rẩy, ánh mắt không dám tin nhìn chằm chằm vào anh. "Minh Hải, anh sai người theo dõi em sao?" Lời sỉ nhục của anh giống như một con dao găm, dùng con dao đâm vào lồng ngực của cô. Dao không thấy máu, nhưng lại đủ chí mạng. "Anh không hề vô liêm sỉ như thế." Cô sững sờ, đột nhiên cười khinh một tiếng. "Cũng phải, anh dây dưa với người ở biệt thự Lam Vịnh kia?" thì làm sao có thể có tâm tư sai người theo dõi cô được chứ ôi đến bây giờ cô vẫn đang tưởng ai cũng mê mình cô kéo căng đôi môi nhợt nhạt nếu anh đã biết rồi thì còn hỏi em làm gì đúng tối hôm qua em đúng là ở cùng với kỳ ngạn lễ đấy em ở nhà của kỳ ngạn lễ cả một buổi tối đấy tường Lam, người đàn ông nổi giận gân xanh trên trán đập thình thịch bàn tay to bóp vào cái cổ nhỏ bé của cô tưởng lam vì khó thở nên ho dữ dội mặt đỏ rực cả lên. Bàn tay của anh từ từ co chặt lại. Tưởng Lam thậm chí có thể nghe được âm thanh răng rắc ở cổ phát ra. Chỉ cần Minh Hải dùng thêm một chút sức lực nữa, thì có thể cô sẽ bị nghẹt thở mà chết. Người đàn ông hai mắt đỏ rực, giống như con báo săn bị chọc giận, ánh mắt hung ác nham hiểm. Cho đến khi nhìn thấy người phụ nữ chậm rãi nhắm mắt lại, khóe mắt rơi lệ không dãi ruộng nữa, thì lực trên tay của anh mới từ từ thả lỏng. Tưởng Lam vì không có sức lực nên ngã xuống đất. Vừa dùng lực thở, vừa dùng lực kho. Cổ của cô rất đau, rất đau. Nhưng lại không đau bằng một phần nghìn trong lòng cô. Cô bất chợt cười lạnh lùng. Đứng dậy ngửa cái cổ đỏ ửng vừa bị anh bóp lên nói. Mình Hải, anh biết không? Em nhớ rất rõ. Lần trước anh suýt chết nữa thì bóp chết em là khi nào? Lần trước anh là vị hướng Nam Tây. Lần này thì sao? Anh lại suýt chết nữa bóp em à? không phải là vì anh yêu em không phải là vì anh ghen mà chỉ là vì anh không chấp nhận được việc em phản bội anh thấy bộ dạng nhợt nhạt yếu ớt của cô minh hải trao mày lại theo phản xạ giơ tay muốn kéo cô lên tiểu lam anh đừng chạm vào em tưởng lam hất tay của anh ra minh hải từ bây giờ trở đi chúng ta đường ai nấy đi cô quay người định rời đi thì minh hải kéo cô lại chống lên trên tường cuộc tình này em nói đi là đi muốn kết thúc là kết thúc sao Tưởng làm, anh không nói kết thúc thì em cũng đừng nghĩ sẽ đi được đâu. Cô tưởng rằng trên đời có chuyện tốt như thế. Cô muốn bắt đầu thì anh tiếp đãi. Cô muốn kết thúc thì anh sẽ phải cùng cô kết thúc ư. Từ bây giờ trở đi, cô đã dành bao nhiêu niềm tin từ chỗ anh thì anh sẽ lần lượt khiến cho cô quay lại. Anh muốn làm cái gì? Tưởng Lam sợ hãi nhìn anh. Minh Hải nắm lấy cổ tay của cô. Đôi môi mỏng hết lên cười khinh. Khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Em nói làm cái gì? Đương nhiên là đưa tiểu đường đậu đi học rồi. Lẽ nào em muốn để cho tiểu đường đậu biết chúng ta đang cãi nhau sao? Tưởng Lam có một giây phút hoảng hốt. Người đã bị anh nhét vào trong xe. Màu máu trên khuôn mặt bé nhỏ của Tường Lam rút đi hết. Minh Hải, anh... Bên kia, tiểu đường đậu đã đeo cặp sách từ trong chạy ra. Dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh và Tường Lam. Bố à, mộ mộ, hai người vừa mới cãi nhau sao? Minh Hải kiểm soát tâm trạng tỉnh bơ mỉm cười. Đương nhiên không phải rồi, lên xe đi, để bố đưa con đi học. Ánh mắt kỳ lạ của tiểu đường đậu, nhìn vào hai người lớn, bước lên xe, ngồi cùng với tường lam ở phía sau. Đứa bé sơ mắt, nhìn thấy vết đỏ ở trên cổ của tường lam, tò mò nói. Mộ mộ, cổ của mẹ sao thế? Tưởng Lam ngây người ra, cô sở vào cổ và nói Mẹ, mẹ không sao, tối hôm qua mẹ ngủ không ngon nên bị sai cổ thôi. Sái cổ? Sái cổ là gì ạ? Tưởng Lam miễn cưỡng giải thích. Sái cổ là bị treo cổ đấy. Tiểu đường đậu lúc này mới tin, nhẹ nhàng một tiếng còn tỉ mỉ dặn dò. Vậy mộ mộ tối nay ngủ, đừng bị treo cổ nữa nhá, sẽ rất đau đấy. Tưởng Lam không tập trung, ừ một tiếng, giơ tay lên xoa đầu tiểu đường đậu. Sau khi đưa tiểu đường đậu đến trường mẫu giáo, trong xe chỉ còn lại Minh Hải và Tưởng Lam. Tưởng Lam vốn dĩ tưởng rằng Minh Hải sẽ không để cô đến Á Hoa làm việc nữa. Nhưng Minh Hải lại đột nhiên đưa cô đến cửa Á Hoa. Thậm chí, vào lúc cô chuẩn bị xuống xe, còn từ trong gương chiếu hậu, dùng hai con mắt nghiêm nghị đó nhìn cô một cái, nhắc nhở cô. Tối nay, anh sẽ đón em tan làm, đừng có mà chạy trước. Tưởng Lam nắm chặt lòng bàn tay lại. Cô bắt đầu không hiểu anh rồi. Người đàn ông này quả là khó hiểu. Nếu như anh đã biết tối hôm qua cô ở cùng với kỳ ngạn lễ, thì tại sao vẫn giữ cô ở bên cạnh chứ có điều minh hải đến bây giờ chắc vẫn chưa biết giao dịch giữa cô và kỳ ngạn lễ chắc minh hải chỉ là tức giận vì tối hôm qua cô qua đêm ở kỳ ngạn lễ nhưng tưởng lam không biết rõ được chuyện này chỉ thờ ơ trả lời một câu biết rồi em sẽ đợi anh bây giờ phó minh hải sinh ác cảm với sự sợ hãi của cô muốn giành lại sự tin tưởng của anh e rằng là chuyện khó sau khi tưởng lam xuống xe liền không tập trung đi vào trong á hoa. Sau khi vào công ty, cô đi vào phòng rửa tay trước, định dùng kem nền và phấn ở trong túi sách để che đi vết đỏ ở trên cổ. Nhưng vết đỏ đó quá rõ, một chốc không thể mất đi, dùng kem nền và phấn cũng không che đi được. Nhìn vào trong gương, sắc mặt người phụ nữ trắng bệch như tờ giấy, cô hoàn toàn suy sụp. Tại sao bây giờ tất cả mọi chuyện đều bị cô phá hỏng vậy? Nói muốn giành lại sự tin tưởng của anh, để giúp bố báo thù nhưng lại lún sâu vào trong chút tình cảm của anh cho. Trong đầu lúc này, không nghĩ được gì khác, vẫn là cảnh tượng tối hôm qua, mình hải qua đêm ở biệt thự Lam Vịnh, ôm ấp thân mật với người phụ nữ kia. Cô hít một hơi sâu, ở trong phòng rửa tay lấy lại bình tĩnh, rồi mới đi tới bộ phận thiết kế. Đến buổi chiều, cô bị kỳ ngạn lễ gọi tới văn phòng. Kỳ ngạn lễ vừa nhìn thấy vết đỏ ở trên cổ của cô, cau mày nói. Sáng nay cô về nhà, Minh Hải đã ra tay với cô sao? tường lam lắc lắc đầu không phải chỉ là anh ấy đã biết được chuyện tối qua tôi qua đêm ở nhà anh nên rất tức giận kỳ ngạn lễ đi đến giơ tay chạm vào vết đỏ ở trên cổ của tường lam tường lam theo phản xạ lùi về phía sau tổng giám đốc kỳ cô căng thẳng cái gì tôi chỉ là muốn xem vết thương trên cổ của cô mà thôi kỳ ngạn lễ tỉ mỉ nhìn vào vết đỏ trên cổ của tường lam minh hải ra tay cũng thật là độc ác tôi đã nói với cô từ sớm rồi Đừng để bị lừa bởi một chút dịu dàng của anh ta dành cho cô nữa. Tưởng Lam nuốt nước miếng, lùi về sau một bước cúi mặt nói. Tổng giám đốc Kỳ, anh yên tâm đi. Sau này tôi sẽ không ngốc như thế nữa đâu. Tay của Kỳ ngạn lễ dừng lại giữa không trung, đơ ra vài giây, đôi môi mỏng hích lên cười khinh, cuối cùng thu tay lại, đút vào trong túi quần. Vậy thì tốt. Kỳ ngạn lễ đi về phía bàn làm việc. Đúng rồi, chuyện con chip. Anh vẫn chưa hỏi xong, Tưởng Lam liền vội vàng mở miệng che giấu. Con chip tôi nhìn thấy rồi, nhưng Minh Hải phòng bị quá cao, tôi phải cần một chút thời gian nữa. Tường Lam, đừng quên mục đích của cô là gì. Minh Hải có lẽ đã biết được động cơ mờ ám của cô rồi. Nếu như lúc này cô còn mềm lòng, còn rung động với anh ta, cô có biết hậu quả sẽ là gì không? Chính là không chỉ không báo thù được thay bố cô, mà còn có thể gây tổn hại cho bản thân. Bàn tay buông xuống bên quần của Tường Lam dần dần nắm chặt lại. Cô hít một hơi sâu, giơ mắt nhìn kỳ ngạn lễ nghiêm túc nói tổng giám đốc cho tôi thêm vài ngày nữa tôi nhất định sẽ cố gắng lấy được con chip đó vào trong tay cố gắng ư tưởng làm tôi hy vọng cô dốc hết sức đi làm đến bước đường bây giờ cô và anh ta đã không còn bất cứ khả năng nào nữa rồi cô đưa người ra đó cảm giác lạnh buốt từ dưới chân dâng lên toàn thân có chút tê cứng trong đầu loại lên cảnh tượng ở trong biệt thự lam vịnh minh hải yêu kiểu tang luôn nhớ nhung kiểu tang mà bên cạnh anh còn có người ở Lam Vịnh kia. Cô có là gì chứ? Trong lòng Minh Hải, giá trị tồn tại của cô chỉ vì cô là mẹ ruột của tiểu đường đậu mà thôi. Minh Hải bây giờ không tin tưởng tôi như thế nữa. Tôi sẽ dùng thời gian nhanh nhất để lấy lại sự tin tưởng của anh ấy. Tôi tin, cô chắc chắn sẽ làm được. Khi tưởng Lam bước ra khỏi văn phòng của kỳ ngạn lễ, không những không chút được cánh nặng, áp lực trên đôi vai ngược lại còn lớn hơn. Cô mở điện thoại, có nên gọi điện thoại cho Minh Hải Để giảng hòa một chút không Nhưng cô vừa mới muốn chia tay với anh Bây giờ lại cố tình làm hòa với anh Chắc chắn sẽ khiến cho anh Nảy sinh hoài nghi Cô cầm điện thoại Đang định quay về bộ phận thiết kế Thì điện thoại đột nhiên chuyển tới mấy tin nhắn Mở ra xem Tất cả đều là cảnh nam nữ thân mật Tuy trong ảnh không nhìn thấy mặt của người đàn ông Nhưng lại có thể nhìn thấy Gương mặt diêm rúa loè loẹt kia của hạ tuyết tinh Không cần nghĩ Tưởng Lam cũng biết người đàn ông trong bức ảnh này là ai. Tuy chuyện của Minh Hải và Hạ Tuyết Tinh là cái bẫy của Kỳ Ngạn Lễ, thậm chí cô cũng tham gia vào chuyện này, nhưng cô lại ngốc nghếch mơ tưởng Hạo Huyền. Minh Hải và Hạ Tuyết Tinh ở khách sạn hôm đó không xảy ra chuyện gì cả. Cô hít một hơi sâu, ẩn xóa toàn bộ những tấm hình đó đi, không thèm quan tâm đến nữa. Tưởng Lam đi chưa được lâu, trợ lý Lý Đạt của Kỳ Ngạn Lễ liền gõ cửa và thông báo Tổng giám đốc kỳ, cô thẩm đến rồi. Bên ngoài, thẩm uyển yêu đã đi đôi giày cao gót tự mình xông vào. Anh ngạn lễ. Kỳ ngạn lễ nghe thấy giọng nói điệu chảy nớt đó. Ánh mắt lóe lên vẻ chán ghét, nhưng lại tỏ ra cười mở nói. Sao em lại đến đây thế? Mẹ của thẩm uyển yêu là thẩm thu, bây giờ là vợ hai của bố anh ta là quỷ quốc thần. Thẩm uyển yêu đương nhiên cũng được coi là con gái của nhà họ kỳ. Tuy trong lòng kỳ ngạn lễ chưa từng thừa nhận, nhưng mà bây giờ anh ta vẫn sẽ không ồn ào với hai mẹ con thẩm thu suy cho cùng thẩm uyển yêu này còn có chút giá trị lợi dụng thẩm uyển yêu sách tôi sách bước vào anh ngạn lễ bác kỳ biết em học thiết kế mỹ thuật nên bảo em đến công ty làm việc chắc anh sẽ không nhận em đấy chứ thực ra là thẩm thu cố tình nhắc tới chuyện này trước mặt kỳ quốc thần để kỳ quốc thần sắp xếp việc làm cho thẩm uyển yêu nhiều lần nhắc đến á hoa vì vậy thẩm uyển yêu mới có thể được như ý nguyện nhưng thẩm uyển yêu đến á hoa cũng căn bản không phải là để đi làm mà là để có thể thường xuyên nhìn thấy kỳ ngạn lễ tốt cho việc bồi dưỡng tình cảm với kỳ ngạn lễ kỳ ngạn lễ nhìn thẩm uyển yêu em cũng học thiết kế mỹ thuật à thẩm uyển yêu uốn éo hờn rỗi đúng vậy anh ngạn lễ nếu như anh từ chối em em quay về sẽ rất mất mặt mẹ em lại nói em vô dụng đây dựa vào cái gì tưởng làm có thể làm việc ở á hoa mà thẩm uyển yêu cô không thể chứ? Sao anh lại không cần em được? Em là con gái của dì thẩm, kể cả anh không giữ thể diện cho em, thì cũng phải giữ thể diện cho dì thẩm chứ? Lý Đạt đưa uyển yêu đến báo xanh ở bộ phận thiết kế đi. Lý Đạt gật gật đầu. Được tổng giám đốc kỳ, cô thẩm mời đi theo tôi đến bộ phận thiết kế. Thẩm uyển yêu vừa nghe thấy kỳ ngạn lễ dịu dàng gọi cô là uyển yêu, trong lòng như nở hoa. Anh ngạn lễ vậy em đến bộ phận thiết kế báo danh đây lúc thẩm uyển yêu đi đến cửa kỳ ngạn lễ còn đặc biệt dặn dò lý đạt à đúng rồi nhớ dặn dò tổng thanh tra bộ phận thiết kế hãy quan tâm đến uyển yêu một chút vâng tổng giám đốc kỳ thẩm uyển yêu bỗng e thẹn vô cùng vui mừng xem ra trong lòng anh ngạn lễ cũng có cô sau khi lý đạt dẫn thẩm uyển yêu rời khỏi văn phòng kỳ ngạn lễ mỉa mai hừ một tiếng tưởng lam ngồi ở vị trí làm việc trong lúc đang không tập trung thì Lý Đạt dẫn Thẩm Uyển Yêu bước vào bộ phận thiết kế. Thẩm Uyển Yêu đi tới trước văn phòng của Tổng Thanh Tra. Ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Tưởng Lam, đắc ý ngâm nga một tiếng. Tưởng Lam giật giật mắt. Thẩm Uyển Yêu sao lại đến Á Hoa làm việc vậy? Đợi sau khi Thẩm Uyển Yêu bước ra từ văn phòng Tổng Thanh Tra, Lý Đạt liền hỏi. Cô Thẩm, cô muốn ngồi ở đâu? Thẩm Uyển Yêu nhìn bao quát khu làm việc rộng lớn một vòng. Cuối cùng, đem ánh mắt đặt vào vị trí bên cạnh của tường lam chỉ vào nói trợ lý lý tôi muốn ngồi ở vị trí đó có được không đương nhiên là được trong ánh mắt quý mến của mọi người thẩm uyển yêu ra vẻ cao ngạo ngồi vào vị trí bên cạnh của tường lam giờ nghỉ trưa tưởng Lam vì trong lòng phiền muộn nên đi ra sân thượng hóng gió vừa yên tĩnh không lâu thẩm uyển yêu liền đi theo cô đến sân thượng một mình đến sân thượng chắc sẽ không vì nghĩ không thoáng nên tự sát đấy chứ giọng nói nữ sắc bén mỉa mai chuyển đến từ phía sau làm tưởng lam hơi hơi trong mày cô quay người lại nhìn chẳng phải cô không có một chút hứng thú nào với mỹ thuật và thiết kế sao sao lại đến áo hoa làm việc thế thẩm quyền yêu dẫm lên đôi giày cao gót nhẹ nhàng bước tới lúc trước tôi không có hứng thú với thiết kế nhưng tôi bây giờ cực kỳ hứng thú với mỹ thuật và thiết kế không được sao tưởng lam cô đừng tưởng rằng chỉ có cô mới có thể ngày ngày lởn vởn trước mặt anh ngạn lễ bây giờ tôi đến rồi cô đừng nghĩ sẽ quyến rũ được anh ngạn lễ dưới con mắt của tôi nữa ôi trời thì ra là đến để theo dõi cô tưởng lam khinh khỉnh nói cô yên tâm đi tôi không có hứng thú với anh trai ngạn lễ của cô đâu tưởng lam cô nghĩ rằng tôi sẽ tin những lời nói nhàm chán của cô sao cô đừng tưởng tôi không biết tối hôm qua cô đã quấn lấy anh ngạn lễ ánh mắt của tường lam bỗng run rẩy lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thẩm uyển yêu thì ra là cô tôi làm sao thẩm uyển yêu lúc này mới nhớ ra tối hôm qua cô ta đem bức ảnh tường lam ở cùng kỳ ngạn lễ gửi cho phó minh hải thấy tường lam nổi giận nhìn chằm chằm cô ta cô ta lại hùng hồn nói cô dám làm mà vẫn sợ tôi lật tẩy bộ mặt thật của cô sao cô vừa quyến rũ phó minh hải vừa bám lấy anh ngạn lễ tường lam cô thật là lẳng lơ vô liêm sỉ Cô nói đủ chưa? Sao nào? Cô dám làm mà con không để tôi nói sao? Tưởng Lam lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta, đến nỗi khiến cho thẩm uyển yêu có chút sợ hãi. Cô và mẹ cô, lấy đi tiền cứu mạng của bố tôi. Tôi còn chưa tìm cách để báo thù thì thôi. Cô lại còn tự xông tới trước cửa à? Nghe xong thẩm uyển yêu có chút tức cười. Tưởng Lam, với tình trạng bây giờ của cô, Mình Hải vẫn sẽ yêu chiều cô sao? Tôi bây giờ là con gái của bác Kỳ, sau lưng là nhà họ Kỳ, càng huống hồ anh Ngạn Lễ chắc chắn sẽ giúp tôi. Cô nghĩ rằng cô có thể đấu lại tôi sao? Tưởng Lam cười khinh một tiếng. Vậy chúng ta cứ chờ mà xem. Vứt lại câu nói đó, Tưởng Lam rơi chân định rời đi, thì bị Thẩm Uyển yêu chặn lại. Tối hôm qua cô và anh Ngạn Lễ rốt cuộc đã làm gì trong biệt thự rồi? Cô nghĩ sao? Cô nam quả nữ ở chung một nhà, còn cần tôi phải kẻ tỉ mỉ với cô à? Tối hôm qua. Tôi và anh trai ngạn lễ của cô đã làm gì sao? Thẩm Uyển Yêu cắn chặt răng. Tưởng làm, cô thật hèn hạ. Cũng như nhau thôi. Thẩm Uyển Yêu, cô trước kia chẳng phải cũng dùng thủ đoạn này để cướp đi giàn chết sao? Sau khi Tưởng Lam rời khỏi sân thượng, Thẩm Uyển Yêu lấy ra chiếc bút ghi âm trong túi, ấn vào nút tạm dừng, đôi môi đỏ nhếch lên, ánh mắt lóe lên vẻ nguy hiểm. Nếu như đoạn ghi âm này bị Minh Hải nghe thấy, Tưởng Lam e sẽ phải chịu không ít khổ đây. Minh Hải kể cả có thích cô, tưởng Lam Chi Ít cũng từng làm người phụ nữ của anh. Người đàn ông có địa vị đứng trên đỉnh kim tự tháp giống như Minh Hải. Sao có thể sẽ chấp nhận người phụ nữ của mình lén lút với người đàn ông khác sau lưng mình chứ? Tưởng Lam làm tình nhân của người khác, đến cả chút tự giác cũng không có. Đáng đời Minh Hải ruông bỏ cô. Đến buổi chiều, Thẩm Uyển Yêu đến văn phòng tổng thanh tra xin nghỉ, rồi sách túi đắc ý rời đi. Người của bộ phận thiết kế đều bàn tán sôi nổi, Thẩm Uyển Yêu, đấy có phải là đến làm việc đâu? Rõ ràng là đến để chơi, thật ngưỡng mộ cô ấy. Người ta là một nửa của nhà họ Kỳ đấy, mẹ cô ấy bây giờ là vợ của chủ tịch tập đoàn Kỳ Thị. Đến Á Hoa làm việc đa phần là để chơi mà thôi. Minh Hải đang định đi họp thì từ khôn đẩy cửa bước vào. Xe bà, Thẩm Uyển Yêu đến rồi, nói là muốn gặp anh. Thẩm Uyển Yêu, Minh Hải trao mày. Bữa tiệc lần đó, anh ép cô ta xuống hồ bơi mà cô ta còn dám đến tìm anh sao? Tôi không rảnh, đuổi cô ta đi đi. Minh Hải hôm nay tâm trạng cực kỳ tệ, vốn dĩ không có tâm trạng để ứng phó với Thẩm Uyển Yêu. Tử Khôn trao mày trần trừ nói, nhưng mà Thẩm Uyển Yêu nói chính xác là trong tay cô ta có chuyện sếp muốn biết. Nếu như sếp không gặp cô ta, chắc chắn sẽ hối hận. Là chuyện liên quan đến cô mộ. Minh Hải càng cao mày chặt hơn, ánh mắt hiện lên vẻ hung dữ. Cho cô ta vào. Sau khi Thẩm Uyển Yêu bước vào văn phòng, nhìn về phía người đàn ông anh Tuấn đang ngồi trên chiếc ghế to màu đen, ngay lập tức liền sững sờ vì bị thu hút. Chẳng trách, người đàn ông này tính tình kém như vậy. Bác Thành còn có nhiều phụ nữ theo đuổi, bám víu lấy anh như thế. Cô ta mấy lần trước đều không quan sát kỹ Minh Hải. Bây giờ nhìn, Minh Hải còn phải khiến người ta kinh ngạc hơn cả kỳ ngạn lễ. Vào lúc Thẩm Uyển Yêu sững sờ, giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị của người đàn ông vang lên. Cô tốt nhất là nên có chuyện quan trọng. Minh Hải tuy khí chất lạnh lùng đáng sợ, nhưng Nguyễn yêu cô không phải là loại người ăn chay. Cô ta bước tới nở nụ cười. Tổng giám đốc phó, tôi biết anh là người bận rộn trăm công nghìn việc. Tôi sẽ không làm lỡ thời gian của anh đâu. Tôi đến là để tặng cho anh một món quà. Thẩm Huyền yêu từ trong chiếc túi hơm mét bàn giới hạn, lấy ra một chiếc bút ghi âm, đặt lên trên bàn làm việc và đẩy tới trước mặt của anh. Đây là cái gì? tổng giám đốc phó nghe xong sẽ biết minh hải lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái ngón tay thon dài xuống nút phát của chiếc bút ghi âm trong bút ghi truyền tới giọng nói đối thoại của hai người con gái một giọng là của thẩm uyển yêu còn một giọng là giọng nói anh không thể quen thuộc hơn nữa tường lam tối hôm qua cô và anh ngạn lễ rốt cuộc đã làm gì ở trong biệt thự rồi cô nghĩ sao cô nam quả nữ ở chung một nhà còn cần tôi phải kẻ tỉ mỉ với cô à Tối hôm qua, tôi và anh trai ngạn lễ của cô đã làm gì sao? Thẩm Uyển Yêu cắn chặt răng. Tưởng làm, cô thật hèn hạ. Cũng nhìn nhau thôi. Thẩm Uyển Yêu, cô trước kia chẳng phải cũng dùng thủ đoạn này để cướp đi giàn chiếc sao? Sau khi Minh Hải nghe xong nội dung trong chiếc bút ghi âm, khuôn mặt liền tối sầm lại, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Thẩm Uyển Yêu thậm chí còn cảm giác khung khí của xung quanh như bị đóng băng. Nhưng khi cô ta nhìn thấy ngón tay thon dài của Minh Hải ngón tay cầm chiếc bút ghi âm trở nên tái mét, đột nhiên bật cười. Tưởng làm, lần này Minh Hải sẽ không ruồng bỏ cô được sao? Thẩm Uyển Yêu quan sát tâm trạng của người đàn ông, có chút đắc ý nói. Tổng giám đốc phó, đoạn ghi âm tôi cung cấp, anh có hài lòng không? Con mắt của Minh Hải trở nên nghiêm nghị, khi nhìn thấy Thẩm Uyển Yêu, toàn thân tỏa ra hơi lạnh, khiến người khác vô cùng sợ hãi. Nếu như cô lừa tôi, thì có biết hậu quả sẽ là gì không? Thẩm huyền Yêu ngay lập tức run rẩy nhưng lại mạnh bạo nói. Muốn điều tra là thật hay giả chẳng phải rất dễ sao? Tổng giám đốc phó trực tiếp gọi người kỹ thuật đó đến kiểm tra một chút, không phải sẽ biết ngay sao? Tôi lại không ngu ngốc đến nỗi, lấy chuyện này ra để lừa tổng giám đốc phó. Cút đi! Thẩm huyền Yêu đưa người ra, không phản ứng lại. Giọng của Minh Hải nâng lên cao, đột nhiên chửi mắng một tiếng. Cút ra ngoài! Thẩm huyền Yêu bị dọa cho hết hồn. Người đàn ông này thật là khó chiều cô ta đã giúp anh lật tẩy mặt thật của người phụ nữ hèn hạ tưởng lam kia. Vậy mà anh lại bảo cô ta cút đi như vậy. Cút thì cút, gắt gỏng cái gì? Thẩm Uyển yêu ôm chặt túi sách dưới ánh mắt u ám đáng sợ của Minh Hải, hoảng loạn chạy ra khỏi văn phòng. Thẩm Uyển yêu vừa rời đi, Minh Hải liền cầm chiếc bút ghi âm trong tay ném mạnh lên tường. Chiếc bút ghi âm lạch cạch một tiếng rơi xuống đất gãy làm đôi, mà trên tường còn bị lõm xuống một cái hố nhỏ khi từ khôn bước vào liền nhìn thấy đồ ở dưới đất xe sặt mở miệng nói xe bà lời của người phụ nữ thẩm uyển yêu kia không đáng tin lời của thẩm uyển yêu không đáng tin nhưng giọng nói thật sự của tường lam ở trong chiếc bút ghi âm còn không đáng tin sao anh cho cô sự tin tưởng tuyệt đối nhưng người phụ nữ đó thì sao hết lần này đến lần khác lợi dụng sự tin tưởng của anh để làm những gì lấy đoạn ghi âm trong chiếc bút đó ra bảo nhân viên kỹ thuật kiểm tra xem có phải là ghép vào hay không? Vâng, xếp. 5 phút sau, Từ Khôn cầm tấm thẻ nhớ trong chiếc bút ghi âm đó đến. Minh Hải lạnh tiếng nói, "Có tra ra cái gì không?" Từ Khôn mím môi, sắc mặt cứng lại. "Xếp à, chắc là bên trong có hiểu lầm gì rồi, tôi tin cô mộ, cô ấy" Minh Hải thẳng thắn ngắt lời của anh. "Đoạn ghi âm này là thật, phải không?" Từ Khôn đơ người ra đành phải gật đầu. "Vâng, nhân viên kỹ thuật không tra ra được phần bị ghép." là là thật. Minh Hải cầm tấm thẻ nhớ đó, bóp chặt ngón tay lại, trực tiếp làm cho tấm thẻ nhớ đó vỡ vụn. Sau khi tưởng Lam tan làm, khi đi đến dưới sảnh tòa nhà áo hoa, không nhìn thấy xe của Minh Hải. Cô đợi khoảng 10 phút, vẫn không thấy Minh Hải đến. Minh Hải buổi sáng bảo cô đợi anh. Nếu như bây giờ cô về thẳng Tiên Thủy Vinh, người đàn ông đó sẽ nổi giận. Cô nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là gọi điện cho anh. Nhưng sau khi kết nối, lại là từ khôn nghe máy. Minh Hải vẫn chưa tan làm sao? Cô mộ à, xem anh ấy vẫn đang bận. Nếu không thì cô trực tiếp đến phó thị đợi anh ấy đi. Tưởng Lam không nghi ngờ gì điểm đạm nói. Được, tôi đến ngay đây. Áo hoa cách phó thị không xa, đi bộ cũng chưa tới 10 phút. Cô bước vào tòa nhà phó thị. Sau khi lên thang máy, nhìn vào thang máy lần lượt leo lên. Trong lòng nghĩ đợi chút nữa sẽ làm hòa với Minh Hải như thế nào. Sau khi lên tới tầng 66, vào lúc Tường lam đi về phía văn phòng tổng giám đốc tử khôn đúng lúc cũng từ trong văn phòng ra trợ lý tư minh hải ở bên trong phải không Xếp ở bên trong ạ à. tưởng lam gật gật đầu rơi chân chuẩn bị bước vào nhưng lại bị tử khôn chặn lại cô mộ, tôi vẫn là đưa cô đến phòng nghỉ ngơi đợi thì hơn tưởng lam hơi trao mày anh ấy đang họp à câu nói này vừa nói xong trong văn phòng đột nhiên chuyển tới tiếng nhõng nhẽo của một người phụ nữ Tổng giám đốc phó, anh thật là hư, làm cho người ta đau quá đi. Trái tim của cô ngay lập tức nặng trĩu xuống. Minh Hải, ở bên trong làm gì thế? Từ khôn vẻ mặt lúng túng, ấp úng nói. Cô mổ, thật ra xếp anh ấy... Bên trong lại truyền tới giọng nói cười đùa của phụ nữ. Ôi trời, đừng mà, chân người ta mềm nhũn rồi đây này, đồ đều. Không phải, em thích anh như thế này sao? Người đàn ông hài hước ve vãn, chọc kẹo người phụ nữ kia nũng nịu vài tiếng. Tưởng làm sắc mặt khó chịu, cô cong môi lên cười nhạo. Đã rõ ràng như thế này rồi, tôi còn có gì đáng hỏi nữa. Cô nuốt nước miếng, nắm chặt tay thành nắm đấm, cắn môi nói. Nếu Tổng Giám Đốc Phó bận rộn như vậy, vậy tôi về trước đây, không quấy dày hứng thú của Tổng Giám Đốc Phó nữa. Cô không thể tiếp tục nghe tiếng ve vãn trong văn phòng nữa. Nhưng cô vừa quay người, từ khôn liền gọi cô lại. Cô mổ, xếp nói không có sự cho phép của anh ấy thì cô không được đi. Ngón tay của cô cấu chặt vào lòng bàn tay. Minh Hải đây là cố tình sỉ nhục cô sao? Trong văn phòng, người phụ nữ ngồi trên đùi của anh hờn dỗi oán trách. Tổng giám đốc phó, có ai ở bên ngoài cố ý làm ầm ĩ đấy? Ẩm ĩ đến nỗi làm người ta mất cả hứng rồi đây này. Minh Hải cố tình quát mắng. Là ai ở bên ngoài đấy? Tử khôn ngơ ngác vội vàng thông báo nói. Xếp à, cô mộ đến rồi. Người phụ nữ bên trong ngâm nga một tiếng. "Cô mộ là ai thế? Tổng giám đốc Phó, chẳng phải anh nói thương em nhất sao? Sao lại gọi người phụ nữ khác đến vậy, anh thật đáng ghét." Tưởng Lam nghe thấy rõ ràng, Minh Hải thở ơ nói, "Chỉ là một người phụ nữ không quan trọng mà thôi, làm gì có tư cách để tranh sủng với em chứ?" Sắc mặt của cô ngay lập tức trở nên trắng bệch. "Không quan trọng? Trời, cũng phải. Cô quả thật là không quan trọng. Anh giữ cô bên mình." cũng chỉ là vì cô là mẹ ruột của Tiêu Đường Động mà thôi. Trong văn phòng, Minh Hải lạnh lùng dặn dò cho cô ta vào. Tưởng Lam hít một hơi sâu, sau khi lấy lại tinh thần mới đi vào trong văn phòng. Vào văn phòng, chỉ nhìn thấy người phụ nữ ngồi trong lòng của Minh Hải, không phải ai khác mà chính là Hạ Tuyết Tinh, người không lâu trước tự nói mình mang thai đứa con của Minh Hải. Tưởng Lam hai mắt co lại, sau khi Tưởng Lam nhìn thấy Hạ Tuyết Tinh, càng thêm đắc ý ôm vào cổ của Minh Hải tổng giám đốc phó anh đặt em xuống đi anh gọi cô ta vào rồi người ta xấu hổ tưởng lam nhìn thấy bàn tay của minh hải ôm vào phần eo của hạ tuyết tinh vô cùng thân mật cô lạnh lùng rồi đặt lên ánh mắt của người hạ tuyết tinh hạ thấp giọng dịu dàng nói với người phụ nữ trong lòng bây giờ em mang thai rồi anh đương nhiên phải ôm em chứ ôi trời anh đừng nói nữa bác sĩ nói rồi ba tháng đầu thai nhi rất không ổn định không thể trắng trợn đem chuyện mang thai nói ra ngoài được sắc mặt của tường lam trắng bệch như tờ giấy sao có thể minh hải chẳng phải nói hạ tuyết tính không hề mang thai sao lẽ nào lẽ nào bọn họ sau đó lại xảy ra quan hệ rồi cô đứng ở đó một gáo nước lạnh giống như từ trên đỉnh đầu dội xuống dưới chân lạnh buốt đến thấu xương cô thậm chí muốn xông lên hỏi phó minh hải hạ tuyết tính tại sao lại mang thai nhưng mà Cô lại có quyền lợi gì mà hỏi như vậy? Lúc đầu là chính tay cô đã đưa Hạ Tuyết Tinh lên giường của Phó Minh Hải. Cô nhìn Phó Minh Hải, khóe mắt dần ướt đẫm. Phó Minh Hải liếc nhìn cô, sắc mặt cô trắng bệch, không có một chút màu máu nào. Trong lòng anh hơi hơi run rẩy. Tổng giám đốc Phó, anh gọi cô ta đến đây làm gì thế? Cứ đứng ở đó ảnh hưởng đến chúng ta. Tưởng Lam thu lại ánh mắt, khóe miệng cong lên tự chế giễu. Tổng giám đốc Phó, nếu như không có chuyện gì thì tôi không làm phiền hai người nữa. Cô quay người muốn ra khỏi văn phòng. Cô không chắc nếu mình tiếp tục ở lại thì nước mắt đang kiềm chế, có trắng trợn rơi xuống hay không. Đứng yên đó. Người đàn ông phía sau giọng nói lạnh lùng nghiêm nghị gọi cô lại. Minh Hải buông hạ tuyết tinh ra, xài bước chân về phía cô, chìa tay nắm chặt vào cổ tay của cô, lực có chút mạnh, mạnh tới nỗi có chút thô bạo. Tưởng Lam trao mày. Minh Hải, anh làm gì thế? Cô tưởng rằng tôi gọi cô vào chỉ là để cô đứng ở đó sao vậy anh muốn như thế nào ánh mắt của anh cực kỳ vô tình dặn dò nói tuyết tính khát rồi cô đi giúp cô ấy lấy nước tới đây ngón tay của tưởng lam tái mét lại trái tim của cô giống như bị một con dao sắc nhọn đâm vào rất rất sâu đau đến nỗi khiến cho cô sắp nghẹt thở được tôi đi sau khi minh hải thả cô ra tưởng lam quay người bước nhanh ra khỏi văn phòng vừa ra khỏi văn phòng, nước mắt của cô liền tuôn rơi. nhưng cô có gì mà phải khóc chứ? cô ở bên cạnh Minh Hải, chỉ có một mục đích, đó chính là báo thù. cô không ngừng nhắc nhở bản thân, nhưng nước mắt lại trào ra giống như là vỡ đê. cô ở trong phòng trà bên cạnh lấy lại tinh thần một hồi lâu, sau khi bình tĩnh được một chút, mới bê cốc nước vào lại văn phòng. Hạ Tuyết Tinh lẩm bẩm không vừa lòng trợn mắt nói: bảo cô đi rót nước, mà sao động tác lại chậm như vậy chứ? tôi khá sắp chết rồi đây tưởng lam cố gắng nhẫn nhịn không nói gì chỉ đưa cốc nước đến trước mặt hạ tuyết tinh hạ tuyết tinh nhận lấy uống một ngụm nhỏ rồi nhổ ra nước lạnh như thế này cô là muốn để tôi uống xong rồi bị đau bụng sao bây giờ tôi là người mang thai đấy ngộ nhỡ mà làm lạnh đứa bé trong bụng tôi thì cô có chịu trách nhiệm không tưởng lam đứng ở đó không động đậy minh hải cố ý trách móc không nghe thấy sao còn không mau đi rót cốc khác tưởng lam cắn răng nhếch môi cười khinh được Cô Hạ, bây giờ tôi sẽ đi rót cốc nước nóng cho cô. Hạ Tuyết Tinh ngâm nga một tiếng, bộ dạng ngồi tít trên cao. Tưởng Lam rót một cốc nước nóng mang đến. Vào lúc đưa cho Hạ Tuyết Tinh, Hạ Tuyết Tinh vừa sờ vào cốc, liền trực tiếp hất đổ cốc nước nóng. Đổ lên trên mu bàn tay của Tưởng Lam, còn trao mày kêu gào nói. Của cô cố ý đúng không? Nước nóng như thế này là muốn bỏng chết tôi hay sao? Làn da mềm mại, nhạy cảm của Tưởng Lam, sau khi bị một cốc nước nóng đổ vào, mua bàn tay lập tức đỏ ửng lên, nhìn có vẻ rất đau đớn. con mắt của Minh Hải tối sầm lại, nhưng sau đó lại cầm lấy tay của Hạ Tuyết Tinh, quan tâm nói: không bị bỏng chứ? Hạ Tuyết Tinh ấm ức nũng nịu nói: tay của người ta vừa mới bị bỏng đau quá. có phải cô ta cố tình làm bỏng baby của chúng ta không? sự đau đớn trên mu bàn tay của Tường Lam đã bị sự đau đớn trong lòng làm cho tê liệt. Minh Hải quay sang lườm cô, sau đó ôm Hạ Tuyết Tinh đi ra khỏi văn phòng. Thấy tưởng Lam đưa ra đó, liền lạnh lùng nói với tưởng Lam. Còn không đi theo à? Đợi tôi tới, ôm cô đi sao? Lời nói này rõ ràng là chế giễu cô, không có cái tư cách đó. Tưởng Lam cắn răng đi theo. Có ở trong lòng an ủi bản thân, chỉ cần lấy được con chip thì cô có thể sẽ rời xa phó minh Hải. Để báo thủ cho bố, cô chịu chút ấm ức cũng chẳng có gì đáng kể. Minh Hải cả một quãng đường ôm lấy Hạ Tuyết Tinh, đến cả vào trong thang máy, vẫn không bỏ cô ta xa, vô cùng yêu chiều cô ta. Hạ Tuyết Tinh càng thêm đắc ý, cả một quãng đường đều ra oai với Tưởng Lam, đến bãi gửi xe, Minh Hải lạnh lùng ra lệnh cho Tưởng Lam. Cô đi lái xe. Tưởng Lam rõ ràng bị anh coi là tài xế riêng. Cả một quãng đường, Minh Hải ngồi ở phía sau với Hạ Tuyết Tinh, quan tâm thân mật. Tưởng Lam vốn dĩ không có dũng khí để nhìn cảnh bọn họ thân mật từ trong gương chiếu hậu, nhưng chỉ cần cô ngẩng đầu lên nhìn vào trong gương chiếu hậu thì sẽ phát hiện ánh mắt của anh vẫn luôn đặt trên người cô đến biệt thự tiên thủy vịnh minh hải ôm hạ tuyết tinh bước xuống xe tưởng lam không chịu được nói tiểu đường đậu vẫn đang ở trường mẫu giáo tôi đi đón con bé không cần đâu tôi đã bảo ông cụ đi đón tiểu đường đậu về nhà rồi thời gian này tiểu đường đậu không đến đây ở nữa ôi trời vì để dưỡng thai cho hạ tuyết tinh đến cả tiểu đường đậu cũng phải rời đi sao cô nuốt nước miếng nói tôi ở đây sợ là sẽ quấy dày hai người tôi vẫn nên quay về biệt thự nhà họ mộ thì hơn đợi một chút cô đi rồi thì ai chăm sóc cho hạ tuyết tinh trên vết thương của tưởng lam giống như bị sắc thêm muối vào đau đến nỗi sắp bị nghẹt thở rồi đợi đến lúc vào trong biệt thự minh hải đi lên phòng sách ở trên tầng xử lý công việc hạ tuyết tinh ngồi trên sofa của phòng khách ở dưới nhà cầm hạt dưa rồi nhổ vào hạt dưa xuống sàn nhà tưởng lam không quan tâm muốn quay về phòng nghỉ ngơi nhưng lại bị hạ tuyết tinh gọi lại quét sạch vỏ hạt dưa ở dưới đất đi. Minh Hải có bệnh sạch sẽ, không thích sàn nhà bị bẩn như vậy đâu. Tưởng Lam cười khinh một tiếng. Nếu cô đã biết Minh Hải có bệnh sạch sẽ, thì tại sao còn nhổ vỏ hạt dưa xuống đất chứ? Hạ Tuyết Tinh đứng dậy, trực tiếp cầm túi hạt dưa vẫn chưa ăn xong, ném thẳng xuống đất. Tôi chính là muốn cô hầu hạ tôi đấy, sao nào? Cô không nghe thấy sao? Minh Hải bảo, cô chăm sóc tôi. Tôi bây giờ là người đang mang thai đấy. Hạ tuyết tinh diễu võ dương oai chia tay xoa bụng. Nếu như cô khiến tôi tức giận, làm ảnh hưởng đến thai nhi, thì cô nghĩ Minh Hải sẽ bỏ qua cho cô sao? Tưởng Lam cầm cây trổi lên, bước tới đó, nhìn xuống cổ chân của Hạ tuyết tinh. Cô Hạ, cô không tránh ra thì tôi quét kiểu gì? Hạ tuyết tinh đang muốn nổi giận, nhưng đột nhiên nhìn thấy Minh Hải đang từ trong phòng sách bước ra, liền cố tình ngã xuống đất. Tưởng Lam ánh mắt run rẩy, ngay lập tức phản ứng lại, người phụ nữ này e là muốn dụ dỗ hãm hại cô. Hạ Tuyết Tinh ngã xuống dưới đất, đau đớn kêu gọi. Minh Hải, người phụ nữ này cố tình làm cho em ngã. Cô ta là muốn hại chết đứa con trong bụng em. Cô ta chính là đố kỵ với em. Minh Hải gấp gáp chạy xuống tầng, rồi đẩy tường lam sang một bên. Tường lam bị đẩy ra như vậy, bỗng sững sờ ra vài giây, cô thậm chí có chút không tin, Minh Hải sẽ bị Hạ Tuyết Tinh mà đẩy cô ra ư? Minh Hải ôm người phụ nữ dưới đất lên, đặt xuống sofa con mắt đen lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào cô tưởng lam có phải cô đố kỵ với hạ tuyết tinh có em bé không tưởng lam chỉ cảm thấy nực cười cô có tiểu đường đậu của cô cô đố kỵ với hạ tuyết tinh làm cái gì chứ minh hải nếu anh nghĩ rằng tôi muốn hại cô ta xảy thai vậy thì hãy để tôi cút khỏi đây đi vì chỉ cần tôi ở trong căn biệt thự này một khi có cơ hội tôi có thể sẽ hại chết đứa bé ở trong bụng cô ta đấy cách nói khích Cô nghĩ rằng anh sẽ để cô đi dễ dàng như vậy sao? Mình Hải, anh nghe thấy chưa? Người phụ nữ độc ác này là muốn hãm hại baby của chúng ta đấy. Anh máu đuổi cô ta đi đi. Mình Hải lại không quan tâm, con mắt đen nhìn lên khuôn mặt quật cường của Tường Lam. Cô vừa hại tuyết tinh suýt nữa thì xảy thai. Cô tưởng rằng tôi sẽ tha thứ cho cô dễ dàng như vậy sao? Từ bây giờ trở đi, chỉ cần tuyết tinh và đứa bé trong bụng của cô ấy có một chút tổn hại nào tôi sẽ đổ hết lên đầu của cô. Nếu như tuyết tinh xảy thai, cô sẽ mãi mãi phải ở trong căn biệt thự này hầu hạ cả đời. Hạ tuyết tinh hai mắt trợn to lên. Cái gì? Lời nói này nghe cứ kỳ lạ làm sao? Muốn cho tưởng làm ở trong căn biệt thự này cả đời sao? Cô ta vẫn còn mong đợi kết hôn với Minh Hải mà. Cho người phụ nữ này ở lại đây. Lẽ nào không trướng mắt sao? Hạ tuyết tinh kéo vào tay áo của Minh Hải, tỏ vẻ đáng thương nói. Minh Hải à, em sợ lắm. Cô ta ở lại đây, sớm muộn gì cũng sẽ hại em mất đi đứa bé. Ánh mắt của Minh Hải lóe lên vẻ tăm tối. Em yên tâm, có anh ở đây, em tuyệt đối sẽ không để cô ta làm hại đến em và con đâu. Đến buổi tối, tưởng Lam nấu xong cơm nước, nhưng lại không ăn đi lên tầng từ sớm. Trên bàn ăn, chỉ có Minh Hải và Hạ Tuyết Tinh. Hạ Tuyết Tinh thấy tưởng Lam không ở bên cạnh. Khó khăn lắm, mới có thế giới của hai người, liền lập tức cắp đồ ăn cho anh. Minh Hải à, anh ăn nhiều một chút minh hải nhìn vào đồ ăn trong bát ánh mắt lạnh lẽo đặt đũa xuống lạnh lùng nói cô tự ăn đi đứng dậy rồi rời khỏi bàn ăn hạ tuyết tinh trao mày nhưng anh vẫn chưa ăn miếng nào mà nếu như cô muốn ở đây lâu dài thì đừng có mà ồn ào như thế minh hải quay lưng lại với cô ta sau khi vứt xuống một câu nói không rõ ràng như thế kia liền rơi chân bước lên tầng hạ tuyết tinh tức giận ném đôi đũa đi sau khi minh hải đi lên tầng phát hiện Tường Lam rất tự giác, không cần anh phải nói, cô đã tự giác chuyển đến ở phòng khách. Bình thường chẳng thấy ngoan ngoãn như vậy, vậy mà lúc này lại cực kỳ ngoan ngoãn. Tưởng Lam đang sững sờ nằm trên giường thì cửa đột nhiên có người đẩy ra. Cô quay người lại nhìn thì nhìn thấy Minh Hải toàn thân nghiêm nghị lạnh lùng xông vào. Anh, anh vào đây làm gì? Anh không cùng Hạ Tiết Tinh ăn cơm tối mà còn vào phòng của cô làm gì? Minh Hải thẳng thắn đóng cửa lại Ngón tay thon dài, nới lòng trước cả vạt trên cổ, cười khinh nói. Ở đây là biệt thự của tôi, tôi vào phòng nào còn cần phải báo cáo với cô sao? Tưởng Lam Phòng bị ngồi dậy. Tôi không có ý đó, chỉ là nghĩ anh nên cùng ở với Hạ Tuyết Tinh. Vẫn chưa nói xong, Minh Hải liền kéo cô từ phía bên kia giường sang đến bên này. Cả người cô ngã vào trong lòng anh. Khi trước mũi người thấy mùi nước hoa của phụ nữ trên người anh, cảm giác bất mãn liền tràn lan khắp người anh bỏ tôi ra, Hạ Tuyết Tinh đang ở dưới nhà đây, anh không sợ cô ta nhìn thấy sao? Nhưng Minh Hải vốn dĩ không hề quan tâm, lập tức đè cô xuống giường, cúi đầu hôn cô. Tưởng làm nệ tránh, Minh Hải mất hết kiên nhẫn, ngón tay thon dài nắm chặt lấy cảm của cô, cố định lấy cô, tức giận vươn lên trên mặt cô. Sao thế? chạm cũng không cho chạm nữa rồi, muốn giữ mình, vì kỳ ngạn lễ sao? Minh Hải, anh bỏ tôi ra. Anh không sợ hạ tuyết tinh lên sẽ nhìn thấy chúng ta ư? Lời nói của cô bị người đàn ông chặn lại trong miệng. Môi của người đàn ông giống như lửa, lại giống như tàn sát trên đôi môi mềm mại của cô. Tưởng làm thấy đau, nhưng lại có một cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như có một dòng điện kỳ diệu và tuyệt vời lướt qua trái tim của cô. Cô muốn kháng cự, nhưng người đàn ông đè lên người cô bất động như núi. Cô không thể ra được. Cho đến khi người đàn ông đánh rách đôi môi của cô trong khoang miệng nồng lên một mùi tanh. Cô siết chặt đấm, dùng lực đập lên vai anh. Bỏ tôi ra, Minh Hải. Người đàn ông lập tức xé quần áo của cô ra, vốn dĩ không hề có ý định tha cho cô. Hạ Tuyết Tinh đang mang thai, không thể phục vụ, cô phải phục vụ tôi. Lời nói cố tình nhục nhã của Phó Minh Hải khiến cho tưởng Lam toàn thân lạnh buốt, sắc mặt cô trắng bệch nhìn chằm chằm. Minh Hải, anh đừng chạm vào tôi. Người đàn ông cưỡng ép cô lúc này khuôn mặt u ám đến đáng sợ giống như tu la dưới địa ngục tưởng lam vừa sợ hãi vừa căm hận hà miệng dùng lực cắn vào cổ của anh minh hải không quan tâm và bắt đầu xâm chiếm lấy cô tưởng lam đau đớn đến nỗi mặt mũi co rúm lại nhưng đau ở trên cơ thể lại không bao giờ sánh được với nỗi đau ở trong tim lòng tự tôn của cô giống như bị anh làm cho rơi xuống đất nghiền vụn thành bùn đất hơi thở nóng bỏng của người đàn ông áp sát vào vành tay của cô, giọng nói lại lạnh lùng đến cực điểm. Kỳ ngạn lễ có biết, cô đã làm với tôi, bao nhiêu lần rồi không? Người đàn ông dùng lực đâm vào, lòng chiếm dụng thô bạo này, dường như đã xé tan cô ra. Mười ngón tay của cô nắm chặt vào ga giường, đầu ngón tay trắng bệch không còn nhìn thấy màu máu. Tưởng Lam không biết đã âm thầm chịu được bao lâu. Ngoài cửa, bỗng chuyển tới giọng nói chói tai của hạ tuyết tinh. Hai, hai người... Hai người làm cái gì vậy? Hạ tuyết tinh xông vào đứng ở cửa. Không ngờ rằng sẽ nhìn thấy một cảnh tượng nóng bỏng như thế này. Nhất thời đơ người xa. Mình hải tối sầm mặt lại. Trong con mắt đen. lóe lên vẻ lạnh lùng kinh người. Đôi môi mỏng chỉ quát mắng một chữ. Cút. Hạ tuyết tinh bị dạ cho hết hồn lập tức lui đi. Mình hải lúc này mới tha cho tưởng lam. Nhưng tưởng lam nằm trên giường. Đã giống như một con búp bê gỗ tàn tạ. Hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà khuôn mặt trắng bệch thất thần, duy nhất có nước mắt đang trượt xuống từ khóe mắt, làm lộ ra tâm sự. Minh Hải đứng cạnh giường, rất nhanh liền chỉnh đốn lại quần áo lộn xộn của mình, lúc nhìn về phía Tưởng Lam, ánh mắt lạnh lùng mà phức tạp. Vào lúc người đàn ông quay người đi khỏi phòng khách, Tưởng Lam giọng khàn chậm rãi lên tiếng. "Minh Hải, nếu Hạ Tuyết Tinh đã mang thai đứa con của anh, thì chúng ta chia tay đi." Bóng lưng ngay thẳng quay lưng lại với cô của Phó Minh Hải hơi hơi cứng đơ. Kể cả chỉ là lấy trộm con chip, thì ở lại bên cạnh anh, cũng không chịu rồi sao? Tưởng Lam, cô là người va chạm tôi trước, bây giờ giữa trường nói dừng là dừng, không có quy tắc như vậy đâu. Sau khi Minh Hải lạnh lùng vứt xuống câu nói đó, liền sải chân, bước ra khỏi phòng khách. Tưởng Lam từ từ nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra. Cô thật sự sắp không kiên trì được nữa rồi. Sau khi Minh Hải từ phòng khách đi ra, Hạ Tuyết Tinh liền quấn quýt đến, minh hải vừa nãy sao anh lại thân mật với tường lam như vậy chứ nếu như anh muốn thì em có thể giúp anh mà minh hải rúc mắt xuống nghiêm nghị nhìn vào hạ tuyết tinh đang cầm vào cánh tay của anh bỏ ra em không tưởng làm đó rốt cuộc là cái gì chứ trên giường giống như cá chết vậy tôi bảo cô bỏ ra phó minh hải bỗng nhiên nâng cao giọng dọa cho hạ tuyết tinh ngay lập tức bỏ tay ra lùi về phía sau sợ hãi nhìn vào người đàn ông ấp ống nói anh... anh làm gì mà phải gắt gỏng như vậy? Minh Hải cười khinh một tiếng, mỉa mai nhìn vào cái bụng của cô ta. Không phải cô đang mang thai sao? Không sợ làm tình sẽ ảnh hưởng đến đứa bé à? Khóe miệng của Hạ Tuyết Tinh co lại. Người đàn ông này rốt cuộc là có ý gì? Lúc thì dịu dàng với cô, lúc thì lại vô tình như vậy. Quả thật là khó hiểu. Có điều, bây giờ cô ta đã ở đây rồi. Sau này sẽ có cơ hội quyến dụ anh. Trong phòng tắm, Minh Hải đang tắm rửa, hạ tuyết tinh nghe thấy tiếng nước chảy ở bên trong liền đẩy cửa muốn vào nhưng lại phát hiện cửa phòng tắm đã bị người đàn ông khóa ngược lại minh hải này không lẽ đang đề phòng cô ta đấy chứ đợi người đàn ông từ phòng tắm bước ra vừa nhìn thấy hạ tuyết tinh ánh mắt đầy vẻ chán ghét và khinh thường ra ngoài hạ tuyết tinh làm gì chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy minh hải tối nay em muốn ngủ ở trong phòng anh anh sẽ không từ chối em chứ người đàn ông kể cả có vô tình như thế nào cũng sẽ không từ chối một người đẹp như cô đâu nhỉ. Đôi tay đang cầm khăn lau đầu của Minh Hải, hơi hơi đơ ra, ánh mắt có ngầm ý, liếc nhìn cô một cái. Trong con mắt đen, lóe lên vẻ u ám. Nửa phút sau, Minh Hải ngồi trước máy tính để giải quyết công việc. Hạ Tuyết Tinh ngồi trên giường, bị ép kêu lên tiếng rên. Người đàn ông có phải là có vấn đề không? Thế mà lại bắt cô ta rên khô khan như thế? Anh cứ thẳng thắn làm với cô ta thì không được sao? Lẽ nào là do anh không được? Trong đầu Hạ Tuyết Tinh nảy lên một ý nghĩ kỳ lạ. Mình Hải chắc sẽ không miệng hùm gan sữa đấy chứ. Cô ta từng tiếp xúc với không ít người có tiền, vốn dĩ không cứng được, nhưng lại bảo cô ta lột sạch quần áo ngồi trên giường rồi tự kêu sen. Không ngờ rằng, Minh Hải lại cũng là một trong số đó. Không, không đúng. Vừa nãy Minh Hải thân mật với Tường Lam. Đó, đó là chuyện có thật mà. Làm gì có chuyện nghĩ đến đây cô ta từ trên giường chạy tới bên cạnh minh hải xà vào trong lòng anh vừa định ngồi vào lòng của anh thì bị người đàn ông thẳng thắn đẩy xuống đất minh hải giọng điệu lạnh lùng nếu như cô không an phận thì cút ra ngoài hạ tuyết tinh ngã xuống dưới đất không quên diện kịch ôm lấy bụng của trách nói minh hải anh không sợ sẽ làm tổn thương đến con của chúng ta ư con đôi mắt đen hẹp dài nguy hiểm của người đàn ông nheo lại có con hay không chẳng phải cô là người rõ nhất sao hạ tuyết tinh bỗng thấy lạnh gáy lồng tơ khắp người dựng lên cô ta đành phải ngoan ngoãn bỏ dậy ngồi sang một bên tiếp tục giả vờ kêu xên. minh hải ở một bên an nhàn dặn dò kêu to một chút hạ tuyết tinh liếc trộm phó minh hải nhưng lại cũng đành phải nghe lời kêu to hơn tưởng làm ở trong phòng khách bên cạnh nghe thấy rõ ràng tiếng kêu của người phụ nữ đó mỗi một tiếng kêu đều giống như một con dao sắc bén mạnh mẽ đâm vào tim cô Minh Hải vừa làm với cô, lúc này lại ở phòng bên cạnh, lên đỉnh với người phụ nữ khác. Tưởng làm bỗng cảm thấy buồn nôn trong cổ họng, liền xông vào trong phòng tắm, ngồi sổ bên cạnh bồn cầu, liên tục nôn ẹ. Nhưng cô không nôn ra được cái gì, cả ngày nay cô cũng chưa cho gì vào bụng. Toàn thân lúc này đều đang quần quại. Tiếng kêu của Hạ Tuyết Tinh không biết đã duy trì bao lâu. Hai tay cô bịt vào tay, ngồi trốn trong góc của phòng tắm. Âm thanh đó mới nhỏ đi được phần nào. Nhưng trong đầu cô lại hỗn loạn. Đêm khuya lạnh giá, cô ngồi dưới sàn nhà của phòng tắm lạnh lẽo. Không biết từ lúc nào, ý thức bắt đầu mơ hồ. Trước mắt cũng là một màn đen tối, toàn thân vừa lạnh vừa nóng. Đêm hôm khuya khoắt, Minh Hải vẫn luôn không nghe thấy động tĩnh gì bên phòng khách. Nhớ ra người phụ nữ đó tối nay không ăn gì, liền trao mày lại. Cuối cùng không yên tâm, sải chân đi sang phòng khách. Đẩy cửa phòng khách ra, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của tường lam. Minh Hải ở trong phòng khách tìm một vòng vẫn không thấy. Khi đi vào trong phòng tắm thì nhìn thấy người phụ nữ yếu ớt bị ngất xỉu dưới sàn nhà của phòng tắm lạnh lẽo. Con mắt đen nháy của Minh Hải bỗng co lại, đi lên phía trước ôm cô lên. Tiểu Lam! Minh Hải vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhợt nhạt, không có một chút màu máu nào của cô. Nhưng người phụ nữ trong lòng vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, giống như đã chết thật. Minh Hải ôm cô dậy, sau khi ôm lên giường, anh vừa gọi điện thoại cho Giang Thanh Việt vừa giơ tay sờ lên trán của tường lam lòng bàn tay cảm nhận được một cảm giác vô cùng nóng bỏng đáng chết người phụ nữ này lại đang sốt cao như vậy sau khi cuộc gọi được kết nối sang thanh việt đang trực bệnh viện alo minh hải à bây giờ cậu có tiện đến tiên thủy vịnh một chuyến không hạ tuyết tinh từ phòng bên cạnh bước vào rất không biết quan sát liền chạy tới kéo minh hải làm nũng nói minh hải anh đêm hôm khuya khoát còn ôm cô ta làm gì thế Cô ta chắc là vì lừa anh đến đây nên mới cố giả vờ bị ốm. Anh tuyệt đối đừng để bị cô ta mê mẩn lấy anh nhé." Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Phó Minh Hải hiện lên vẻ hung ác nham hiểm. "Cút, đừng để tôi nhìn thấy cô nữa." Hạ Tuyết tinh sững sờ, khó hiểu nhìn anh, xoa bụng ỉ lại nói: "Em không đi đâu, anh dựa vào cái gì mà bảo em đi? Trong bụng em còn có con của anh." "Con ư?" Minh Hải thẳng thắn nói tôi còn chưa chạm vào thì sao cô lại mang thai đứa con của tôi được hạ tuyết tinh vô cùng kinh ngạc anh sao anh cô nghĩ rằng tôi thật sự sẽ bị thủ đoạn hèn hạ như thế này lừa sao nếu cô còn không đi thì tôi sẽ không ngại báo cảnh sát bắt cô ánh mắt đó giọng điệu đó của phó minh hải cũng không phải là đang đùa hạ tuyết tinh bị dọa tới nỗi chân tay mềm nhũn nếu như người đàn ông này thật sự là vì chuyện trước kia cô ta hạ thuốc anh mà canh cánh thì e là sẽ chặt đứt cổ của cô ta mất. Hạ Tuyết Tinh bị dọa cho hết hồn, vội vàng chạy khỏi căn phòng. Khi chạy tới cửa thì va phải Giang Thanh Việt. Giang Thanh Việt trao mày, sách hộp y tế bước vào điểm đạm lên tiếng nói. Có chuyện gì thế? Minh Hải trao mày, nhìn vào người phụ nữ trên giường. Là cô ấy bị sốt rồi. Giang Thanh Việt lấy ra cái nhiệt kế quay sang nhìn Minh Hải nói. Hay là cậu làm đi, đặt nhiệt độ xuống nách của cô ấy. Minh Hải mím môi gật đầu, vừa chạm vào cánh tay của Tường Lam, Tường Lam kháng cự. Đừng chạm vào. Minh Hải, anh cút đi. Tay cầm cái nhiệt kế của Minh Hải hơi hơi đơ xa. Giang Thanh Việt nhìn anh trêu chọc nói. Xem ra, lòng oán hận của bệnh nhân đối với cậu rất sâu. Minh Hải không thích bị từ chối, càng không thích bị Tường Lam từ chối. Chìa tay giữ chặt lấy đôi tay nhỏ đang vùng vẫy của cô. Bàn tay to luồn vào trong áo của cô đặt cái nhiệt kế xuống dưới nét cô. Giang Thanh Việt hơi hơi mỉm cười, biết ý không nói gì chỉ nói. Người khiến cho cậu gấp gáp gọi tớ đến cửa trong đêm hôm khuya khoắt như thế này. Tớ còn tưởng chỉ có tiểu đường đậu. Từ nay về sau, xem ra lại có nhiều hơn một người rồi. Minh Hải im lặng, không phủ định, ánh mắt sâu lắng, chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ yếu ớt nằm trên giường. Tưởng làm trong cơn ngủ mê, vừa lạnh vừa nóng, thay phiên lần nhau. Trong cơn hốt hoảng, dường như có một cánh tay thon dài mạnh mẽ, nâng cả cơ thể yếu ớt của cô lên. Nhưng cô nghĩ, người này chắc chắn không phải là Phó Minh Hải. Nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Cô khóc trông rất đau lòng, rất dữ dội, thậm chí còn nước nhẹ. Tiếng khóc nhỏ bé đó khiến cho Minh Hải tâm trí hỗn loạn, không kiểm được phải giơ tay giúp cô lau đi nước mắt. Sau khi lấy nhiệt kế ra, Giang Thanh Việt nhìn và nói, 39 độ, vẫn may, là tớ đem thuốc đến. Cậu cho cô ấy uống chút thuốc. Tối nay toan mồ hôi thì chắc sẽ không sao đâu. Nếu như lo lắng thì ngày mai có thể đến bệnh viện kiểm tra lại một lần nữa. Sau khi Minh Hải đưa Giang Thanh Việt rời khỏi phòng ngủ, Giang Thanh Việt liền có ngầm ý, quay đầu, nhìn vào trong phòng nói. Không cần tiền nữa đâu, cậu quay lại chăm sóc cô ấy đi, bị sốt khó chịu lắm. Cô ấy chính là mẹ ruột của tiểu đường đậu đúng không? Ánh mắt của Minh Hải bỗng chuyển động, sau đó điểm đạm ở ừ một tiếng. Vào lúc Giang Thanh Việt quay người rời đi, Minh Hải đột nhiên lên tiếng hỏi. Uống nước ép bưởi, với dùng thuốc tránh thai, có ảnh hưởng gì không? Mắt của Giang Thanh Việt sáng lên nhìn anh nói. Khả năng rất lớn sẽ khiến cho thuốc tránh thai mất đi tác dụng. Dùng nhiều cách này sẽ làm cho phụ nữ mang thai. Sau khi Giang Thanh Việt đi, Minh Hải trở lại phòng, ôm Tường Lam về lại phòng ngủ chính. Rồi lại lấy hộp y tế ở dưới nhà lên, cầm vào bàn tay bị bỏng của cô, bắt đầu giúp cô bôi thuốc. Nếu như cô chịu cúi đầu thì anh Hà tất phải dùng hạ tuyết tinh để kích cô. Cô vì anh mà bị ốm, nhưng Minh Hải lại không hề cảm thấy thoải mái chút nào. Khi nhìn thấy cô ngất xỉu ở dưới sàn nhà trong phòng tắm, trong lòng vô cùng đau nhói và lo lắng. Anh cuối cùng vẫn là mềm lòng, nhưng cô thì sao? Đối với anh chỉ là giả dối thôi sao? Minh Hải trước giờ căm hận người khác lừa dối anh nhưng đối với tường lam lại không thể ra tay dùng túng cô lừa dối anh hết lần này đến lần khác anh rõ ràng từ rất sớm đã bắt đầu nghi ngờ cô nhưng lại hết lần này đến lần khác không muốn suy nghĩ nhiều sau khi minh hải cho tường lam uống thuốc giảm sốt cô bắt đầu thoát mồ hôi trên trán dưới cổ toàn là mồ hôi nóng cô hôn mê dựa vào trong lồng ngực dễ chịu cô không còn sức lực để mở mắt ra nhìn xem người đang ôm cô là ai cô chỉ muốn Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật là sâu thôi. Người đàn ông cúi đầu nhìn xuống người phụ nữ bé nhỏ, ngoan ngoãn lạ thường ở trong lòng. Cơn tức giận và bất bình của lúc trước, vào giây phút này lại có dấu hiệu tiêu tan thành mây khói. Nếu như cô cứ ngoan ngoãn như thế này, thì anh cũng sẽ không ngại để cô tiếp tục lừa gạt. Có điều, chỉ là một con chip mà thôi, chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, nếu cô muốn thì cô cứ việc lấy đi. Nghĩ như vậy, Minh Hải ôm chặt người phụ nữ ở trong lòng, cúi đầu, hôn lên trán và lên môi của cô. Buổi sáng hôm sau, Thím Lan dẫn Tiểu Đường Đậu đến biệt thự Tiên Thủy Vịnh. Tiểu Đường Đậu gõ cửa phòng ngủ bịch bịch bịch. Bố ơi, mộ mộ ơi, hai con sâu lười, mau dậy đi thôi. Thím Lan đuổi theo, giơ tay bịt chặt lấy miệng của Tiểu Đường Đậu. Bà cô của tôi ơi, bố con đang ngủ với mộ mộ, con đừng có làm phiền bọn họ, bây giờ vẫn còn sớm mà. Tiểu đường đậu vùng vẫy đẩy tay của thím lan ra. Không mà, thím lan, còn muốn gọi bố và mộ mộ dậy ăn sáng cùng con. Minh Hải ở trong phòng ngủ, bị tiểu đường đậu làm cho thức giấc. Nhìn vào người phụ nữ vẫn đang ngủ say ở trong lòng. cúi đầu, lấy chán nhẹ nhàng chạm vào chán của cô. May quá, giảm sốt rồi. Vào lúc Minh Hải nhẹ nhàng, giúp cánh tay phải bị tường lam đè lên ra. Bà vai phải có chút té, nhưng anh không quan tâm, ngồi dậy mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Khi mở cửa phòng ngủ ra, tiểu đường đậu kích động chìa bàn tay nhỏ ra. Bố ơi, bế con! Minh Hải tối hôm qua đưa tiểu đường đậu đến nhà họ phó ở một tối. Biết tiểu đường đậu nhớ anh, nên liền ngồi xổm xuống bế con bé lên. Tiểu đường đậu tuy rất nhẹ, nhưng khi Minh Hải ôm con bé, cánh tay phải lại đau nhói lạ thường. Thìm Lan phát hiện ra điều lạ thường, lo lắng nói. Cậu chủ, cậu không sao chứ? Không sao, chắc là vết thương cũ ở cánh tay phải vẫn chưa khỏi. Tiểu đường đậu vừa nghe thấy, bàn tay nhỏ liền sờ vào cánh tay phải của anh, trao mày nói. Bố ơi, bố đặt đường đậu xuống đi, đường đậu không muốn bế nữa rồi. Đứa bé thân mật như vậy, Minh Hải cong môi lên, tay trái ôm lấy đứa bé. Bố dùng một tay, cũng có thể bế được con, không sao đâu. Tiểu đường đậu ôm lấy cổ của Minh Hải. Bố ơi, mộ mộ đã dậy chưa? À, Minh Hải nhìn vào phòng ngủ, Ngón tay thon dài đặt sát môi Hạ thấp giọng nói Mộ mộ tối hôm qua sốt cao Để cô ấy nghỉ ngơi một chút Sau khi Minh Hải bế tiểu đường đậu xuống nhà Thìm Lan thấy được bộ dạng mệt mỏi của anh Rõ ràng là chưa nghỉ ngơi đủ Cậu chủ à Cậu cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa đi Tối hôm qua cậu chăm sóc cho cô chủ Chắc chắn là vẫn chưa nghỉ ngơi đủ Hơn nữa cánh tay phải của cậu chủ Rõ ràng là sau vụ tai nạn lần trước Đã điều trị khỏi rồi nhưng sao đột nhiên lại phát tác lại chứ lẽ nào là tối hôm qua cậu chủ ôm cô chủ ngủ cả một đêm sao chắc đúng là như vậy rồi minh hải giơ tay xoa đầu của tiểu đường đậu đứa bé đang cúi đầu ăn sáng thi thoảng còn đặt một miếng trứng đến cạnh miệng của anh bảo anh ăn anh ngẩng đầu nhìn vào phòng ngủ giọng khàn nói không cần đâu đợi đường đậu ăn sáng xong chúng ta sẽ đi thím lan đơ ra hả cậu chủ không đợi cô chủ tỉnh lại sao Người cô không muốn nhìn thấy nhất bây giờ E rằng chính là anh rồi Nhìn thấy tôi lại không vui vẻ gì Đợi cô ấy tỉnh lại Thìm nấu chút cháo khai vị cho cô ấy ăn Để cô ấy ở nhà nghỉ ngơi Và nhớ là Đừng có để cho cô ấy chạy lung tung đi đâu cả Thìm Lan gật gật đầu Vâng Tiểu đường đậu uống sữa Chiếc miệng nhỏ im một vòng màu trắng Ngửa khuôn mặt đáng yêu lên Ngây thơ nói Bố ơi Tại sao mộ mộ nhìn thấy bố lại không vui? Đường đậu nhìn thấy bố liền rất vui mà. Bố làm cho mộ mộ tức giận rồi sao? Chuyện của người lớn, trẻ con không cần quan tâm, mau ăn sáng đi. Tiểu đường đậu chu miệng ra, dùng giọng sữa. Con không phải là trẻ con đâu nhá. Đợi mộ mộ có em bé, thì con sẽ là chị rồi. Ánh mắt của anh bỗng trở nên sâu lắng. Nếu như Tiểu Lam thật sự mang thai, có lẽ sẽ là chuyện tốt. Thím Lan cười nói. Phải đấy, Tiểu Đường Đậu là người lớn đấy, bây giờ đã không ngủ nướng nữa rồi. Mới sáng sớm, liền dậy rồi bảo lão Lưu đưa con bé đến Tiên Thủy Vinh đây. Minh Hải đưa tiểu đường đậu rời khỏi biệt thự Tiên Thủy Vịnh chưa lâu. Thím Lan đang ở trong bếp, nấu cháo đậu xanh và ngó. Tưởng Lam đã tắm rửa xong xuôi đi xuống tầng. Cô chủ à, cô tỉnh rồi à, cậu chủ đã đưa tiểu đường đậu đi học rồi, vừa đi chưa được lâu. Nhìn thấy Thím Lan, cô có chút bất ngờ. Thím Lan, sao Thím vẫn ở đây? Tiểu đường đậu đi rồi Thím Lan chẳng phải nên quay về nhà họ phó sao Cậu chủ bảo tôi ở lại chăm sóc cô Nói cô chủ tối hôm qua sốt cao Có chút khó chịu Bảo cô ở nhà nghỉ ngơi cả ngày Còn đặc biệt dặn dò tôi Nấu cháo khai vị cho cô ăn Tưởng làm trao mày Nhưng lại không hề cảm động Cô vẫn chưa quên tối hôm qua Minh Hải lật lọng với hạ tuyết tinh Nhưng hôm nay khi cô ngủ dậy Lại nằm ở trên giường Mà tối hôm qua anh ngủ cùng với hạ tuyết tinh sau khi ngủ dậy lập tức đi tắm rửa, trong lòng cảm thấy khó chịu lạ thường. Mình hãy đột nhiên đối tốt với cô như vậy, e là có ý đồ khác rồi. Thím Lan, cháu không muốn ăn đâu, cháu sắp xếp một chút rồi đi làm đây. Thím Lan không kìm được nói. Cô chủ à, tối hôm qua, cậu chủ đã chăm sóc cô cả đêm. Sáng nay khi tỉnh dậy, vô cùng khóc khóc Và lại chắc tối qua cô ngủ, để lên cánh tay của cậu ấy cả một đêm. Sáng nay tôi nhìn thấy cánh tay phải của cậu ấy không được bình thường. Lúc bế tiểu đường đậu trông rất khổ sở. E là vết thương cũ lại tái phát rồi. Tưởng Lam đang quay lưng. Ánh mắt bỗng run rẩy. Cô dừng chân. Nhớ lại tối hôm qua. Hình như cô thật sự đã đè lên một cánh tay. Được người khác ôm chặt. Rất có cảm giác an toàn. Lẽ nào không phải là ảo giác của cô. Mà thật sự là Minh Hải đã ở bên cô cả đêm ư. Tím Lan lại nói. Cô chủ à, cậu chủ sáng nay còn nói cậu ấy đưa tiểu đường động đi trước không thì lại khiến cô không vui cô và cậu chủ đang cãi nhau ư tưởng làm hơi hơi trau mày anh rõ ràng hợp tác với hạ tuyết tinh để đối phó với cô bây giờ lại hạ tất phải giả bộ sâu đậm chứ cô không nói gì đi thẳng lên trên tầng nhưng lên tầng trong đầu cô lại nhớ tới những lời thím lan nói vụ tai nạn xe lần đó cánh tay phải của anh bị thương rất nghiêm trọng tối hôm qua lại bị cô đè lên cả một đêm không lẽ thật sự có vấn đề gì sao? Nhưng lý trí lại nói với cô, cho dù cánh tay phải của Minh Hải có bị tàn phế đi nữa, thì có liên quan gì tới cô chứ? Tàn phế thì không phải càng tốt sao? Cô vốn dĩ chính là tìm anh để báo thù. Cô giơ tay, đang chuẩn bị cầm túi sách, ánh mắt đặt lên trên mu bàn tay, hôm qua bị hạ tuyết tinh dùng nước nóng làm bọng của mình. Đã không sao nữa rồi. Lẽ nào tối hôm qua, Minh Hải đã giúp cô bôi thuốc ư? Trong lòng không thể kiềm chế được hơi hơi xúc động sau khi minh hải mở một cuộc họp cánh tay phải lại cảm thấy đau tử khôn thấy cánh tay phải của anh di chuyển chậm rãi Xe à cánh tay phải của anh có phải sau tai nạn xe lần trước vẫn chưa hồi phục lại không có cần đi kiểm tra một chút không không cần đâu chắc là tối hôm qua bị tường lam đè nên quá lâu cơ bắp và xương có chút tê nhớ tới người phụ nữ đó minh hải lại gọi điện thoại về tiên thủy vịnh tưởng lam đã dậy chưa Thìm Lam có chút do sự nói. Cô chủ đã dậy rồi, nhưng cũng không ăn cháo tôi nấu. Tắm rửa xong liền đi làm rồi. Minh Hải ánh mắt tối sầm lại. Người phụ nữ này, suốt cuộc khi nào mới có thể nghe lời đây? Hay là nói, cô vừa hạ sốt thì đã không chờ đợi được mà chạy tới Á Hoa để gặp kỳ ngạn lễ rồi. Nghĩ đến đây, cơn tức giận kiềm chế ở trong lòng của Minh Hải lại dần dần tái phát. Đoạn ghi âm của thẩm uyển yêu cho anh nghe, từ đầu đến cuối là cái hổ trong lòng của phó Minh Hải. Anh chỉ cần nhớ tới tưởng Lam tối hôm đó ở trong biệt thự của kỳ ngạn lễ. Cho dù chỉ là nghĩ, anh cũng phát hiện mình không thể chịu đựng được. Ngón tay cầm cào điện thoại của Minh Hải trở nên tái mét. Từ khôn rẻ sặt lên tiếng nói. Xe bà, 5 phút nữa còn có một cuộc họp vẫn tiếp tục chứ? Hay là anh muốn nghỉ ngơi một chút không? Hoạn lại, tôi phải ra ngoài một chuyến. Khi tưởng Lam nhận cuộc điện thoại của Minh Hải gọi tới, bộ phận thiết kế cũng vừa họp xong. Cô nhìn vào cái tên ở trên màn hình, đơ ra một hồi lâu rồi mới chậm rãi nghe máy. Trong điện thoại, chuyện tới giọng nói trầm thấp, lạnh lùng, nghiêm nghị của người đàn ông. Xuống đây đi, tôi đang ở dưới sảnh của Á Hoa. Tưởng Lam cắn môi, hít một hơi thật sâu. Tổng giám đốc phó, bây giờ tôi đang làm việc, không thể rời khỏi vị trí làm. Cô vẫn chưa nói xong, Minh Hải đã ngắt lời cô. Em không xuống cũng được, nhưng anh cũng không ngại đi lên đó tìm em đâu. Tưởng Lam biết, Minh Hải nói được là làm được. Nếu như Minh Hải thật sự tới bộ phận thiết kế, thì chắc chắn sẽ xảy ra sóng to gió lớn. Sau khi cô cúp máy, liền tìm một cách cớ rồi rời khỏi bộ phận thiết kế. Từ áo hoa ra ngoài, cô vừa nhìn liền thấy một chiếc xe mây bách màu đen sang trọng. Dừng đỗ xe, tòa nhà áo hoa không xa. Tưởng Lam đi đến bên cạnh chiếc xe mây bách, sơ tay gõ vào cửa kính. Cửa xe từ từ hạ xuống, người đàn ông ngồi ở ghế sau giống như đang đợi cô tưởng lam đứng ở ngoài xe không có ý định bước lên xe trao mày nói tổng giám đốc phó bây giờ là giờ làm việc anh gọi tôi ra đây rốt cuộc là có chuyện gì minh hải giọng điệu bình tĩnh nhưng lại không thể cãi lời lên xe cô đứng ở đó không động đậy người đàn ông lạnh lùng liếc nhìn cô hay là em muốn để anh xuống xe và bế em lên lời nói này rõ ràng là đang uy hiếp tưởng lam cắn môi bất lực kéo cửa xe ra rồi bước lên xe Cô vừa vào trong xe, người đàn ông liền chìa tay trái ra kéo cô lại gần. Cô không hề phòng bị, ngã vào trong lòng của anh. Minh Hải, anh bỏ tôi ra. Cô tức giận nhìn chằm chằm vào anh, nhưng người đàn ông lại không hề thả cô ra, còn trao mày, cúi đầu áp sát vào cô. Trên người anh có mùi nước hoa đàn ông và thoang thoảng mùi thuốc có sức hấp dẫn nam tính, toát ra trên người của Phó Minh Hải. Anh tùy tiện một động tác, một ánh mắt, tất cả đều thuộc về khí chất cao quý và sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành. Tưởng Lam bất giác lún sâu vào, cô sợ một ngày nào đó sẽ hoàn toàn rơi vào trong cái đầm lầy này. Bất luận, cô có kêu gào như thế nào thì cũng không có ai kéo cô lên. Chán của Minh Hải áp sát vào chán của cô. Khi cảm nhận được nhiệt độ trên chán cô, cặp lông mày đang trao lại mới từ từ thả lỏng ra, thở dài một tiếng rồi hạ thấp giọng nói. Hoàn toàn hạ sốt rồi, còn có chỗ nào không thoải mái không? Tưởng Lam trong lòng chấn động, không dám tin ngước nhìn anh. Anh đến A Hoa tìm cô, chỉ là vì muốn quan tâm cô đã hoàn toàn hạ sốt hay chưa ư? Cô theo phản xạ nhìn vào anh, ánh mắt đúng lúc chạm phải ánh mắt dịu dàng của anh. Cô khó chịu, đưa ánh mắt sang hướng khác, lạnh lùng nói. Hạ Tuyết Tình mang thai đứa con của anh, anh nên đi quan tâm cô ta, chứ không phải là tôi. Minh Hải sâu lắng nhìn cô chăm chú, ngón tay dài, cầm vào cằm của cô, quay mặt cô sang nhìn thẳng vào anh. Em đây là thật sự ghen hay là giả vờ ghen thế? Giọng nói của anh chẳng có tâm trạng gì, nghe không ra là vui hay giận. Ánh mắt nhìn cô cũng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức lạnh lùng. Tưởng Lam trong lòng bỗng hồi hộp. Anh, ý anh là gì? Bóng hình đen xì của người đàn ông che đậy lên, hơi thở vươn lên trên mặt cô, từng câu từng chữ nói. Buổi tối hôm đó, em ở trong nhà của kỳ ngạn lễ, rốt cuộc đã làm những gì với anh ta? Minh Hải không phóng khoáng như thế. Phóng khoáng đến mức ngay cả người phụ nữ của mình xảy ra quan hệ với kỳ ngạn lễ mà vẫn thản nhiên như thường. Nếu như là một người bạn gái trước kia, dạng chân với người đàn ông khác, có lẽ anh cũng không đến nỗi quan tâm như vậy. Cùng lắm là chia tay, đuổi đối phương ra khỏi cái vòng tròn này. Nhưng cứ một mực, người phụ nữ này là Tường Lam, anh không thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy được. Tường Lam bị anh nhìn tới nỗi, toàn thân cảm thấy ớn lạnh, nhưng trong lòng lại đang trào dâng cảm giác ấm ức cô đối mặt với anh khoảng vài giây cuối cùng mắt đỏ lên vậy anh thì sao tối hôm đó anh ở trong biệt thự lam vịnh đã làm những gì với người phụ nữ đó rồi người đàn ông nheo mắt ngón tay đang cầm vào cằm của cô lại dùng thêm lực em là vì cái này nên mới chạy tới chỗ của kỳ ngạn lễ sao dựa vào cái gì anh có thể quấn quyết với người phụ nữ khác mà tôi thì lại không thể đến nhà của người đàn ông khác qua đêm chứ Minh Hải trao mày, bàn tay to dùng lực đặt trên mông của cô, đánh một cái mạnh. Em dám. Tưởng làm vì sốt cao, cộng thêm cả buổi sáng chưa ăn gì. Vốn dĩ đã có chút choáng váng. Lúc này bị anh đánh mạnh như vậy, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, vươn cổ hét về phía anh. Sao tôi lại không dám chứ? Anh ở cùng với nhiều phụ nữ như thế, thì sao tôi lại không thể ở cùng với người đàn ông khác chứ? Cơn tức giận trong lòng của Minh Hải hoàn toàn bị cô khơi dậy, bàn tay to xé chiếc áo sơ mi trên người cô ra, đè cô xuống dưới, cúi đầu dùng lực cắn vào xương quay xanh của cô, tới nỗi chảy cả máu. Tưởng làm đau đớn kêu lên một tiếng, bàn tay nhỏ trong vô thức nắm chặt lấy mái tóc thô cứng của anh. Nhưng sự dãy dụa trong vô thức và bộ dạng đáng thương lúc này, càng thêm kích thích dục vọng của người đàn ông. Đôi môi lưu lại rất nhiều vết đỏ trên làn da trắng nọn của cô. Giống như là đóng dấu, quá quyết liệt, tuyên bố mọi quyền nhưng đây là trong xe mà." Tưởng Nam chỉ cảm thấy ấm ức và xấu hổ, hai tay chống vào lồng ngực áp sát của anh. Mình Hải, không được." Bàn tay to của người đàn ông ôm vào phần eo của cô, kéo cô vào trong lòng mình, mỗi lúc lại cúi xuống hôn cô. "Kỳ ngạn lễ, từng chạm vào chỗ này của em ư, hay là chỗ này, hả?" Tưởng Lam như sắp phát điên, ngửa mặt lên lắc đầu trong vô thức, một phần là ấm ức, một phần là bị quấy rối tình dục. Cô không nói gì, động tác của Minh Hải càng thêm quá đáng. Nói đi. Tưởng Lam hai tay ôm chặt. Không có. Kỳ ngạn lễ chưa hề chạm vào tôi đâu. Sau khi ép được cô nói, sắc mặt u ám của anh mới tốt lên được một chút. Người đàn ông không giày vò cô nữa. Đôi môi mỏng lại áp sát bên tai cô, nghiêm nghị cảnh cáo. Nếu như em dám để cho người đàn ông khác chạm vào em, thì anh không ngại tiêu diệt em đâu. Anh ôm chặt cô vào trong lòng, giọng nói vô cùng lạnh lùng này của anh, khiến cho cô lạnh dùng mình. Nhưng Minh Hải lúc này lại dịu dàng, giúp cô mặc lại quần áo, đến cả động tác cải khuy áo cũng dịu dàng như thế. Không hề giống với một người đàn ông vừa mới bắt nạt cô một chút nào. Cô cắn môi tức giận hỏi. Anh không cho phép tôi thân mật với người đàn ông khác trừ anh ra. Nhưng anh thì sao? Võ Minh Hải. Anh làm cho hạ tuyết tin có thai. Anh cũng với người phụ nữ ở biệt thự Lam Vinh đó. Cô vẫn chưa nói xong thì đôi môi của Minh Hải đã đè lên đôi môi mềm mại của cô từng câu từng chữ nghiêm túc nói nếu như anh nói không phải thì sao ánh mắt của tường lam bỗng run rẩy cả người sững sờ ra đó minh hải dụ mắt xuống giúp cô chỉnh đốn lại quần áo giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng anh và hạ tuyết tinh chưa từng xảy ra bất kỳ quan hệ gì với người ở biệt thự làm vinh kia thì lại càng không cái gì anh và hạ tuyết tinh chưa từng xảy ra bất kỳ quan hệ gì ư sao có thể chứ Kỳ ngạn lễ nói Khi Minh Hải giúp cô cài chiếc huy ảo cuối cùng Con mắt đen nhìn thẳng vào đôi mắt của cô Tiểu Lam Anh nói thật với em Thì có phải em cũng nên thành thật với anh không Thành thật với anh ư Sao cô lại quên được Cho dù không có hạn tuyết tinh Không có người phụ nữ ở Lam Vịnh Thì giữa bọn họ vẫn cứ tràn đầy dối trá Và không thể có khả năng Cô thả để Minh Hải vô tình với cô Như vậy có lẽ cô sẽ chết tim càng sẽ không mềm lòng với anh. Nhưng hôm nay, khi anh vứt bỏ sự lạnh nhạt, đối xử ấm áp với cô, tưởng Lam phát hiện, cô không thể kháng cự được. Tôi, tôi phải quay về làm việc rồi. Tưởng Lam chỉ muốn trốn chạy, quay người muốn bước xuống xe. Minh Hải kéo cô lại trao mày nói. Anh hoãn lại cuộc họp để đến tìm em, mà em lại gấp gáp quay về làm việc như thế này. Anh làm gì mà phải hoãn lại cuộc họp để đến tìm tôi? Anh không cần phải tốt với tôi như vậy. Phải không? đây là lời nói thật lòng của em sao? Nhưng mà, nếu như anh thật sự đối xử tồi tệ với cô thì cô sẽ rất tủi thân. Minh Hải kéo cô vào trong lòng mình, hử lạnh một tiếng. Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo. Tưởng Lam nằm ở trong lòng anh nhưng không hề vùng vẫy. Cô muốn lưu giữ độ ấm cơ thể anh và sự ấm áp của anh ở giây phút này. Cô nhớ tới lời dì Lan nói từ sáng. Cô giơ tay lên, cẩn thận động vào vai phải của anh, ngước mắt lên lo lắng hỏi. Tay phải của anh còn đau không? Bàn tay trái của anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, đôi mắt đen nháy nhìn cô chầm chầm. Bây giờ biết lo cho anh rồi à? Mặt của cô hơi đỏ. Em nghe gì Lan nói là do hôm qua em vờn anh một buổi tối cho nên vết thương cũ lại tái phát. Em cũng biết vậy à? Tưởng làm cắn môi khịt mũi. Em đâu có bảo anh ôm em. Minh Hải hử lạnh một tiếng nuôi một con cún lâu ngày nó còn có lương tâm hơn cả em đấy đột nhiên người đàn ông nhấc ngón tay thon dài lên cởi cúc áo tưởng làm kinh ngạc hai tay vô thức đưa lên che mắt anh làm gì vậy đang ở trong xe anh không phải là muốn cái đó chứ nhưng mà bây giờ là ban ngày với cả đang ở trên đường mà minh hải cởi áo sơ mi trên người mình ra sau đó lấy một lọ thuốc mỡ từ ngăn kéo bờ môi mỏng hơi cong lên anh kéo bàn tay của cô đặt lọ thuốc vào bên trong nếu như em muốn chơi trò dung xe với anh Thì anh cũng không phiền đâu Nhưng mà trước đó thì em phải bôi thuốc cho anh đã Lúc này Tường Lam mới phản ứng lại Thì ra anh cởi áo là muốn mình bôi thuốc cho anh Mặt cô đỏ như lửa Bàn tay nắm lấy lọ thuốc đang muốn kiểm tra vết thương của anh như thế nào Thì tay trái của anh giữ lấy eo cô Kéo cô ngồi lên trên đùi anh Cô ngồi trên đùi anh Cả hai người ngồi tư thế rất thân mật Anh thả em xuống tưởng lam hơi vùng vẫy một chút nhưng mà minh hải không hề buông tay ra đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô ngồi như vậy càng dễ bôi thuốc hơn cô cũng không bướng bỉnh nữa dựa vào cái ôm của anh cẩn thận kiểm tra vết thương trên vai phải của anh lúc này mới phát hiện vết thương có chút hơi sưng lên cô hơi nhăn mày nói hơi sưng lên rồi người đàn ông nhìn cô chằm chằm ngữ khí lạnh nhạt còn không phải là do người nào đó tối quá đè sao tưởng lam nhẹ giọng lầm bầm Em đâu có bảo anh ôm em. Em cứ luôn miệng kêu lạnh, mà anh sợ em sốt, cho nên anh chỉ có thể ôm em. Giọng nói của anh trầm thấp từ tính, cô cắn môi, nước mắt không biết từ lúc nào chảy ra, rơi trên bả vai anh. Cô vừa giúp anh bôi thuốc, vừa lẩm bẩm trách móc. Anh có thể giúp em đắp nhiều chăn một chút mà, hoặc là để em dựa vào vai trái của anh là được. Khuôn mặt đẹp trai của anh hơi cúi xuống, đôi mắt sâu thẳm nhìn cô, anh sợ anh động đậy sẽ khiến em tỉnh dậy rồi lại làm ầm lên. Giọng nói của anh rất trầm thấp, khiến cho người khác như bị lạc vào trong đó. Hai tay của Tường Lam ôm lấy cổ anh, cô hơi nghiêng gương mặt nhỏ bé của mình lên, hôn vào môi anh. "Minh Hải, em sợ em sẽ yêu anh mất." "Sợ? Chẳng lẽ bây giờ em vẫn chưa yêu sao?" Cô nghẹn ngào, gần như "Trước lúc cô không kiềm chế được yêu anh thì cô sẽ rời xa anh." Tưởng làm dơ tay lên giúp anh xoa bả vai phải đang bị sưng. Minh Hải nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô đặt ở bên môi. Tay còn đau không? Anh hỏi bàn tay mà hôm qua bị hạ tuyết tinh làm bỏng sao? Cô lắc đầu. Không đau nữa. Tối qua anh bối thuốc cho em đúng không? Minh Hải ừ một tiếng. Anh ôm lấy cô và nói. Xoa vai cho anh đi. Ừ. Tưởng làm tiếp tục xoa bóp vai cho anh. Sức lực không mạnh cũng không nhẹ mình hải cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn về những dấu ấn mà anh lưu lại ở trên xương quay xanh và ngực cô. Ngón tay dài mảnh khảnh và anh vuốt ve chúng. Hai người ở trong xe vuốt ve an ủi một dạo lâu thì chuông điện thoại của cô vang lên, là điện thoại của bộ phận thiết kế. Tưởng làm, cô chạy đi đâu rồi? Đi tìm cô mãi mà không thấy. Cô nhanh chóng quay về đi, sắp họp rồi đấy. Ồ, tôi biết rồi, tôi về luôn đây. Sau khi tắt điện thoại, cô nói tổng giám đốc lâm nói sắp phải về họp rồi em phải về đây minh hải cẩn thận cài cúc áo cho cô đôi mắt trầm xuống tiểu lam hãy chăm sóc thể xác và tinh thần của em cho thật tốt vào nếu không anh không biết rằng bản thân mình sẽ làm ra chuyện mất kiểm soát gì đâu rõ ràng là lời nói yêu thương nhưng mà anh nói nghiêm túc như vậy thậm chí còn có một chút tàn bạo tưởng lam ngồi trên đùi anh hôn môi anh đôi môi nhỏ cố tình trêu chọc nếu người khác mà biết người yêu em rất hung dữ Thì chắc không ai dám làm gì em Minh Hải nhăn mày Anh nằm lấy tay cô Tiểu Lam, anh không đùa đâu Em biết rồi, em cũng không dễ dãi như vậy Em, em cũng chỉ có một mình anh Anh tin em được không? Với cả không biết có phải phụ nữ Đối với người đàn ông đầu tiên của mình Đều có tình cảm hay không Từ khi cô chấp nhận anh Thì khi nghĩ tới về sau sẽ chia tay với anh Rồi cùng người đàn ông khác làm loại chuyện đó thì cô đột nhiên có chút không chấp nhận được bản thân mình. Chẳng nhẽ cô vô thức đem bản thân mình giao cho Minh Hải rồi ư? Cô không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Chỉ là lúc cùng Minh Hải làm chuyện đó, cô không thể không thừa nhận bản thân mình cũng bị gục ngã. Cũng muốn thỏa mãn anh, cũng muốn làm cho anh vui. Minh Hải lạnh nhạt đồng ý một tiếng, tưởng Nam rời khỏi đùi anh. Vậy em đi đây. Những ngày tiếp theo, rất trời yên biển lặng sự phòng bị của anh đối với cô tựa như dần dần mất đi ngày ngày tưởng lam chỉ đi làm sau đó lại quay trở về tiên thủy vịnh nửa tháng trôi qua vào sáng sớm tưởng lam lên tầng gọi anh xuống ăn sáng nhưng lại nghe thấy anh đang gọi điện thoại với một người khác ờ ừ, con chip thông minh này vẫn chưa được đưa vào sử dụng nhưng mà cũng sớm thôi trước lúc đó phải làm tốt biện pháp bảo mật tưởng lam đứng ở ngoài cửa hơi kinh ngạc một con chip này xuất hiện thì cho dù cô có lấy nó đi cũng không có ích gì thậm chí còn gây ra rắc rối nếu như trước khi phó thị đăng ký bản quyền mà công ty đối thủ ra mắt trước thì đó lại là một trận địa khác cô thật sự phải trộm con chip này sao nếu như thế thì phó thị sẽ tổn thất rất lớn mà minh hải nhất định sẽ hận cô cô xoay người lặng lẽ đi xuống dưới minh hải ở trong phòng sau khi tắt điện thoại thì xoay người nhìn ra cửa lúc minh hải đi xuống tầng thì chỉ nhìn thấy Tường Lam đang ngồi thất thần ở bàn ăn. Sao không ăn đi? Dạo gần đây khẩu vị của em không được tốt cho lắm, cũng không biết là bị làm sao nữa, chắc là dạ dày không thoải mái. Cô nhìn trứng gà ở trong đĩa, dường như ngửi thấy mùi tanh, trong cổ họng đột nhiên nôn ra, cô che miệng chạy vào trong nhà vệ sinh. Nhưng mà cô quỳ ở bên cạnh bồn cầu, chẳng nôn ra được cái gì cả. Minh Hải bước vào, nhìn người con gái đang quỳ ở đó, đột nhiên anh hỏi: Tháng này kinh nguyệt của em đã tới chưa?" Tưởng Lam đang quỳ ở bên bồn cầu, đôi mắt run rẩy. Bên trong não bộ vô thức phủ định khả năng đó. Không thể nào, sau khi cô và Minh Hải làm chuyện đó xong, cô đều uống thuốc tránh thai mà. Cô không thể nào có thai được. Minh Hải nắm lấy tay cô kéo cô dậy, đôi mắt đen nháy nhìn cô đầy ấm áp. Tưởng Lam hít một hơi sâu. "Em, dạo gần đây dạ dày của em không được thoải mái cho lắm, lại thường xuyên thức khuya." Cho nên tháng này kinh nguyệt vẫn chưa tới Nhỡ mày có thì sao đây Lúc ý nghĩ này lướt qua đầu cô Trái tim của tưởng Lam có một hồi đau đớn Minh Hải cũng không tiếp tục hỏi nữa Anh chỉ giơ tay lên vuốt chán cô Còn khó chịu không Cô lắc đầu Yếu ớt xúc vào trong lòng anh Hai tay ôm lấy eo anh uể oải nói Không khó chịu nữa rồi Chắc là do gần đây không nghỉ ngơi hẳn hoi Anh đừng lo lắng quá Tưởng Lam nghiêng đầu nhìn anh thế anh không nghi ngờ gì nữa nên giúp anh đi ra ngoài đi nếu còn không đi là không kịp đi làm đâu suốt một buổi sáng làm việc trong lòng tường lam đều lo lắng không yên cô vô thức sở bụng mình sẽ không phải có thật chứ nhưng mà rõ ràng sau khi làm xong chuyện đó cô đều uống thuốc mà mỗi một lần đó là không uống thôi là tối mà anh đưa hạ tuyết tinh về cô nhớ rõ lần đó minh hải ra ở trên người cô vì lúc đó hai người bọn họ đang cãi nhau mà minh hải tựa như muốn làm nhục cô, cho nên không cho vào bên trong người cô. Cho nên theo lý mà nói, cô không thể nào có thai được. Nghĩ như thế, cô cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Tới thời gian ăn cơm trưa, tưởng Lam đang ở nhà ăn cơm, thì Minh Hải gọi điện thoại tới. Ấn nghe, ở bên kia điện thoại, chuyển tới giọng nói của đàn ông trầm thấp. Ăn cơm chưa? Ờ, em đang ăn. Anh thì sao? Sắp đi ăn đây. Minh Hải ở bên kia dường như vừa đang làm việc vừa gọi điện thoại cho cô. Tưởng làm nhìn thức ăn nhiều màu sắc ở trong đĩa nhưng không có khẩu vị ăn uống. Cô cắn đầu đũa, nhẹ giọng nói. Minh Hải à, hôm nay em có chút không thoải mái. Buổi chiều em xin tan làm sớm, rồi tới tìm anh có được không? Minh Hải nhướng mày. Được, để anh bảo từ khôn tới đón em. Để cũng mất có mười mấy phút thôi mà. Không cần từ khôn tới đón đâu, em tự tới đó được. Vẫn còn khó chịu sao? Buổi chiều anh đưa em tới bệnh viện kiểm tra. Tưởng Lam hơi hé miệng, dùng đũa gắp thức ăn ở trong đĩa, lẩm bẩm nói: "Em không thích đi bệnh viện. Kể từ sau khi mẹ em sinh em ra rồi mất quá nhiều máu, không thể sống được nữa, thì em có nỗi sợ hãi đối với bệnh viện." Những lời này là nói dối. Mẹ cô sinh cô ra mất quá nhiều máu, nên không qua khỏi đó là sự thật. Nhưng mà Tưởng Lam không hề ghét bệnh viện. Buổi chiều, cô còn có việc quan trọng cần làm. Minh Hải ở bên kia than nhẹ một câu, có chút cưng chiều nói. Hết cách về em rồi, vậy buổi chiều tới sớm một chút. Ừ, được. Sau khi tưởng Lam tắt điện thoại, nụ cười trên gương mặt cô dần dần tan biến. Cho dù Minh Hải có liên quan tới cái chết của bố cô, nhưng mà cô càng ngày càng phát hiện bản thân vốn dĩ không có cách nào nhận tâm đối với anh. Cô yêu anh, thật sự rất yêu. Cô hít một hơi sâu, cô nhìn về phía kỳ ngạn lễ, nói từng chữ một. Sau khi trộm được con chip, tôi muốn rời khỏi Minh Hải, rời khỏi Bắc Thành. Kỳ ngạn lễ cười một tiếng, anh ta quan sát cô một vòng. Tưởng làm, con chip này thật sự có thể đả kích phó thị. Nhưng mà muốn gục ngã Minh Hải, trả thù cho bố cô, thì đó là một chặng đường rất dài. Tôi không muốn báo thù. Kỳ ngạn lễ, anh đừng có lấy cái chết của bố tôi ra để đả kích tôi. Bố tôi không hy vọng. Tôi vì thù hận mà mù quáng. Sao nào chẳng nhẽ cô vẫn muốn ở bên cạnh phó minh hải tưởng lam cười khổ lắc đầu tôi không muốn báo thù nhưng mà tôi và minh hải tuyệt đối không có khả năng đó tôi sẽ không ở cùng với hung thủ giết chết bố của mình đâu kỳ ngạn lễ đứng dậy bước tới bên cạnh cô hỏi từng chữ một tưởng lam cô thật sự không muốn đưa hung thủ giết bố mình ra trước công lý sao tưởng lam siết chặt nắm tay cô lạnh lùng nhìn kỳ ngạn lễ anh cũng nói rồi là công lý nhưng mà những chuyện anh muốn tôi làm có chuyện nào là hợp pháp không được thôi nếu như cô đã muốn từ bỏ kế hoạch vậy thì tôi cũng không ép cô nữa chỉ cần cô lấy được con chip thì tôi có thể giúp cô rời xa minh hải cũng có thể giúp cô rời khỏi bắc thành nhưng mà cô phải nghĩ cho kỹ cơ hội chỉ có một lần nếu như cô bỏ qua rồi thì về sau không còn cơ hội báo thù đâu tôi nghĩ kỹ rồi tưởng lam nói xong câu này thì xoay người trực tiếp đi ra khỏi phòng làm việc kỳ ngạn lễ cầm bức ảnh của kiều tang lên vuốt ve, đôi môi mỏng hơi cong lên lẩm bẩm. Nếu như trò chơi này đã bắt đầu rồi, thì làm gì có chuyện dừng giữa đường chứ? Tang tang, em thấy có đúng không? Sau khi tưởng lam đi ra khỏi Á hoa, liền đi tới phó thị. Khi tới phòng làm việc của minh hải, thì đúng lúc anh đang xử lý công việc. cô không gõ cửa. Sau khi cô tiến vào, minh hải dường như cũng không chú ý tới cô. cô bước tới sau lưng anh, hai tay nhẹ nhàng bịt lấy mắt anh. Cô cúi người xuống, bờ môi dán bên tay anh cố tình hỏi. Đoán xem em là ai? Minh Hải nhấc tay lên, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào trong lòng. Tưởng Lam không kịp phòng bị, liền ngồi lên trên đùi anh, hai tay quần lấy cổ anh, trừng mắt nhìn anh. Sao anh chả có chút thú vị nào vậy? Bàn tay to lớn của người đàn ông nắm lấy eo cô. Một bàn tay còn lại thì vuốt tóc của cô, khàn giọng hỏi. Thật sự không muốn tới bệnh viện kiểm tra sao? Tưởng Lam dựa vào lòng anh, không muốn. Thật ra em đột nhiên rất nhớ anh, cho nên mới nghỉ làm. Em đã đỡ hơn rồi, không cảm thấy khó chịu nữa. Minh Hải cúi đầu hôn lên trán cô trầm giọng nói. Nhưng mà anh còn một vài chuyện còn chưa xử lý, còn phải họp nữa, sợ rằng không có thời gian ở với em. Vậy anh làm việc đi, em ngồi ở bên cạnh anh là được rồi, em muốn nhìn anh. Cô từ trong lòng anh đứng dậy, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa. Thỉnh thoảng cô sẽ xem tạp chí, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn anh, không thể phủ nhận. Những người đàn ông đang làm việc có một sức hút rất lớn, đặc biệt là Minh Hải có làn da đẹp tự nhiên kia. Không những đẹp trai lại còn có khí chất cao quý, càng thu hút ánh nhìn của cô. Một dạo sau thì từ khôn gọi Minh Hải đi họp. Ở trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình cô. Ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc không lắp camera. Cô bước tới bên cạnh bàn làm việc, liếc mắt đã nhìn thấy con chip. Tưởng làm do sự rơi tay ra, cầm con chip giả ở trong túi, hoán đổi với nhau. Sáng sớm ngày thứ hai, tưởng Lam vừa tới Á Hoa làm việc, liền trực tiếp đi tới phòng làm việc của kỳ ngạn lễ. Thẩm Uyển Yêu cảm thấy có gì đó không ổn. Tưởng Lam này sáng sớm vừa tới công ty là lại chạy đi, cô ấy đi đâu? Thẩm Uyển Yêu vụng trộm đi theo, trốn ở một góc, nhìn thấy tưởng Lam ấn thang máy đi lên tầng trên. Chẳng nhẽ mới sáng sớm, cô ấy đã muốn dụ dỗ anh ngạn lễ sao? Còn tiện nhân này, Đợi sau khi tưởng Lam đi vào trong thang máy, Thẩm Uyển Yêu lập tức ấn thang máy đi theo. Cô ta muốn xem xem, mới sáng sớm, tưởng Lam tới phòng làm việc dụ dỗ anh ngạn lễ kiểu gì. Lần này, cô ta nhất định phải chụp lại hành động bị ổi của tường Lam. Tưởng Lam mang theo con chip đi tới phòng làm việc của kỳ ngạn lễ. Vừa bước vào phòng làm việc thì kỳ ngạn lễ đã cười nói. Cô vừa mới tới công ty đã tới tìm tôi. Xem ra đồ mà tôi muốn đã ở trong tay cô rồi. Tưởng Lam lấy con chip từ trong túi áo ra, đặt nó lên trên bàn làm việc của kỳ ngạn lễ thứ mà anh muốn tôi đã lấy được rồi chuyện tiếp theo tôi không muốn tham gia nữa xem bộ dạng của cô không vui sao tưởng lam cô luyến tiếc rời khỏi phó minh hải sao tưởng lam siết chặt bàn tay chuyện này không liên quan tới anh nếu như minh hải biết cô lấy trộm con chip đưa cho tôi cô thử đoán xem anh ta sẽ có phản ứng như thế nào đôi mắt của tưởng lam run rẩy nhìn chằm chằm kỳ ngạn lễ cô nhăn mày nói anh muốn làm gì? Kỳ ngạn lễ nghịch con chip, không nhanh không chậm nói. Không muốn làm gì cả, chỉ là có chút tò mò phản ứng của Phó Minh Hải mà thôi. Thẩm Uyển yêu ở bên ngoài nghe lén, vẻ mặt của cô ta hết sức kinh ngạc. Không ngờ rằng, tưởng làm này lại hợp tác với kỳ ngạn lễ, trộm văn kiện bí mật của Phó Thị. Nếu như tưởng Lam mà bị kết án ăn cắp bí mật thương mại Thì ít nhất cũng phải ngồi tù 3 đến 5 năm <laughs> Nếu Minh Hải mà biết chuyện này thì không tố cáo tưởng lam mới là chuyện lạ thẩm uyển yêu nghe thấy tiếng bước chân ở bên trong vọng lại liền vội vàng xoay người rời đi khi tưởng lam đi ra khỏi phòng làm việc thì trong cổ học như bị mắc nghẹn cô bịt lấy miệng đứng ở cửa có chút khó chịu ấn ngực hai ngày nay rốt cuộc cô bị làm sao vậy sao lại luôn muốn nôn chứ hay là cô ăn phải đồ ăn hỏng kỳ ngạn lễ nhìn phản ứng của cô đột nhiên mở miệng hỏi sẽ không phải cô có thai đấy chứ tưởng lam toàn thân run dậy lập tức phủ định không thể nào anh nghĩ nhiều rồi dạ dày của tôi không thoải mái mà thôi sau khi đi ra khỏi phòng làm việc của kỳ ngạn lễ sự khó chịu vẫn còn quanh lồng ngực lúc cô quay trở lại bộ phận thiết kế thì thẩm uyển yêu đang cầm bấm móng tay chỉnh sửa móng tay của mình tưởng lam mới ngồi xuống chỗ của mình thì thẩm uyển yêu đã cảnh cáo tôi cảnh cáo cô anh ngạn lễ là của tôi cô tốt nhất là nên ngoan ngoãn đừng có tranh với tôi nếu không đừng trách tôi không khách sáo tưởng lam đang muốn mở miệng nói thì cổ họng lại khó chịu cô giơ tay bịt miệng liền vội vàng chạy vào nhà vệ sinh thẩm uyển yêu tức giận lời tôi nói kinh tởm đến vậy à không đúng phản ứng của tưởng lam sao lại giống có thai như vậy tưởng lam chắc không phải mang thai con của anh ngạn lễ chứ thẩm uyển yêu đuổi theo vào nhà vệ sinh tưởng lam đang quỳ bên cạnh bồn cầu nôn ra hết tất cả mọi thứ buổi sáng đã ăn thẩm uyển yêu hung dữ hỏi Tưởng Lam, cô có phải có thai rồi không? Tưởng Lam quỳ ở đó, cong môi cười lạnh nói. Tôi có thai hay không? Tôi không cần phải báo cáo cho cô biết. Cô, tôi xem nào, sợ rằng bố của đứa bé là ai cô còn không biết đấy chứ. Thẩm Uyển yêu khoanh tay lại chế rượu cô. Tưởng Lam lười quan tâm, cô chống tay đứng dậy, đi đến bồn rửa tay, xúc sạch miệng và lau mặt sạch sẽ. Cô nhìn gương mặt trắng bệch yếu ớt ở trong gương, có chút hơi nhăn mày. Thẩm Uyển yêu nắm lấy cổ tay của cô truy hỏi, "Cô cuối cùng có thai hay không?" Cô kinh tởm hất tay Thẩm Uyển yêu ra, "Chuyện của tôi tới lượt cô hỏi à?" Tưởng Lam xoay người trực tiếp đi ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Uyển yêu tức giận cắn răng, "Tưởng Lam, cho dù cô có thai thì tôi tuyệt đối cũng không để cô sinh ra cái đồ xúc sinh đó đâu." Tới buổi chiều, Tưởng Lam yếu ớt không có chút sức lực nào, không thể cầm cự được nữa, cho nên xin tổng giám đốc Lâm nghỉ rồi đi tới bệnh viện tới bệnh viện cô tới khoa tiêu hóa trước sau đó cảm thấy không yên tâm lại tới khoa phụ sản khi đi tới khoa tiêu hóa bác sĩ hỏi dạo gần đây cô có ăn phải đồ ăn lạnh cay hay là đã hỏng không tưởng lam lắc đầu không có ở phần bụng không thấy chỗ nào đau sao không có bụng thì sao không đau bác sĩ đặt bút xuống nhìn cô cô kết hôn chưa tưởng lam có chút căng thẳng chưa bác sĩ Tôi rốt cuộc là bị làm sao? Phản ứng của cô hơi giống với phản ứng khi mang thai. Hệ thống tiêu hóa của cô không có vấn đề gì cả. Sau đó tưởng Lam đi tới phụ khoa. Sau khi làm kiểm tra xong, cô ngồi ở trong phòng chờ đợi rất lâu. Ở bên cạnh cô là những phụ nữ mang thai đang đỡ lấy bụng. Cô nghĩ tới 3 năm trước khi cô mang thai hộ. Lúc đó cô ăn không ngon, ngủ không yên. Một mặt là do mang thai, một mặt là do lo lắng cho bố. Nhưng mà hiện thực lại tàn ác đến như vậy. Kim chủ mà cô mang thai hộ lại là hung thủ hại chết bố của cô. Khóe môi của cô hơi nhách lên. Cô cúi đầu xuống, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nhẹ nhàng sờ vào nó. Người phụ nữ mang thai ngồi ở bên cạnh đột nhiên bắt chuyện với cô. Cô à, nhẫn của cô đẹp thật đấy. Mua ở tiệm nào vậy? Tưởng Lam giật mình, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ ở bên cạnh. Cô hơi cười nói. Ồ, tôi cũng không biết nữa là nhận kết hôn, chồng cô mua cho cô sao? Kiểu dáng thật sự rất mới mẻ. Cảm ơn. Số 261, Tường Lam, vào phòng số 3. Lúc này, Tường Lam mới đứng dậy đi vào phòng khám. Bác sĩ cẩn thận xem các số liệu trên bản báo cáo. Qua vài phút, đột nhiên nói với Tường Lam. "Chúc mừng cô, cô có thai rồi." Trong đầu Tường Lam chấn động. "Không thể nào, sao sao có thể? Bác sĩ, sẽ không phải có gì nhầm lẫn đấy chứ?" "Không nhầm đâu." Theo số liệu báo cáo và thời gian kinh nguyệt của cô thì cô đã có thai được 3 tuần rồi. 3 tuần. 3 tuần trước đúng là cô và Minh Hải làm rất nhiều lần, nhưng mà mỗi lần cô đều nhớ uống thuốc mà. Nhưng mà bác sĩ à, xong việc thì tôi đều uống thuốc, tại sao vẫn có thai được? Bác sĩ nhăn mày nhìn cô. Nếu như cô uống thuốc kịp lúc thì sẽ không có thai. Bây giờ chỉ cần sau khi làm xong chuyện đó mà uống thuốc thì không thể nào có thai được. Cô về hỏi chồng cô xem. Có phải anh ấy đã đổi thuốc của cô hay không? Làm bác sĩ phụ khoa rất lâu rồi. Mấy bác sĩ bọn họ cũng gặp qua vô số chuyện. Có trường hợp vợ không muốn sinh con, nhưng chồng muốn cho nên đã đổi thuốc tránh thai của vợ thành vitamin. Có trường hợp nữ muốn có mà nam lại không cho, nên nữ đành chọc thủng biện pháp tránh thai của nam. Tưởng làm nghĩ tới lúc Phó Minh Hải biết cô uống thuốc tránh thai đã phát hỏa lên, đưa cô tới biệt thự Lam Vịnh. Điều này có nghĩa là Minh Hải không hề động vào thuốc của cô nếu không anh cũng không tức giận như vậy không thể nào lúc trước anh ấy không biết tôi uống thuốc bác sĩ nghĩ ngợi một chút rồi lại nói vậy sau khi cô uống thuốc có ăn cái gì không gần đây bưởi đã có mặt trên thị trường mấy ngày trước một sản phụ đến đây nói rằng sau khi quan hệ xong cô ấy thường uống nước ép bưởi rồi uống thuốc nước ép bưởi sẽ làm giảm tác dụng của thuốc tránh thai và sẽ có khả năng mang thai cô nghĩ xem bản thân mình sau khi uống thuốc có ăn cái gì không nước ép bưởi ư đôi mắt của tưởng lam run rẩy cô nhớ ra rồi có mấy lần sau khi cô uống thuốc tiểu đường đậu thường đưa nước ép bưởi cho cô uống cô uống rất nhiều khi tưởng lam đi ra khỏi bệnh viện cả người đều có chút hoảng sợ cô sờ trước bụng bằng phẳng của mình rồi cúi đầu xuống nhìn ở đây thật sự có đứa bé của cô với phó minh hải sao đứa bé này đến thật không đúng lúc mỗi lần làm xong chuyện đó cô đều chú ý uống thuốc và vì sợ mang thai con của phó minh hải nhưng có những lúc, những chuyện càng không muốn xảy ra thì nó lại càng xảy ra. Điện thoại trong túi sách vang lên, hiện trên màn hình là một số điện thoại lạ, thuộc về khu vực Bắc Thành. Tưởng Lam không quen biết, nhưng mà lại sợ là người quen cho nên bắt máy. "Alo, xin chào, ai vậy?" "Xin chào, cô mộ, tôi là Hàn Linh, là bạn tốt của Minh Hải." Nửa tiếng sau, Tưởng Lam và Hàn Linh ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê yên tĩnh. Nhân viên bước tới lịch sự hỏi hai cô muốn uống gì ạ à? tôi muốn uống một cốc cà phê đá cô mộ thì sao tưởng lam vốn dĩ cũng muốn uống cà phê cho đầu óc tỉnh táo nhưng mà đột nhiên nghĩ tới cô đang mang thai cho nên không muốn uống cà phê nữa cho tôi một ly nước ép cam vâng hai câu đợi một lát sau khi gọi nước cam ép xong tưởng lam lại tự chế giễu mình đứa bé này cô không thể để lại uống cà phê hay không thì có liên quan gì sớm muộn gì cô cũng phải tìm thời gian để bỏ đứa bé này. Hàn Linh ngồi ở đối diện, cẩn thận quan sát tưởng Lam một lượt, cô ta cười nhẹ nói. Cô mộ, thật xin lỗi, đã đường đột gọi cô ra như vậy. Tưởng Lam tới quán cà phê, nhìn thấy Hàn Linh mới biết cô ta là ai. Người phụ nữ này, chẳng phải là chủ nhân của biệt thự Lam Vịnh sao? Cô Hàn, nếu như cô đã hẹn tôi ra đây rồi, thì có gì muốn nói cô cứ nói ra luôn đi. Hàn Linh này là đang muốn thị uy sao? Hàn Linh cười. Cô không tò mò tại sao tôi lại quen cô sao? Không phải cô đã nói cô là bạn tốt của Phó Minh Hải sao? Mấy người bạn của Minh Hải đều quen tôi, còn cho tôi số điện thoại nữa đây. Tưởng Lam chỉ lạnh nhạt nói mấy câu thôi, nhưng lại khiến bàn tay của Hàn Linh đang đặt dưới bàn run rẩy. Minh Hải thích cô ta như vậy sao? Bình thường hay nhắc tới Tưởng Lam với bạn bè như vậy à? Hàn Linh mặt không đổi sắc nói. Thật ra hôm nay tôi hẹn cô ra đây là vì muốn nói một số chuyện với cô thuận tiện tìm hiểu tình hình gần đây của Minh Hải. Tưởng Lam nhăn mày. Tìm hiểu tình hình gần đây của Minh Hải ư? Đúng vậy, 10 năm trước, Minh Hải bởi vì một số chuyện nên đã bị trầm cảm. Mấy năm nay, tôi vẫn luôn ở bên cạnh để trị liệu cho anh ấy, làm bác sĩ tâm lý cho anh ấy. Cho nên, tất nhiên là tôi phải quan tâm tình hình của anh ấy rồi. Chỉ là tôi không chỉ là bác sĩ tâm lý của anh ấy, tôi còn là người bạn tốt nhất của anh ấy nữa. Tôi quá hiểu con người của Minh Hải anh ấy rất bướng bỉnh. Tôi hỏi anh ấy cái gì, có lúc nào anh ấy sẽ không nói cho tôi biết, cho nên tôi chỉ có thể hỏi cô. Dạo gần đây tâm trạng của anh ấy như thế nào rồi? Minh Hải từng bị trầm cảm sao? Chuyện này Minh Hải chưa từng nói cho cô biết. Dạo gần đây tâm trạng của Minh Hải rất tốt, nhưng mà cô Hàn, cô nói 10 năm trước, anh ấy bởi vì một số chuyện mà bị trầm cảm sao? Là chuyện gì vậy? Có tiện nói cho tôi biết không? Hàn Linh cố tình kinh ngạc hỏi cô không biết sao minh hải không nói cho cô biết à tưởng lam cắn môi cho dù có ngốc đến đâu cô cũng cảm nhận được mối quan hệ của minh hải và hàn linh không phải là tốt bình thường mà là cực kỳ tốt tốt tới mức tối ngày hôm đó hai người bọn họ ôm nhau thậm chí còn hôn nhau tưởng lam không hiểu minh hải nhưng hàn linh lại hiểu rõ ràng cho dù tưởng lam đã quyết định rời xa minh hải nhưng mà sự tồn tại của hàn linh vẫn khiến cô cảm thấy ghen tị cô lắc đầu không có Nhân viên bê cà phê và nước ép cam lên, Hàn Linh khuấy cốc cà phê và nói: "Tôi còn cho rằng Minh Hải sẽ kể những chuyện này cho cô biết đi chứ. Vậy chuyện của Kiều Tang, cô cũng không biết ư?" Vừa nghe thấy cái tên Kiều Tang, thì đôi mắt của Tường Lam trừng to kinh ngạc. Hàn Linh liếc nhìn cô rồi chậm rãi nói: "Kiều Tang là người con gái ở trong tim của Minh Hải. Mười năm trước, Kiều Tang bởi vì chuyện ngoài ý muốn mà không còn nữa. Minh Hải bị sốc, cho nên mới dẫn tới trầm cảm." Lúc đó tôi ngày nào cũng ở bên cạnh anh ấy, động viên anh ấy, sợ anh ấy nghĩ không thông. Tôi phải mất một năm để điều trị cho anh ấy, mới có thể miễn cưỡng, kéo anh ấy ra khỏi bóng tối. Từng câu từng chữ của Hàn Linh giống như những mũi kim đâm vào trong trái tim của Tường Lam. Cho dù là kiểu tang hay Hàn Linh, giữa bọn họ và Minh Hải đều có một sự thân thiết mà cô không thể nào xen vào được. Sự si tình của Minh Hải dành cho kiểu tang, 10 năm không quên, khiến cho cô vừa ghen tị vừa khó chịu mà những lời nói của Minh Hải và Hàn Linh cũng khiến cho cô ghen tị. Là do cô quá tinh toán sao? Hay là do cô quá ghen tị? Hàn Linh thấy Tưởng Lam có chút thất thần thì cánh môi hơi cong lên. Cô ta nhẹ gọi Tưởng Lam một tiếng. Cô mộ, cô không sao chứ? Có phải nghe thấy Minh Hải từng bị trầm cảm cho nên sợ không? Tưởng Lam bưng cốc nước ép cam lên uống một ngụm, miệng cưỡng cười một chút. Tôi chỉ là cảm thấy, kiểu tăng không còn nữa thật là đáng tiếc nếu như kiều tăng vẫn còn sống thì bây giờ chắc đã cùng minh hải kết hôn rồi cô mộ nghĩ như vậy sao nếu như kiều tăng mà còn sống thì bây giờ làm gì có cô mộ chứ hàn linh cười dịu dàng nhìn cô giọng nói đó không biết là đang chế xễu hay là đồng tình nữa tưởng lam phát hiện hàn linh rất giỏi nắm bắt nội tâm của người khác chắc là có liên quan tới việc cô ta là bác sĩ tâm lý cho nên tưởng lam luôn cảm thấy giây phút này cô đang nghĩ gì đều bị cô ta đoán ra được Cô Hàn, nếu như không có chuyện gì khác thì tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Tường Lam đứng dậy, cầm túi sách muốn rời đi, thì Hàn Linh giữ cô lại. Cô Mộ, cô biết không, 10 năm trước, lúc tôi giúp cho Minh Hải trị liệu, mối quan hệ của bọn tôi tốt tối mức, cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ. Trên thế giới này, không có người phụ nữ nào có thể hiểu rõ nội tâm và những suy nghĩ của anh ấy bằng tôi. Bàn tay đang cầm túi sách của Tường Lam ngày càng nắm chặt hơn. Hàn Linh đứng dậy, đôi giày cao gót bước tới trước mặt cô, nhìn cô chầm chằm Đột nhiên, cô ta thở dài. Cô mộ, cô và Kiều Tăng tướng mạo rất giống nhau. Sắc mặt của tưởng Lam trắng bệch. Cô Hàn, rốt cuộc cô muốn nói gì? Tôi muốn nói, Minh Hải có lẽ là tìm hình bóng của Kiều Tăng ở trên người cô. Bộ dạng anh ấy yêu chiều cô mộ, thể hiện mình thích cô mộ. Có lẽ là do trong lòng cảm thấy ái náy. Anh ấy chỉ muốn thông qua cô mộ đem tất cả cảm giác tội lỗi của anh ấy với kiểu tang đặt lên trên người của cô mộ loại tình cảm này một khi người bệnh cảm thấy mình không còn nợ chủ nợ gì nữa thì người thay thế sợ rằng cũng sẽ không còn hấp dẫn anh ấy nữa hàn linh dùng từ vô cùng sắc bén sắc bén tới mức làm cho tưởng lam không có bất cứ từ gì để phản bác lại thậm chí ngay cả tưởng lam cũng cảm thấy lời nói của hàn linh vô cùng hoàn hảo tưởng lam đứng yên ở đó giọng nói có chút cứng ngắc. Cô Hàn, tôi không hề có hứng thú đối với chuyện của Kiều Tăng. Nếu như không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước đây. Hàn Linh cũng bình tĩnh cười nhẹ. Cô mộ, lần sau nếu như có thời gian sẽ hẹn cô đi uống trà chiều. Tưởng Lam cong môi lên. Tôi không rảnh như cô Hàn, sợ rằng không uống trà chiều với cô Hàn được. Nói xong, cô cầm túi sách đi ra khỏi quán cà phê. Có lẽ do động tác của cô quá vội vàng cho nên khi mở cửa đồ trong túi sách rơi ra ngoài. Một bảng báo cáo mang thai. Tưởng Lam cúi người xuống, đang định nhặt thì Hàn Linh nhanh hơn cô một bước nhặt lên. Hàn Linh là bác sĩ, cho nên bản báo cáo mang thai cơ bản đơn giản như thế. Cô ta không thể nào xem mà không hiểu. Cô mang thai. Tưởng Lam cướp lại bản báo cáo lạnh lùng nói. Cô Hàn, cô đi quá giới hạn rồi. Đây là chuyện riêng tư của tôi. Hàn Linh nhìn bóng dáng của Tưởng Lam rời đi. Bàn tay của cô ta nắm chặt lại. Mình Hải, lại có thể để tường lam mang thai anh thật sự yêu tường lam sao không trên thế giới này chỉ có cô ta mới có tư cách ở bên cạnh anh thôi những người phụ nữ khác căn bản không hiểu anh làm sao có thể xứng để sinh con cho anh chứ sau khi tường lam lên xe taxi ở trong đầu hỗn loạn lời của hàn linh giống như một con quỷ lập đi lập lại trong đầu cô cô mộ cô và kiều tang tướng mạo rất giống nhau minh hải có lẽ tìm hình bóng của kiều tang ở trên người cô bộ dạng anh ấy yêu chiều cô mộ thể hiện mình thích cô mộ có lẽ là do trong lòng cảm thấy áy náy anh ấy chỉ muốn thông qua cô mộ đem tất cả cảm giác tội lỗi của anh ấy với kiều tang đặt lên trên người của cô mộ loại tình cảm này một khi người bệnh cảm thấy mình không còn nợ chủ nợ gì nữa thì người thay thế sợ rằng cũng sẽ không còn hấp dẫn anh ấy nữa phó minh hải thật sự coi cô là vật thế thân thay cho kiều tang sao cô nghĩ tới những đêm ở trên đảo ly giang Minh Hải nằm ở bên cạnh cô nhưng lại gọi tên Kiều Tăng. Cô nắm chặt bản báo cáo ở trong tay, nước mắt bất chợt chảy xuống, rơi trên bản báo cáo mang thai. Tài xế nhìn vào gương chiếu hậu hỏi cô. Cô muốn đi đâu? Đi đâu ư? Ừ. Bây giờ cô tạm thời không muốn trở về tiên thủy vịnh. Lúc này đây, Minh Hải chắc là chưa tan làm. Tới đường Thâm Lam. Trở về biệt thự nhà họ mộ. Tưởng Lam cất bản báo cáo mang thai vào trong ngăn kéo. Cô vô thức sờ bụng mình, khi ở bệnh viện biết sự tồn tại của đứa bé này, phản ứng đầu tiên của cô đó chính là không thể giữ lại. Nhưng giây phút này cô lại không nỡ. Đứa bé này rốt cuộc nên giữ lại hay không? Rõ ràng cô muốn báo thủ cho bố, cho nên mới tự đặt mình vào hoàn cảnh này. Bây giờ còn mang thai con của Phó Minh Hải. Nếu như bố ở dưới hoàng tuyển mà biết được liệu có hận cô không? Tòa nhà cao ốc Phó Thị, phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Tới giờ tan làm, tử khôn gõ cửa vào. Sếp à, hôm nay chúng ta có tới Á Hoa đón cô mộ không? Minh Hải nhìn con chip ở trên bàn làm việc. Anh trực tiếp cầm nó lên, vứt vào trong thùng xác. Tử khôn hoàng sợ. Sếp à, sao anh lại... Con chip này không phải là do phó thị phát minh ra. Tử khôn kinh ngạc. Sẽ không phải là do các công ty khác sắp xếp gián điệp vào trong phòng phó thị chứ. Bây giờ tôi lập tức đi điều tra camera ở sành lớn. Nói xong, tử khôn xoay người định đi điều tra thì Minh Hải kêu lại lạnh giọng nói. Không cần đâu. Còn phần trăm 3D chip bị mất cũng là giả. Tử khôn nhất thời không phản ứng kịp. Sếp à? Chẳng nhẽ sếp đã sớm biết có người tới lấy trộm cho nên cố tình đặt một con chip giả sao? Tử khôn đột nhiên hoảng loạn nói. Sếp à? Anh cố ý đặt con chip ở nơi dễ nhìn thấy. Chính là muốn đối phương tới lấy sao? Như vậy sau khi đối phương thành công sẽ an phận hơn. Dưới đáy mắt của người đàn ông không có chút độ ẩm nào. Rất nhanh thì bọn họ sẽ biết con chip mà bọn họ lấy chỉ là đồ giả. Nhưng mà toàn bộ phó thị đều được giám sát chặt chẽ. Phòng làm việc của tổng giám đốc tuy rằng không lắp camera, nhưng mà ở trong hành lang đều có. Ai có thể thoát khỏi camera rồi lấy trộm con chip chứ? Còn ma này, tôi nhất định phải sai người đi điều tra. Không phải là ma. Minh Hải phủ định, tử khôn nhăn mày. Ý của anh là... Chuyện này tới đây thôi, không được hỏi nữa. Minh Hải nói xong câu đó thì đứng dậy, đi ra khỏi phòng làm việc. Tử khôn hoang mang đi theo sau. Qua nửa ngày sau, não bộ tử khôn đột nhiên lóe lên một suy đoán, vẻ mặt của anh ta chấn động. Người có thể tự do dễ dàng ra vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Dám lấy trộm con chip với cả Minh Hải, không muốn điều tra chỉ có hai người. Một là hướng Nam Tây, hai là Tường Lam. Xe vừa nãy nói không phải ma, thì rõ ràng không phải hướng Nam Tây. Vậy người trộm con chip là là cô mộ nhưng mà minh hải đi về phía trước vẻ mặt trầm lặng gọi một cuộc điện thoại cho tưởng lam anh vừa tan làm anh tới đón em nhé tưởng lam ở bên kia giọng nói khàn khàn buổi chiều em không thoải mái cho nên xin nghỉ rồi bây giờ không có ở á hoa em đang ở biệt thự của nhà họ mộ minh hải nhăn mày không thoải mái sao chỗ nào không thoải mái tưởng lam ở bên kia nghe thấy giọng nói trầm thấp quan tâm của anh thì nước mắt từng giọt rơi xuống nhưng mà cô không dám khóc. Sống chết lấy tay bịt miệng, trầm mặc một dạo lâu. Thẳng tới khi ở bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của người đàn ông. Tiểu Lam, cô khịt mũi thả lỏng nói. Buổi chiều em đi bệnh viện khám rồi. Bác sĩ nói dạo gần đây em mệt quá, dạ dày bị viêm, không sao đâu. Thật sự là viêm dạ dày sao? Chẳng nhẽ không phải mang thai à? Tưởng Lam bị câu hỏi của anh làm cho kinh ngạc. Cô lắc đầu nói. Ờ, nghỉ ngơi nhiều một chút, với ăn mấy đồ thanh đạm là khỏi Anh không cần lo lắng đâu Anh tới biệt thự nhà họ mộ đón em nhé Được Sau khi tắt điện thoại Một tay cô nắm chặt lấy điện thoại Tại còn lại bất xác đặt lên trên bụng Đôi mắt cô mơ màng miệng lẩm bẩm Minh Hải à Em có thai rồi Ở bên này Sau khi Minh Hải lên xe Tự khôn lái xe đi ra khỏi bãi độ xe Minh Hải ngồi ở ghế sau Lạnh lùng căn dặn Đi điều tra một chút Chiều nay Tiểu Lam đi bệnh viện nào để kiểm tra? Vâng ạ. Chiếc xe mây bách màu đen vừa lao ra khỏi bãi đỗ xe thì đột nhiên có một người lao ra chắn. Chiếc xe phanh lại đột ngột. Đôi mắt đen, sắc bén của Phó Minh Hải nhìn ra ngoài cửa kính. Chỉ thấy Thẩm Uyển Yêu đi giày cao gót, chạy tới gõ cửa xe. Ở bên cạnh xe, hét lớn. Tổng giám đốc Phó, tôi có lời muốn nói. Tử khôn nhăn mày. Xe bà, đi tiếp hay là... Nếu cô ta đã đợi tôi lâu như vậy rồi, thì không bằng nghe xem cô ta muốn nói gì. Cửa xe chậm chậm hạ xuống. Thẩm Uyên lập tức nói. Tổng giám đốc phó, tưởng làm vào kỳ ngạn lễ cấu kết với nhau, lấy trộm con chip mới phát minh ra của phó thị. Chính tài tôi đã nghe thấy bọn họ nói chuyện. Tử khôn kinh ngạc, cẩn thận nhìn thần sắc của Minh Hải qua kính chiếu hậu. Người đàn ông tự như không có một chút kinh ngạc gì. Anh chỉ hơi nhớn lông mày, đôi mắt đen nháy nhìn về thẩm uyển yêu đang ở bên ngoài. Cô thẩm, hào công tổn lực ở đây đợi tôi là vì muốn nói chuyện này cho tôi sao? Thẩm Uyển yêu hoảng loạn. Anh không tin sao? Chính tay tôi nghe thấy đấy. Minh Hải à, anh không tin tôi thì phó thị sẽ bị tổn thất rất lớn. Toàn thân của Minh Hải toát ra sự áp bức, cửa xe chậm chậm kéo lên, khóe môi của người đàn ông lạnh lùng nhả ra hai chữ. Lái xe. Từ khôn vừa lái xe vừa nhìn Minh Hải ở đằng sau từ gương chiếu hậu. Gương mặt của người đàn ông trầm lắng, thể hiện tâm trạng âm ô. Xe bà, Chuyện này chắc có hiểu nhầm gì đấy chứ. Cô mộ sẽ không làm ra cái loại chuyện này. Nói tới về sau, đôi mắt của anh lạnh lẽo, do đó tử khôn biết điều ngậm miệng lại. Sau khi chiếc xe mây bách màu đen tới biệt thự của nhà họ mộ, Minh Hải bước vào bên trong biệt thự, ở tầng dưới không nhìn thấy bóng hình của tường Lam. Đôi chân dài của anh bước lên tầng 2, thì nhìn thấy tường Lam đang nằm trên giường ngủ. Gương mặt nhỏ nhắn, còn mang theo nước mắt. Cô khóc sao? Minh Hải hơi nhăn mày, anh vô thức bước nhẹ nhàng tới và ngồi bên cạnh cô. Anh giơ tay lên, muốn lau nước mắt ở trên mặt cô, nhưng lại nhìn thấy khóe miệng của cô đang hơi lẩm bẩm. Giọng nói rất nhỏ, cho nên Minh Hải không thể nghe rõ được. Lúc anh cúi thấp đầu xuống thì mới nghe thấy cô lẩm bẩm. "Bố à, con xin lỗi. Bố, con xin lỗi." Đôi mắt của anh lóe lên. "Xin lỗi ư? Ừ. Cô đang cảm thấy ở bên cạnh anh là có lỗi với bố cô sao?" Minh Hải bảo Từ Khôn đi điều tra trường hợp của Mộ Thị, Năm đó, bất động sản đang trong thời kỳ hot. Là một nhà phát triển, phó thị cũng đã phát triển một số lượng bất động sản ở Bắc Thành. Bởi vì do thiếu nguồn cung, cho nên dự án được nhiều công ty đảm nhận. Một trong những công ty đảm nhận đó là mộ thị. Những người dưới quyền phó Minh Hải đã đàm phán với mộ thị, yêu cầu mộ thị nội trong hai tháng phải xây dựng xong. Yêu cầu này thực chất không hề gọi là quá đáng. Thuận lợi mà nói, hai tháng là dư thừa. Huống hồ, với thủ đoạn của Minh Hải, xây dựng một tòa nhà mà cho thời gian 2 tháng đã là tốt bụng lắm rồi. Vào thời điểm đó, mộ thị đang bị thâm hụt vốn rất lớn. Đại khái mộ Quang Khánh muốn nắm bắt cơ hội cho mộ thị, cho nên mới nhận công trình này. Nhưng bởi vì tuyết rơi quá nhiều, công việc không hoàn thành đúng hạn, người dưới tay mộ Quang Khánh đã biển thủ tiền và bỏ trốn. Mộ thị nhất thời liên tiếp gặp nạn. Bên pháp lý của Phó thị yêu cầu mộ thị phải bồi thường thiệt hại, đó là một khoản tiền không hề nhỏ. Phó Minh Hải thân đứng trên cao cho nên đối với những hạng mục nhỏ bé này, anh cũng không chú ý mấy. Bao gồm cả chuyện năm đó mộ thị đóng cửa, anh cũng không mấy quan tâm. Rốt cuộc, đối với phó thị mà nói, thì mộ thị chỉ là con kiến mà thôi. Công việc của Minh Hải rất bận rộn, sao có thời gian quan tâm sống chết của một công ty công trình bé nhỏ chứ? Chỉ là, thời gian trước, Minh Hải bảo từ khôn đi điều tra mới biết. Thì ra năm đó, mộ quang khánh tới phó thị tìm anh. Chỉ là anh đóng cửa không gặp. Sau khi mộ thị phá sản không được bao lâu, mộ quang khánh đã nhảy lầu tự tử, tử. Nghe từ khôn nói, bởi vì chủ nợ nhiều và khoản nợ quá cao, và tất cả các ngân hàng trong Bắc Thành đều không cho mộ quang khánh vay tiền. Mộ quang khánh không có sự lựa chọn nào khác mới phải bước tới cái chết. Nhưng mà đối với anh mà nói, đó là trong kinh doanh, huống hồ lúc đó anh chưa quen biết tưởng lam. Nhưng mà cái chết của mộ quang khánh cuối cùng cũng có liên quan tới phó thị, có liên quan tới anh nhưng mà anh tuyệt đối không cho Tưởng Lam bởi vì chuyện này mà cự tuyệt ở bên cạnh anh, thậm chí là rời xa anh. Đôi mắt của anh thâm sâu nhìn người con gái đang ngủ trên giường. Anh giơ tay lên, vuốt những sợi tóc bay loạn xạ trên trán cô. Dường như cô ngủ không hề ngon giấc, anh chỉ động nhẹ như vậy cũng khiến cô mơ màng tỉnh dậy. Tỉnh rồi à? Tưởng Lam vừa mở mắt lên, liền nhìn thấy Minh Hải đang ngồi bên cạnh cô. Dáng người của cô vô thức co người lại, rõ ràng là đang phòng thủ tay của anh hơi cứng lại trong không trung sự kiêu ngạo và bá đạo của minh hải không cho phép cô từ chối mình bởi vì anh với tay kéo người cô cúi đầu xuống hôn cô mãnh liệt trốn cái gì hả mặt của cô bị anh hôn tới mức đỏ bừng ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn minh hải nghe thấy cô dịu dàng gọi tên mình và hai tay cô đặt lên vai anh lúc này anh mới buông cô ra nhưng môi của anh và cô vẫn ở rất gần nhau anh khàn giọng nói sao lại khóc Tưởng Lam hơi sững người lại, cô giơ tay xoa mặt, lúc này mới phát hiện mặt hơi ẩm ướt, chắc là có liên quan tới việc vừa nãy mơ thấy bố. Vừa giờ cô không nói mơ cái gì, khiến cho Minh Hải nghi ngờ chứ. Không có gì, chỉ là dạ dày không thoải mái nên có chút khó chịu thôi. Cô dựa vào trong lòng anh, gương mặt nhỏ bé áp sát vào bờ ngực ấm áp của anh, không dám đối diện với anh. Minh Hải cúi đầu hôn lên trán cô, bàn tay dài mảnh khảnh đặt lên bụng cô, vẫn có chịu sao? Tay của anh khi vô tình trượt ngang qua vùng bụng khiến lông mi của cô hơi run rẩy. Bàn tay mảnh khảnh trắng trèo của cô đặt lên trên bàn tay của anh, bình tĩnh di chuyển vị trí cuối cùng, ấn nó xuống bụng dưới. Cô nghiêng gương mặt trắng nõn nhìn anh. Minh Hải, ở đây có con của chúng ta. Đôi mắt long lanh ngấn nước của cô nhìn anh như vậy, khiến cho Minh Hải ôm cô, ngồi lên trên đùi anh, đôi mắt đen nháy nhìn cô chằm chằm. Giọng nói không vui cũng không buồn, Em nhìn anh chiều mến như vậy Là muốn có chuyện gì đó xảy ra sao Tưởng Lam đỏ bừng mặt Người đàn ông này nhìn bộ dạng thì rất chính trực Nhưng sao lại có thể nói ra mấy lời không chính trực như vậy Giọng nói của anh rất thấp, rất tử tính Lúc anh dán sát vào bên tai cô nói Khi nóng phả vào tai cô khiến tai cô có hơi ngứa Từ mặt tới cổ cô đỏ bừng như bị sốt Bàn tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve cổ cô Anh cụp mắt xuống Nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cô và nói nể tình em đang bị bệnh cho nên hôm nay anh sẽ không động vào em ngày khác sẽ bù loại chuyện này cũng không phải là đi làm mà còn phải bù sao phó minh hải nâng eo cô lên đặt cô sang một bên và nói về nhà thôi người đàn ông nhẹ nhàng nói ra ba chữ nhưng lại kích thích tới nơi mềm yếu nhất trong trái tim của tường lam về nhà thôi cảm xúc không kiểm soát được ở vành mắt lại hơi hồng có lẽ rất nhanh thôi minh hải sẽ biết cô lấy trộm con chip của phó thị và tận tay đưa nó cho kỳ ngạn lễ. Đợi tới lúc anh biết, cô vẫn luôn đợi anh phản bội anh. Tới lúc đó, anh có còn đối xử tốt với cô như thế này nữa không? Hai tay của cô vòng lên cổ anh, áp sát vào lồng ngực anh. Minh Hải à, anh có thể đừng đối xử với em tốt như vậy được không? Gì cơ? Em sợ em không rời xa anh được. Cô sợ bản thân mình sẽ không thể nào rời xa anh được. Cũng sợ anh đối xử tốt với cô là vì anh coi cô là kiểu tang cô càng sợ, anh sẽ biết cô vẫn luôn lừa anh. Vành mắt đỏ bừng nước mắt rơi từng giọt, lăn xuống cổ của Minh Hải. Minh Hải hơi nhăn mày lại, nhưng mà cái gì cũng không nói. Tới buổi tối, sau khi tưởng Lam ngủ ở trong lòng anh, điện thoại của anh vang lên, hiển thị người gọi tới là từ khôn. Minh Hải rút hai tay mình ra, nâng người rời khỏi giường, cầm điện thoại, tới phòng sách mới nghe máy. Xe bà, chiều nay cô mộ tới khoa phụ khoa của bệnh viện đệ nhất thị khám bệnh. Mắt của anh bỗng lóe lên. Bị bệnh gì? Từ khôn hơi do so sự một chút. Không phải bị bệnh. Cô mộ có thai rồi. Kết quả cho thấy là đã có thai được ba tuần rồi. Tưởng Lam ngủ rất lâu. Lúc cô lật người giơ tay ra, vô thức sở gối bên kia thì thấy trống không. Cô mở mắt ra. Minh Hải vẫn chưa ngủ sao? Người đàn ông vừa mới từ phòng sách trở về. Nhìn thấy cô có chút mơ hồ. Anh lật chăn, nằm lên giường kéo cô vào trong lòng mình. Chắc là do mặc quần áo ngủ, xong lại ở trong phòng sách một dạo lâu, cho nên ngực của anh có chút hơi lạnh. Nhưng tưởng Lam vẫn muốn ôm anh, cô giúp vào trong lồng ngực hơi lạnh của người đàn ông, người mùi thơm thanh mát trên cơ thể của anh. Cô lẩm bẩm nói, anh đi đâu vậy? Ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh, tưởng Lam hơi nhăn mày. Nửa đêm sao còn đi hút thuốc? Mình hải cúi đầu hôn lên trán cô, một tay anh đặt lên vai cô, tay còn lại giữ lấy eo cô. Cơn nghiện thuốc tái phát, cho nên anh ra ban công hút hai điếu nửa đêm tỉnh dậy đi hút thuốc thì có chút kỳ lạ nhưng mà giọng nói của anh rất tự nhiên không thể tìm ra bất cứ sai sót nào tưởng làm giơ tay lên vòng tay lên cổ anh căn dặn một câu anh à hút thuốc lá có hại cho sức khỏe giọng nói của cô giống như những người vợ nhỏ bé bình thường vậy dịu dàng mềm mại cũng rất ngoan ngoãn và hiền lành trái tim anh hơi run rẩy anh cụp mắt xuống nhìn cô ánh mắt sâu thẳm nhìn cô rất lâu cuối cùng mới ừ một tiếng bàn tay đặt ra sau đầu cô, ép đầu cô vào lòng mình. Anh không hút nữa. Tưởng Lam tỉnh lại, cho nên nhất thời cũng không ngủ được nữa. Ngón tay trỏ vô thức vẽ vòng tròn lên trên ngực của anh. Đôi mắt long lanh, nhìn ít hầu gợi cảm hơi nhô lên của anh. Tuy rằng chuyển động nhỏ bé này không đáng kể, nhưng hàng lông mi dài đen của cô nhìn ít hầu của anh không chớp. Nên người đàn ông giơ tay ra, nằm lấy bàn tay đang nghịch loạn của cô. Tiểu Lam, em làm gì vậy? yết hầu của người đàn ông cử động lên xuống đôi mắt đen nháy nghi ngờ nhìn người con gái ở trong lòng tưởng lam vô tội nói không làm gì cả chỉ là em không ngủ được minh hải ôm cô lật người lại giọng nói khàn khàn ánh mắt trầm xuống không ngủ được thì làm chuyện khác người con gái ở trong lòng vẫn chưa kịp phản ứng xem anh muốn làm gì cô có chút tò mò nói làm cái gì cơ làm những chuyện khi yêu người ta hay làm Minh Hải không biết lúc nào đã cởi hết quần áo ngủ của cô ra. Cô cảm thấy hơi lạnh nên chỉ có thể rút vào trong lòng anh. Lúc bờ môi bị anh chiếm giữ, cô hơi nhăn mày lầm bẩm Muộn lắm rồi. Ừ, ờ, làm mệt rồi thì ngủ ngon. Lúc trước tưởng lắm không biết cái gì gọi là tình dục. Lúc ở cùng với sản chết thì cô vẫn còn nhỏ tuổi, rất phản đối loại chuyện này. Ngay cả hôn cũng chỉ là hôn nhẹ như chuồn chuồn, lướt qua mặt nước. Nghiêm túc mà nói thì đó không được tính là hôn chỉ mà sau khi ở cùng với Minh Hải, cô mới hiểu thế nào gọi là tình dục. Nhưng tình dục chính là tình, cũng chính là dục, hai người có thể ở với nhau, cũng có thể bỏ nhau. Cô không thể nhìn rõ trái tim anh, càng không biết rõ anh đối với cô là tình hay chỉ là nhu cầu sinh lý. Chỉ là, điều này không quan trọng nữa rồi, anh có yêu cô hay không, có coi cô là kiểu tang hay không, cô cũng không muốn lãng phí thời gian để làm rõ điều đó nữa. Bởi vì, không lâu sau, cô sẽ rời xa anh. Nghĩ tới đây, tưởng Lam đột nhiên chủ động đáp trả lại người đàn ông. Cánh môi mềm mại của cô hồn lên sống mũi cao của anh. Bở môi, cằm. Khi hôn tới yết hầu, cô hơi hé miệng ra nhẹ nhàng cắn nó. Người đàn ông hửng một tiếng, bàn tay nắm chặt lấy eo cô, nhăn mày thấp giọng hỏi bên tai cô. Không muốn ngủ hả? Tưởng Lam trước mắt với anh. Muốn ngủ, chỉ là muốn ngủ cùng anh. Lời của cô chưa nói xong thì đã bị anh chặn lấy miệng. Người đàn ông dùng lực hôn lên môi cô Hơi thở có chút nặng nhọc Anh nhìn chằm chằm Cánh môi bị hôn sưng đỏ của cô Lúc trước em yêu đương Cũng không kiềm chế như vậy hả Tưởng làm chớp mắt Không làm thì thôi em đi ngủ đây Cô nắm tay thành nắm đấm Đâm mấy cái lên vai anh Làm tư thế đẩy anh ra Minh Hải cúi đầu xuống hôn lên môi cô Giọng nói vừa chiều chuộng vừa bá đạo Về sau Chỉ được mất kiềm chế ở trước mặt anh Tưởng Lam cảm thấy trong lòng như có một cây kem đang tan chảy ngọt ngào. Cô cong khóe môi lên cười, hai má lúm đồng tiền xuất hiện. Cánh tay mảnh khảnh của cô quấn lên cổ anh, một bên vừa đáp lại anh, một bên vừa lẩm bẩm nói: "Em cũng chỉ mất kiềm chế trước anh thôi." Tưởng Lam không có kinh nghiệm với người đàn ông khác, nhưng mà Minh Hải trên phương diện từ trước tới giờ rất mãnh liệt, người đàn ông cực kỳ bền bỉ, Tưởng Lam bị anh giày vò lăn qua lăn lại. Nhưng mà anh của tối nay rất dịu dàng kiên nhẫn, cẩn thận, không giống như là đang làm tình. Thậm chí cô còn muốn anh làm nhanh một chút, mạnh một chút. Nhưng mà nghĩ tới đứa bé ở trong bụng thì cô lại chịu đựng. Không biết có phải do liên quan tới mang thai hay không? Anh chỉ ôm cô một lần, cô đã có chút mệt mỏi rồi. Minh Hải từ trong phòng tắm đem ra một chiếc khăn ấm. Tưởng làm mệt tới mức ngón tay cũng không muốn động, nằm trên giường để anh giúp cô. Đợi người đàn ông nằm ở trong chăn, tưởng làm giúp vào trong lòng anh, gương mặt vùi vào cổ anh lẩm bẩm nói: "Ngoài anh ra, em chỉ yêu đương với Giản Triết, nhưng mà lúc đó em vẫn ngây thơ, không để ý tới cảm xúc của nam nữ. Có lẽ cũng bởi vì chuyện này, cho nên Giản Triết mới bị Thẩm Uyển yêu cướp mất." Minh Hải cúi đầu xuống nhìn cô, nghe khẩu khí cảm thán của cô, anh mới nửa nghiêm túc nửa đùa nói: "Em tiếc à?" Tưởng Lam Cố Tình nói: "Tất nhiên là tiếc rồi. Nếu như không phải do Thẩm Uyển yêu, thì bây giờ em và Giản Triết đã kết hôn rồi." lời vừa nói xong thì trên eo bị một bàn tay giữ lấy người đàn ông có vẻ không vui tưởng làm nghiêng gương mặt hôn lên khóe môi anh an ủi nói thật ra không có thầm uyển yêu thì em và giản chiết cũng sẽ không kết hôn giản chiết sẽ không bao giờ chấp nhận một người vợ mang thai hộ cho người khác minh hải cúi đầu hôn lên vai cô bàn tay anh từ eo chầm chậm đặt vào bụng cô nhẹ nhàng vuốt ve ở đây có con của anh em hối hận khi mang thai hộ cho anh rồi à Tưởng Lam lắc đầu, đôi mắt long lanh như nước nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai của anh, nói từng chữ một. "May là em có hứng thú với tình cảm nam nữ muộn, mới có thể đưa bản thân hoàn mỹ nhất cho anh." Như vậy, cô không nợ anh cái gì rồi, cho dù cô vẫn luôn lừa anh, phản bội anh. Trong lòng Minh Hải chấn động, anh ôm người con gái trong lòng càng chặt hơn. Thẳng tới khi Tưởng Lam nằm trong lòng anh chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều thì anh mới cúi đầu xuống, hôn lên trái tim cô giọng nói trầm thấp sợ phải rời xa anh vậy thì đừng rời xa anh nữa anh giống như đang hỏi người phụ nữ ở trong lòng lại như tự mình lẩm bẩm bàn tay của anh dịu dàng vuốt ve trước bụng bằng phẳng của cô thật lâu không hề rời đi một chút nào sáng sớm ngày thứ hai tưởng lam vừa mới tới á hoa liền nhận được tin nhắn của kỳ ngạn lễ tới phòng làm việc của tôi tưởng lam còn chưa tới bộ phận thiết kế đã cầm túi sách đi tới phòng làm việc của kỳ ngạn lễ tổng giám đốc kỳ anh tìm tôi có chuyện gì con chip mà cô lấy từ phó thị là đồ giả tưởng lam trừng mắt run rẩy không thể nào tôi lấy từ bàn làm việc của minh hải anh ấy chẳng nhẽ minh hải đã nghi ngờ cô từ lâu rồi sao không không đúng nếu như anh đã nghi ngờ cô rồi vậy tại sao còn để cô ở bên cạnh anh trong nhất thời những suy nghĩ hỗn loạn của tưởng lam như hiểu được điều gì đó nhưng cũng giống như không hiểu kỳ ngạn lễ gai gắt nói tưởng lam Cô bị Minh Hải lừa rồi. Bây giờ xem ra, anh ta không hề yêu cô một chút nào cả. Bên trong não bộ có một tiếng sấm vang lên dữ dội. Cho nên, Minh Hải sớm đã nhìn ra ý đồ của cô, đặt cô ở bên cạnh, chỉ là muốn xem cô sẽ làm như thế nào, mượn cơ hội lấy trộm con chip lật đổ cô sao. Kỳ ngạn lấy nhìn biểu cảm kinh ngạc của cô, anh ta đứng dậy bước tới bên cạnh cô, cúi đầu xuống nói ngay bên tay. Tưởng làm, bây giờ cô biết mình phải làm gì rồi chứ? cô không có được trái tim của minh hải con người anh ta luôn phòng bị rất mạnh cho dù cô có mang thai con của anh ta anh ta cũng có thể lợi dụng đứa bé để tính kế cô ánh mắt của kỳ ngạn lễ nhìn chằm chằm vào chiếc bụng bằng phẳng của tường lam tường lam nhăn mày vô thức đưa tay lên che bục anh sao anh chắc chắn là tôi mang thai chúng ta là đối tác với nhau loại chuyện này cô không cần phải lừa tôi tôi sẽ không hại cô ngón tay của tường lam dần dần cuộn chặt lại Cương mặt của cô trắng bệch, giọng nói có chút yếu ớt. Nếu như con chip là giả, vậy bây giờ phải làm sao? Chẳng phải cô đã nói, sau khi việc thành cô sẽ rời đi hay sao? Sao nào, cô thay đổi ý định rồi à? Cô cắn môi, tôi tôi không ngờ tới sự việc sẽ thành ra như vậy. Vậy ý của cô là, cô muốn tiếp tục hợp tác với tôi. Lúc trước cô lừa Minh Hải, trong lòng vẫn luôn áy náy. Nhưng mà bây giờ xem ra, giữa cô và Minh Hải cũng chỉ là kẻ tám lặng người nửa cân ai cũng vô tình như ai, nếu đã như vậy thì cô còn ánh náy gì nữa." Cô hít một hơi dài mở miệng nói, "Nếu bây giờ Minh Hải đã biết mục đích của tôi rồi, vậy thì tôi ở bên cạnh anh ấy cũng không còn tác dụng gì nữa, tôi còn làm gì được nữa?" Đôi mắt của Kỳ ngạn lệ thâm sâu nhìn chằm chằm bụng cô, khóe môi anh ta đột nhiên lạnh lùng cong lên, nói từng chữ một, "Thật ra, cô chỉ cần bỏ đứa bé trong bụng là đủ khiến cho Minh Hải hỗn loạn rồi." Đồng tử của cô co lại Vẻ mặt trắng bệch như không có máu Kỳ ngạn lễ Chẳng nhẽ cô tiếc đứa bé này ư Hay là nói Cô dự định sinh đứa bé này ra Trên người nó chảy dòng máu của Minh Hải Đó là kẻ thù giết chết bố của cô đấy Trong lòng tưởng lắm đau đớn Kỳ ngạn lễ giống như sắt muối vào vết thương của cô Khiến toàn thân cô đau đớn không thôi Cô cười lạnh một tiếng Chẳng phải anh nói Minh Hải căn bản không hề yêu tôi sao Nếu như đã không yêu tôi thì cho dù tôi có bỏ đứa bé này đi, anh ấy cũng sẽ không để ý. Anh ta không yêu cô, nhưng mà đứa bé trong bụng cô dù sao cũng là cốt nhục của anh ta. Hổ dữ không ăn thịt con. Cô xem anh ta đối với tiểu đường đậu là yêu chiếu hay là hận. Nghe nói ba năm trước, anh ta bị trầm cảm. Cũng may là có tiểu đường đậu, cho nên mới khỏi được một chút. Cô nói xem, nếu như bỏ đứa bé này, có lẽ sẽ khiến cảm xúc của anh ta tan vỡ, sẽ rơi xuống vực thẳm một lần nữa toàn thân tưởng lam không có chút độ ấm nào cô ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn kỳ ngạn lễ từ từ nói kỳ ngạn lễ ảnh quá ác độc chẳng nhẽ cô chưa từng có suy nghĩ bỏ đứa bé sao tưởng lam tôi cho rằng chúng ta làm những chuyện này thái độ nên thống nhất với nhau sau khi tưởng lam đi ra khỏi phòng làm việc của kỳ ngạn lễ sức lực toàn thân tựa như bị rút cạn hết vậy cô chống tay lên tường một tay sờ bụng nước mắt từng giọt rơi xuống lúc ban đầu khi biết sự tồn tại của đứa bé này cô nghĩ muốn bỏ đứa bé đi nhưng mà không biết từ bao giờ cô lại đột nhiên nghĩ đến một đứa bé bình an ở trong bụng của mình dù sao đó cũng là một sinh mạng là đứa con thứ hai của cô và minh hải lúc tưởng lam ngủ trưa cô mơ thấy ác mộng trong mơ minh hải cầm dao đâm vào bụng cô đôi mắt đỏ bừng muốn giết chết đứa bé tưởng lam khóc lóc cầu xin anh nhưng mà anh làm ngơ đâm mạnh con dao vào bụng cô không, Tưởng Nam bừng tỉnh, trên trán cô đầy mồ hôi, giống như người bị sốt toát mồ hôi ra vậy. Cô nhìn vào màn hình máy tính tối om trước mặt, trong lòng cảm giác lo sợ. Thì ra, chỉ là một giấc mơ. Thật may, chỉ là một giấc mơ. Sau khi tan làm, Tưởng Nam đang đi xuống tầng thì nhận được điện thoại của Kỳ Ngạn Lễ. "Tôi đã giúp cô đặt lịch phẫu thuật vào sáng sớm ngày mai, sau khi phẫu thuật xong, tôi sẽ tới bệnh viện đón cô, bệnh viện và thời gian cụ thể, tối nay tôi sẽ gửi tin nhắn cho cô." tưởng lam nhăn mày phẫu thuật gì cô đừng có nói với tôi là cô thật sự sẽ sinh đứa bé này cô sinh đứa bé này ra vậy về sau cô và minh hải sẽ dây dưa không dứt tưởng lam cắn răng tức giận nói kỳ ngạn lễ tôi nói cho anh biết đứa bé là của tôi anh không có quyền quyết định sự sống chết của nó anh bảo tôi lừa minh hải phản bội minh hải tôi đã đều làm rồi nhưng mà muốn dùng đứa bé để báo thù thì tôi nói cho anh biết đó là không thể nào nói xong, tưởng lam trực tiếp tắt điện thoại của kỳ ngạn lễ. cô tức giận nhưng mà cũng có chút lo lắng. cô đã cùng một thuyền với kỳ ngạn lễ rồi, anh ta rất quỷ quyệt và xảo quyệt. cô đang ở trong tình thế khó xử rồi. nhưng mà đứa bé này, cô sẽ không cho phép kỳ ngạn lễ làm hại nó. sau khi tưởng lam đi ra khỏi tà nhọ á hoa, như thường lệ, cô nhìn thấy chiếc xe mây bách màu đen đậu ở trước cửa á hoa. sau khi cô lên xe, minh hải kéo cô vào trong lòng anh dịu dàng hỏi: mệt không? Cô rất muốn phá vỡ sự giả dối này Nhưng mà cô lại luyến tiếc vòng tay của anh Cho nên cô dựa vào người vào vai anh Nhắm hai mắt lại và nói Em không mệt Đôi mắt đen nháy của anh nhìn chằm chằm vào bụng cô Bàn tay to lớn của anh Đột nhiên đặt lên trên bụng của cô Anh xoay mặt cô lại Và hôn lên sống mũi cô Giọng nói khàn khàn Tiểu Lam Xin nghỉ việc ở Á Hoa Anh đưa em vào đường đậu đi du lịch Có được không Trái tim của tưởng Lam chấn động cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh à, sao đột nhiên lại muốn như vậy? Nhưng mà, cho dù em có xin nghỉ, thì đường động vẫn phải đi học mà. Với cả công việc của anh nhiều như vậy, sao có thời gian để đi du lịch chứ? Lúc Minh Hải nói câu này, Tưởng Lam không thể phủ nhận rằng mình động lòng. Nhưng đây có phải là thủ đoạn để anh dụ dỗ và lôi kéo cô không? Hay là xuất phát từ nội tâm anh? Rõ ràng, anh đã biết cô hợp tác với kỳ ngạn lễ. Vậy tại sao còn bình tĩnh như vậy? anh có thể xin nghỉ đường đậu đang học mẫu giáo cũng có thể nghỉ mà nhưng mà lời từ chối của cô còn chưa nói xong thì đôi mắt sắc bén của anh đã phóng tới hay là em không muốn đi em không phải em chỉ sợ anh bận thôi lời tới bên miệng rồi mà tưởng lam không có dũng khí nói ra đã rất lâu rồi anh không được nghỉ ngơi anh không ngại nghỉ mấy ngày đâu tưởng lam tò mò hỏi vậy chúng ta đi đâu nước ngoài bất cứ nơi nào cũng được Minh Hải đột nhiên muốn đưa cô ra nước ngoài du lịch là bởi vì nhìn thấu âm mưu của cô và kỳ ngạn lễ. Cho nên muốn đưa cô ra khỏi Bắc Thành sao? Tưởng Lam càng ngày càng không hiểu rõ mục đích của Minh Hải rồi. Người đàn ông này quá thâm sâu. Cô đứng trước mặt anh chỉ coi như là một lính mới. Cô cũng không còn cách nào khác nữa. Cô nói, vậy bao giờ chúng ta đi? Thứ năm, anh làm xong việc, thì buổi tối sẽ đi, em thấy sao? Tưởng Lam kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? nhưng còn visa minh hải lạnh nhạt nói ba ngày làm visa là đủ rồi cho nên tối nay trở về em có thể cùng đường đậu thảo luận xem đi đâu cũng đúng đối với thân phận của anh mà nói làm visa chỉ là một quá trình mà thôi với tiền tài và quan hệ của anh cho dù đi đâu thì ba ngày cũng là dư thừa rồi tưởng làm cong môi được trên đường đi mỗi người một suy nghĩ quay trở về tiên thủy vịnh không biết có phải do đang mang thai hay không mà sau khi ăn cơm xong, còn chưa tới giờ đi ngủ, tưởng Lam đã cảm thấy buồn ngủ rồi. Minh Hải đang ở trong phòng sách, xử lý chuyện của công ty, cô nằm trên giường một lúc, đã gặp chu công rồi. Tới 10 giờ, tiểu đường đậu ẩm ý, muốn tưởng Lam kể chuyện cho nó nghe trước khi đi ngủ. Con bé cầm quyền chuyện cổ, đi tới phòng ngủ thì bị Minh Hải lôi lại. Tiểu đường đậu nghiêng gương mặt nhỏ, ngây thơ chớp chớp mắt nhìn anh. Không hiểu hỏi, bố ơi, con muốn tìm mộ mộ kể chuyện cho con nghe, Bố nuôi có làm gì?" Minh Hải thấp giọng nói, "Mộ Mộ đang ngủ rồi, không còn sớm nữa, con cũng nên đi ngủ đi." Tiểu Đường Đậu nhắm gương mặt nhỏ bé lại hỏi, "Tại sao hôm nay Mộ Mộ lại ngủ sớm như vậy?" "Bởi vì bên trong bụng Mộ Mộ đang có em bé." Tiểu Đường Đậu đột nhiên vui vẻ nói, "Bố ơi, bên trong bụng Mộ Mộ là em trai hay em gái?" "Bây giờ vẫn chưa biết, có lẽ là em trai mà cũng có thể là em gái. Nhưng mà chuyện này Chúng ta tạm thời không được nói cho mộ mộ biết có được không? Vâng. Sau khi Minh Hải dỗ tiểu đường đậu đi ngủ, anh mới bước vào phòng ngủ. Tưởng Lam đang nằm nghiêng trên giường, mặt áp vào gối, ngủ rất yên tĩnh. Minh Hải bước tới ngồi bên cạnh cô, anh giơ tay lên, vuốt các sợi tóc đang rối của cô. Anh vừa định cầm quần áo ngủ, tiến vào phòng tắm, thì điện thoại để trên đầu giường của Tường Lam kêu lên một tiếng. Màn hình sáng lên là tin nhắc đến từ một bệnh viện. Minh Hải nhăn mày lại, mở màn hình điện thoại lên xem là tin nhắn thông báo của bệnh viện. Mà nội dung là sáng ngày mai, 10 giờ làm phẫu thuật phá thai. Đôi mắt đen nhánh của anh co súm lại. Anh nhìn chằm chằm gương mặt của người con gái đang ngủ say ở trên giường, sự tức giận trong đôi mắt dần dần lan tỏa. Tưởng Lam, thế mà lại muốn bỏ đứa bé này. Tưởng Lam mơ mơ màng màng tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm chuyển tới. Cô ngủ rất mơ màng, Tay đặt trên trán một lúc sau mới tỉnh được. Minh Hải đang tắm sao? Cô nhìn đồng hồ trên tay đã 10 rưỡi rồi. Cô nằm trên giường đợi anh, nhưng mà người đàn ông này tắm tới tận 11 giờ rồi vẫn chưa xong. Tưởng Lam nhắm mắt, mỗi ngày Minh Hải tắm đều rất nhanh, đàn ông thường thì họ tắm nhanh lắm, nhiều nhất 20 phút là xong. Nhưng hôm nay sao anh lại tắm lâu như vậy? Tưởng Lam sợ anh xảy ra chuyện gì, cô vén chăn ngồi dậy bước tới phòng tắm gõ cửa. Minh Hải anh có trong đó không? Người đàn ông ở bên trong không trả lời cô, đáp lại cô là tiếng nước chảy. Lông mày cô càng nhăn lại hơn, cô trực tiếp mở cửa đi vào trong. Giây phút cô mở cửa, cô gọi anh một tiếng. Minh Hải, hình ảnh xuất hiện trong mắt cô là cơ thể không mảnh vải của anh. Anh đang đứng tắm dưới vòi hoa sen, gương mặt của cô hơi đỏ. Em, em tưởng anh bị làm sao nên mới vào xem. Vừa nãy em gọi anh, sao anh... Càng nói càng loạn, mặt cô cũng đỏ hơn. Nếu anh đã không có chuyện gì thì em ra ngoài đây. Cô đang định xoay người đi thì anh đang đứng dưới vòi hoa sen duỗi tay ra lôi cô lại. Cô kinh ngạc, nếu như không phải có Minh Hải đỡ thì cô đã trơn ngã xuống dưới sàn rồi. Cô bảo vệ đứa bé ở trong bụng sợ hãi nói. Anh à, anh làm gì vậy? Đỉnh đầu chảy xuống nước lạnh. Cô lạnh run cầm cập, cô giơ tay muốn tắt vòi nước đi nhưng lại bị anh đè lên tường. Người đàn ông không biết đã tắm bao nhiêu nước lạnh toàn thân anh lạnh như một khối băng. Nhưng mà đôi mắt của anh còn lạnh lùng hơn. Đôi mắt của anh giống như một con dao nhìn chằm chằm cô, giống như là đang đâm vào người cô vậy. Người đàn ông này khiến cho người khác sợ hãi. Cô bị dọa sợ, cô có chút căng thẳng nói. Mình, Minh Hải, em lạnh, tắt nước đi được không? Cô ngước mắt lên nhìn anh, cố gắng chịu đựng với cơn lạnh. Dưới đáy mắt của anh, không có bất kỳ một tiếc cảm xúc nào, bình tĩnh mà đáng sợ, đôi môi lạnh lẽo của người đàn ông nhà hai chữ. Lạnh không? Lạnh, Minh Hải à, em lạnh, anh tắt nước đi, có được không? Hai tay của cô ôm lấy bản thân chỉ muốn trốn chạy, nhưng mà Minh Hải lại giữ lấy cô, không cho cô trốn khỏi vòi hoa sen. Minh Hải làm ngơ ép sát cô, khí lạnh trên người anh bao trùm lấy cô. "Tiểu Lam, em có biết anh tắm nước lạnh bao lâu rồi không?" Anh gọi cô là Tiểu Lam, nhưng mà lời nói lại lạnh lùng, không có chút cảm xúc tưởng làm có chút sợ hãi một minh hải như thế này bảo bao lâu minh hải rốt cuộc anh làm sao vậy đột nhiên bàn tay to lớn lạnh lẽo của người đàn ông xé nát quần áo ngủ của cô tưởng làm sợ hãi kêu lên một tiếng trên người không còn quần áo nước lạnh ở trên đầu chảy xuống làm lạnh đến thấu xương toàn thân cô lạnh cứng lại cô tụi thân khóc minh hải em lạnh anh buông em ra buông em ra bàn tay không chút độ ấm nào của anh nâng cầm cô lên hỏi từng chữ một buông em ra để em tới bệnh viện bỏ con của chúng ta sao Bờ vai của cô run rẩy trái tim cô như ngừng đập đối diện với ánh mắt sắc bén của anh cô đột nhiên rất sợ hãi bàn tay của cô nắm lấy tay anh em không có mình hải anh nghe em giải thích nghe em giải thích tiểu làm em vẫn muốn lừa dối tôi sao tưởng làm run rẩy đột nhiên cô cảm thấy nước lạnh cũng không còn lạnh lẽo nữa Cô nhìn chằm chằm gương mặt âm u tức giận của anh, đột nhiên cô cười. Anh biết em mang thai từ bao giờ? Minh Hải, rõ ràng, anh biết em lừa anh, vậy tại sao anh không vạch trần em? Tất cả mọi thứ, có phải anh đã tính toán hết rồi hay không? Nước ép bưởi, có phải anh bảo đường đậu, đưa nước ép bưởi cho em uống không? Đôi mắt lạnh lẽo của anh nhìn cô chằm chằm. Anh căn bản không hề muốn phạt bác và lừa dối cô. Trong miệng anh lạnh nhà ra một chữ. Đúng. Tưởng làm sắp xếp lại tất cả mọi thứ, cô cong môi cười lạnh. Anh đã sớm biết mục đích của em rồi, nhưng vẫn để em ở bên cạnh là bởi vì muốn tính kế lại em. Anh để em có thai là vì muốn lợi dụng đứa bé, muốn em buông bỏ thủ hận, thậm chí muốn lợi dụng đứa bé này để em giúp anh đối phó với kỳ ngạn lễ. Mình Hải là một người rất biết kiểm soát tình hình, mà cô chỉ là một con cờ mà thôi. Bàn tay đang nâng cầm cô của anh càng ngày càng chặt. Tự như muốn bóp nát cô vậy đôi mắt đen nhánh của anh nhìn cô chằm chằm tưởng lam em cho rằng anh giống em lấy đứa bé làm công cụ sao chẳng nhẽ không phải ư ừ. anh hại chết bố của em rõ ràng anh biết em hận anh nhưng anh lại khiến em thấy áy náy và không yên tâm khi em mang thai con của anh minh hải anh mới chính là người đáng sợ nhất minh hải ông cô đặt trên bùn rửa mặt tưởng lam cực kỳ sợ hãi hai tay nắm thành quyền đánh lên vai anh anh muốn làm gì? Minh Hải, anh buông em ra. Chẳng phải em muốn bỏ đứa bé sao? Anh thành toàn cho em. Sự thù địch và tức giận của người đàn ông khiến cho tường Lam sợ hãi run rẩy. Cánh môi của cô trắng bệch, hai tay vô thức bảo vệ bụng. Minh Hải, không được, không được. Nhưng mà người đàn ông hoàn toàn mất lý trí. Đã mấy ngày rồi cô và anh chưa làm chuyện đó. Giây phút này anh đè lên người cô, không có bất cứ màn dạo đầu nào, động tác rất thô bạo cô đau tới mức sắp ngất đi. Móng tay dài nhọn cắm sâu vào bắp tay của anh. Người đàn ông tựa như đang tra tấn cô, đôi môi của anh áp sát bên tay cô lạnh lùng nói. Tưởng làm, em đã muốn bỏ đứa bé, thì anh cho em được tọa nguyện. Động tác của anh càng ngày càng mạnh bạo, cô muốn cầu xin anh buông cô ra, nhưng mà cô quá đau đớn, ngay cả sức để thở cũng không có. Trong sợ hãi, cô nhìn thấy sự lạnh lùng trên gương mặt của anh, anh không giống như đang làm tình với cô mà giống như đang tra tấn cô vậy nước mắt chảy xuống từng giọt không biết minh hải giày vò cô bao lâu mới buông cô ra cô vốn dĩ đã muốn ngất đi rồi nhưng mà bụng đau kịch liệt khiến cho cô tỉnh táo lại cô giơ tay ôm lấy bụng giữa hai chân có cảm giác ẩm ướt mắt cô run rẩy nhìn xuống ở giữa hai chân có tia máu chảy ra động tử của minh hải co lại hai tay của tường lam nắm chặt lấy tay anh cô khóc lóc cầu xin anh Minh Hải à, em xin anh, hãy cứu lấy đứa bé. Em đau lắm, em xin anh. Minh Hải ôm lấy cô vào lòng và người con gái ngất ở trong vòng tay anh. Tiểu Lam. Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Minh Hải đang ngồi trên ghế, gương mặt tuấn tú của anh, không biết đang nghĩ cái gì nữa. Khi Giang Thanh Việt từ phòng khám bệnh, chạy tới, thì nhìn thấy Minh Hải đang sững sờ ngồi đó. Giang Thanh Việt bước tới vỗ bảo vai của anh, trầm giọng nói. Anh yên tâm đi, tôi đã bảo bác sĩ phụ khoa giỏi nhất tới cứu cô ấy và đứa bé rồi nhất định sẽ không sao đâu minh hải cắn răng lạo giang có phải tôi nên để cô ấy đi hay không giang thanh việt đã biết thân phận của tường lam cũng biết năm đó mộ quang khánh nhảy lầu tự sát có liên quan tới minh hải anh ta hỏi anh có muốn nghe lời thật lòng của tôi không minh hải nhẹ giọng ừ một tiếng tưởng lam ở bên cạnh anh có lẽ từ đầu tới đuôi đều lừa anh cô ấy thậm chí không chỉ lợi dụng anh mà còn lợi dụng các tiểu đường đậu cái chết năm đó của mộ Quang Khánh, tuy rằng anh không liên quan trực tiếp, nhưng sự thật là vì Phó Thị mới dẫn tới cái chết của mộ Quang Khánh. Tưởng làm hận anh, tìm anh báo thù cũng là điều hiển nhiên. Nhưng mà Minh Hải rõ ràng anh đã biết động cơ của người con gái này không đơn giản, nhưng vẫn để cho cô ấy mang thai đứa con của anh. Minh Hải hơi nghiêng đầu, đầu anh dựa vào ghế thở dài nói: Sau khi Kiều tang chết. Tôi nghĩ rằng đời này tôi sẽ không kết hôn Vì để ông cụ từ bỏ ý định đó Cho nên mới có tiểu đường đậu Nhưng tôi không ngờ tới Ba năm sau tôi gặp cô ấy Tôi lại có suy nghĩ muốn kết hôn cùng cô ấy Nếu như không phải kế hoạch lần đó Của Tường Lam và Kỳ Ngạn Lễ Thì có khả năng Anh đã thuận lợi lấy được giấy chứng nhận kết hôn với Tường Lam Cho dù lúc đó Anh đã bắt đầu nghi ngờ Tường Lam Giang Thanh Việt nhăn mày Tôi nhớ anh đã từng nói Anh không muốn làm hại người khác nhưng nếu như Tưởng Lam là trường hợp ngoại lệ Nhưng cô ấy cấu kết với kỳ ngạn lễ Có lẽ từ đầu tới đuôi cô ấy đều lừa anh Anh dự định như thế nào Đôi mắt của anh trầm xuống Cô ấy thật sự đã tính kế tôi Nhưng tôi cũng tính kế cô ấy Hỏa nhau Cho nên tôi sẽ không để cô ấy rời xa tôi Minh Hải ở bên ngoài đợi không biết qua bao lâu Mấy tiếng này Thời gian như ngừng trôi Chạy chậm đến kinh ngạc Anh dựa người vào tường hơi nhắm mắt lại Nghĩ lại những lúc còn ở đảo Ly Giang Anh thoát khỏi cõi chết Sau khi tưởng Lam nhìn thấy anh Nước mắt chảy dòng dòng Loại kích động vui mừng đó sẽ không phải là giả dạ. Cô quan tâm tới sự sống chết của anh Sợ anh xảy ra chuyện Điều này không thể lừa người khác được Cửa phòng phẫu thuật mở ra Trong nhất thời Minh Hải không dám bước lên hỏi thăm Thẳng tới khi bác sĩ bước tới trước mặt anh Thao khẩu trang xuống nói Anh phó Đứa bé trong bụng cô mộ tạm thời đã được giữ lại nhưng mà thai nhi không được ổn định cho lắm Bảo bầu bây giờ cần phải nghỉ ngơi Không được kích động Người lớn không sao chứ Cô mộ chỉ là chịu kinh ngạc Cơ thể yếu ớt cũng không có vấn đề gì lớn cả Trái tim của anh lúc này Mới yên tâm đặt xuống Sau khi tưởng Lam được chuyển tới phòng bệnh bình thường Vẫn luôn trong trạng thái hôn mê Còn anh vẫn luôn túc trực bên cạnh giường bệnh cô Một bước không rời Người con gái yên tĩnh nằm trên giường bệnh Gương mặt trắng bệch không có một chút máu nào ngay cả hơi thở cũng yếu đi rất nhiều. Minh Hải nắm lấy tay cô, đôi mắt đen nháy nhìn cô chằm chằm. Anh thất giọng lầm bầm. Tiểu Lam, xin lỗi, anh dọa em sợ rồi. Khi anh biết cô muốn bỏ đứa bé này, thì anh như đánh mất đi toàn bộ lý trí. Loại mất khống chế này, 10 năm trước anh đã từng trải qua. Lúc đó kiểu tang vừa chết, anh mỗi ngày đều sống trong áy náy và tự trách, đánh mất đi bản thân mình, trở thành một người khác. Lúc đó, anh bị nhân cách phân liệt rất nghiêm trọng. Khi nhân cách thứ hai xuất hiện, sẽ giết chết nhân cách thứ nhất của anh. Đã ba năm rồi, anh không bị như thế nữa. Nhưng mà tối nay, anh đã thật sự mất khống chế. Suýt chút nữa, còn hại cô xảy thay. Người con gái đang ngủ tựa như ngủ không ngon giấc. Khi ngón tay của anh chạm vào lông mày của cô, tưởng làm hơi nhăn mày lại. Đừng tới đây, đừng mà. Mình hải, anh đi đi. Ngón tay của người đàn ông hơi sững lại. Sáng sớm ngày thứ hai, tưởng lam tỉnh lại vừa lúc tỉnh cô đưa tay đặt lên bụng theo bản năng dì lan tới chăm sóc cô nhìn thấy cô hoảng loạn bất an liền tới an ủi nói cô đừng lo lắng đứa bé vẫn đang ở trong bụng cô không sao cả cô đừng lo tưởng lam ôm lấy bụng mình có chút không tin tưởng thật sao dì lan nhìn thấy bộ dạng này của tưởng lam cảm thấy rất đáng thương thở dài và nói thật sự sao tôi phải lừa cô chứ cô và đứa bé phúc lớn mạng lớn nhất định sẽ bình an. Lúc này, tưởng Lam mới thở phào một hơi, nhưng mà cô vẫn luôn sờ bụng mình, sợ rằng sẽ mất đi đứa bé. Cô à, cô vẫn chưa ăn sáng, nhất định là đói rồi đúng không? Cậu bảo tôi nấu đồ mà cô thích ăn nhất đấy, cô ăn chút nhá. Minh Hải ư, ừ. vừa nhắc tới Minh Hải thì gương mặt của cô trắng bệch. Không, tôi không muốn ăn. Tưởng Lam nhìn bát cháo táo đỏ mà dì Lan đưa tới sợ hãi lắc đầu. Dì Lan nhăn mày không hiểu. Cô à, cô làm sao vậy? Tưởng Lam giơ tay lên, hất tung cả bát cháo khiến cho dì Lan sợ hãi. Minh Hải đang đứng ở bên ngoài, vốn dĩ anh muốn nhìn cô ăn xong bữa sáng thì sẽ rời đi. Nhưng khi nghe thấy động tĩnh bên trong, đôi chân dài của anh bỗng đẩy cửa tiến vào. Chuyện gì vậy? Tưởng Lam nghe thấy giọng nói của anh. Đôi vai gầy mạnh khảnh của cô lập tức co rúm lại. Ánh mắt cô nhìn anh đầy sự phòng thủ và sợ hãi. Đôi mắt đen của anh trùng xuống. Cô sợ anh ư? Dì Lan giải thích. Cậu chủ à, tôi cũng không biết cô chủ bị làm sao. Vừa nãy tôi mang cháo đến cho cô ấy. Cô ấy không ăn, còn lật đổ bát cháo đi. Minh Hải nhìn xuống bát cháo hạt sen đỏ vỡ vụn trên nền đất. Anh hít một hơi thật sâu rồi dặn dò dì Lan. Lấy một bát cháo khác tới đây. Vâng. Minh Hải bước tới gần giường bệnh, Tưởng Lam co người lùi lại phía sau, cho đến khi Minh Hải ngồi bên giường bệnh, Tưởng Lam không còn đường lui, cô bị anh kéo vào lòng. "Anh buông tôi ra." "Minh Hải, tôi hận anh, anh buông tôi ra." Cô vùng vẫy, Minh Hải không buông cô ra, cô nằm lấy tay của Minh Hải, há miệng và cắn mạnh vào mu bàn tay của anh, như thể muốn cắn một miếng da thịt của anh vậy. Minh Hải không né tránh, anh để mặc cô cắn. "Tiểu Lam, nếu cắn anh có thể khiến em cảm thấy tốt hơn?" Vậy thì em hãy cắn mạnh lên. Một giọng nói nam tính khàn khàn và ấm áp vang lên trên đầu cô. Tưởng làm siết chặt tay anh. Cô từ từ buông miệng ra và bắt đầu khóc lớn. Cô nắm chặt tay và đập mạnh vào ngực anh. Mình hãy nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Anh áp mặt cô vào lòng anh. cúi đầu hôn lên chán, nhắm mắt lại và nói. Cho dù em có hận anh đến mức nào, em cũng phải ăn no mới có sức đối phó với anh. Em để bụng đói, không những có hại cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến cả đứa bé ở trong bụng sự nóng giận của tưởng lam giống như một nắm đấm đánh vào một đám bông bị tan chảy bởi sự dịu dàng của anh dì lan đem một bát cháo mới đến và đưa cho anh anh cau mày cầm thìa lên múc một miếng cháo và cẩn thận đưa lên miệng thổi cho đỡ nóng rồi mới đưa đến miệng cô tưởng lam trừng mắt nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe tiểu lam nghe lời nào há miệng ra giọng điều dỗ dành của anh không những làm cho cô nghe lời mà còn khiến cô trực tiếp hất đổ bát cháo trong tay anh xuống đất. Bát cháo rơi xuống đất, vỡ tan thành bốn năm mảnh. Nước cháo văng lên quần của anh. Dì Lan giật mình hoảng hốt. Cậu chủ! Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của cô, giọng anh trở nên lạnh lùng hơn. Dì Lan! Đem một bát khác đến đây! Vâng! Tưởng làm cắn môi, giận dữ nhìn anh. Tôi không ăn. Mình hãy anh cút đi. Nếu em không muốn gặp anh cách tốt nhất là ăn hết bát cháo này ngay lập tức anh không đủ kiên nhẫn anh đặt bát cháo trong tay xuống chiếc tủ bên cạnh giường bệnh anh lạnh lùng nhìn cô tưởng lam hít một hơi thật sâu đưa tay lên che mặt rồi với tay lấy bát cháo nhanh chóng ăn hết nó ăn xong rồi anh có thể đi được chưa tôi không muốn nhìn thấy anh anh siết chặt nắm tay lạnh lùng đút hai tay vào túi quần rồi dặn dò dì lan hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt vâng thưa cậu chủ nói xong Minh Hải xài bước rời khỏi phòng bệnh. Dì Lan nhìn tưởng Lam yếu ớt nằm trên giường bệnh và thở dài. Cô chủ à, tại sao cô phải như thế chứ? Sáng nay cậu chủ gọi tôi tới đây. Khi tôi đến bệnh viện, tôi nhìn thấy cậu chủ ngồi trên băng ghế ngoài phòng bệnh, sắc mặt mệt mỏi. Tôi hỏi cậu chủ tại sao không vào trong nghỉ ngơi. Cậu chủ nói bây giờ người cô không muốn gặp nhất là cậu ấy. Cô và cậu chủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tưởng Lam không muốn nói chuyện, cô kéo cao chân lên và che mình lại nước mắt từ từ lăn xuống gối ướt đẫm cả một vùng dì lan tôi muốn ở một mình ừ. được rồi cô nghỉ ngơi đi có chuyện gì thì gọi tôi điện thoại của tường lam ở chỗ của phó minh hải khi anh ra khỏi bệnh viện điện thoại của cô đổ chuông người gọi đến là kỳ ngạn lễ minh hải cau mày và nghe điện thoại ở đầu dây điện thoại bên kia kỳ ngạn lễ mở lời nói cô đến bệnh viện chưa đứa bé đã được bỏ đi chưa minh hải lạnh lùng đáp e là phải khiến Tổng Giám Đốc Ký thất vọng rồi. Ồ, có vẻ như kế hoạch lại thất bại rồi. Minh Hải, bao năm qua, tôi đánh giá thấp anh rồi, anh thật sự rất tinh nhạy. Kỳ ngạn lễ, tôi đúng là có lỗi với Kiều Tăng, nhưng anh xúi dục Tiểu Lam, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Xúi rục ư, ừ, Kỳ ngạn lễ cười lớn. Tổng Giám Đốc Phó, có phải anh hiểu nhầm gì rồi không? Lúc đó là tường Lam chủ động hợp tác với tôi. Hơn nữa, chắc anh không biết, hôm đó anh gặp tai nạn anh đoán xem đó là tai nạn bình thường hay là do người tạo ra đôi mắt đen của phó minh hải sững sờ sốt cuộc anh muốn nói cái gì tôi muốn nói gì người thông minh như tổng giám đốc phó đây lẽ nào còn không rõ tai nạn đó là do tiểu lam của anh một tay lên kế hoạch minh hải tôi đột nhiên thấy thương hại anh rồi đấy tưởng làm đưa anh lên giường của hạ tuyết tinh rồi tạo ra tai nạn xe để muốn lấy mạng của anh anh cảm thấy thế nào khi bị người phụ nữ mình yêu hãm hại. Minh Hải nắm chặt điện thoại, những đốt ngón tay trở nên tái nhợt. Kỳ ngạn lệ cười điên dại qua điện thoại. Ồ, oh, đúng rồi, tôi quên nói với anh. Từ khi tưởng Lam đến đảo Ly Giang, cô ấy đã luôn tính kế hại anh. Tôi nói với cô ấy rằng, hãy dụ anh đến đảo Ly Giang. Không chừng sẽ khiến anh gặp nạn. Không ngờ cô ấy thực sự nhẫn tâm. Hay, Minh Hải, nói tới sự tàn nhẫn, có vẻ như tưởng Lam hơn anh phải không? Minh Hải im lặng một lúc. Kỳ ngạn lệ tưởng rằng Minh Hải tức giận không nói nên lời. Ai ngờ Minh Hải lại bình tĩnh đáp. Cô ấy tàn nhẫn, tôi lạnh lùng, trời sinh một cặp chẳng phải rất hoàn hảo sao? Anh... Minh Hải cười khẩy rồi cúp điện thoại. Tưởng Lam ngủ ly bì cả một ngày và mơ thấy ác mộng suốt. Khi cô giật mình kinh hãi tỉnh dậy, cô bất ngờ thấy một người đàn ông ngồi cạnh bên giường. Không phải ai khác, chính là Phó Minh Hải. Tôi, tôi không muốn nhìn thấy, anh đi đi." Minh Hải cầm con dao gọt hoa quả trong tay, nhẹ nhàng uyển chuyển gọt một quả táo. "Em thật sự muốn anh rời đi ư?" Anh quá bình tĩnh, người đàn ông này thật sự quá khó đoán. Tưởng Lam không thể đoán được ra anh đang nghĩ gì. Minh Hải đưa quả táo đã được gọt vỏ cho Tường Lam, Tường Lam nhìn đi chỗ khác, không thèm nhận lấy. "Minh Hải," cũng không nổi giận, anh đặt quả táo lên bàn và điềm tĩnh nói. "Nghe kỳ ngạn lễ nói, Em muốn mạng sống của anh." Đôi mắt của cô run rẩy dữ dội rồi nói. "Anh hại chết bố tôi, tôi đương nhiên muốn mạng sống của anh." Minh Hải đang chơi với con dao gọt trái cây sáng bóng trên tay, anh đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, Tưởng làm giật mình. "Minh Hải, anh anh muốn làm cái gì?" Anh nhét con dao gọt trái cây vào trong lòng bàn tay của cô, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm và thốt ra từng từ. "Chẳng phải em muốn mạng sống của anh sao?" Em không cần phải tốn sức hợp tác với kỳ ngạn lễ. Em muốn mạng của anh. Em chỉ cần cầm con dao này đâm thẳng vào trái tim anh là được. Anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô, cưỡng ép cô cầm con dao gọt hoa quả và đâm về phía ngực trái của anh. Tưởng làm hoàng sợ thất thần. Mình hải, anh điên rồi. Không, không. Nhưng sức mạnh của anh lớn hơn cô rất nhiều. Cô cố gắng hết sức, cũng không thể chống lại anh. Cô dương mắt, nhìn mũi dao đâm vào ngực của anh. Nước mắt cô lập tức rơi lại trã anh buông tôi ra. Minh Hải, anh nghe thấy chưa? Đừng, đừng mà, buông tôi ra. Con dao sắc nhọn từ từ đâm vào trong áo sơ mi đen của anh. Cho đến khi phập một tiếng, từng ngón tay của tường lam đều cứng đơ lại. Cô biết rằng âm thanh nhỏ bé đó chính là tiếng mũi dao đâm vào trong da thịt. Cô quên mất phải vùng vẫy, Minh Hải vẫn cầm tay cô và đâm con dao ấy sâu vào trong ngực. Đôi mắt anh vẫn điểm tĩnh chăm chú nhìn cô. Tiểu Lam, nếu em muốn anh đền mạng, em hãy ra tay mạnh hơn đi Sang mặt cô tái nhợt đôi mắt cô đỏ ửng cô nhìn anh chằm chằm những giọt lệ trong mắt cô rưng rưng đôi ngón tay cũng run rẩy theo minh hải tội luật tính kế hại anh bao gồm cả việc lừa anh đến đảo ly Giang. nước mắt cô từ trong hốc mắt tuôn rơi lạ trã, rơi xuống mua bàn tay của cô và minh hải minh hải nhíu mày sâu hơn anh nhìn cô chằm chằm với ánh mắt lửa đốt vì vậy em thật sự từng muốn dồn anh vào chỗ chết ư Tôi... Đúng. Nhưng cũng chỉ có một lần đó thôi. Lúc đó cô tưởng mình vẫn chưa yêu anh. Cho dù là cô thích, cũng chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Cô tưởng rằng Minh Hải chết trong vụ tai nạn đó. Cô sẽ rất vui. Nhưng đêm đó, khi cô biết anh thật sự lên tàu và mất liên lạc trên biển, cô ngồi ngoài bãi cát, ngoài hối hận và tự trách cô rất đau lòng. Khi anh yên lành đứng dậy ánh trăng và nhìn cô mỉm cười, lúc đó cô đã muốn từ bỏ việc trả thù cho bố cô. Minh Hải khẽ cúi đầu xuống, khẽ chạm vào trán cô, một tay anh nắm bàn tay đang cầm con dao của cô, một tay anh đỡ sau đầu, giọng nói của anh tỏ ra rất nuông chiều. "Tiểu Lam, nếu mũi dao này có thể khiến em giải tỏa hận thù của mình thì em hãy đâm sâu một chút." Cơ thể cô run rẩy khủng khiếp khi anh cầm tay cô và đẩy sâu vào ngực anh hơn, Tưởng Lam cố gắng hết sức để rút con dao đó ra. "Không." Con dao xuyên qua lòng bàn tay của Minh Hải, rơi xuống đất và phát ra âm thanh leng keng, hai bàn tay lập tức dì đầy máu tươi. Chiếc áo sơ mi đen của anh thấm đẫm những vệt máu, máu tươi nhỏ xuống từng giọt xuống nền gạch trắng của phòng bệnh. Tưởng Lam sợ hãi, bàn tay nhỏ dính đầy máu tươi, ấn chặt vết thương trước ngực của Minh Hải. "Minh Hải, anh sao rồi? Anh..." Anh vòng tay ôm lấy eo của cô và giữ chặt trong lòng mình. Anh cúi đầu và hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cô. Những giọt nước mắt mặn chát của Tưởng Lam rơi xuống miệng hai người. Minh Hải nhẹ nhàng hôn lấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô. Nhưng giọng nói của anh lại vô cùng ngang ngược. Anh dựa vào trán cô và thốt ra từng chữ. Tưởng Lam, nếu tối nay em không nỡ ra tay. Sau này, em hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Anh không cho phép em rời xa anh. Tưởng Lam ngước nhìn anh, nước mắt lăn dài và nghẹn ngào nói. Nhưng em đã từng hại anh suýt nữa mất mạng. Em đã luôn lừa dối anh, hãm hại anh. Anh thật sự không hận em sao? Hận ư, ừ, nhưng anh thậm chí còn tức giận hơn. Anh dừng lại và nhíu mày nói. Anh giận em. Em tha hợp tác với kỳ ngạn lễ, cũng không chịu nói sự thật với anh. Anh càng giận bản thân mình, tại sao vẫn chưa để em hoàn toàn yêu anh? Tưởng làm rất hoảng loạn, cô khóc thút thít. Minh Hải, tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Rốt cuộc cô phải lựa chọn như thế nào đây? Cô không thể đối mặt với anh, cô không thể quên được cái chết của bố mình. Nhưng cô cũng thật lòng yêu anh. Màu tươi thầm đẫm lòng bàn tay cô Đôi mắt cô run rẩy dữ dội Cô vội vàng nói Em đi gọi bác sĩ Minh Hải giữ cô lại Anh tự đến chỗ bác sĩ băng bó là được Em đừng đi Sẽ khiến cho người khác nghi ngờ Tưởng làm nuốt nước bọt Đã đến lúc này rồi Tại sao anh vẫn còn suy nghĩ tới những điều này Nhưng mà bây giờ trên tay cô Trên áo cô đều là những vệt máu Cộng với sự hoảng loạn của cô Giống như thể cô vừa mới giết người vậy E là sẽ thực sự thu hút cảnh sát đến những vết thương của anh. Không sao đâu, vết thương chắc không sâu lắm. Minh Hải đẩy cô lại giường và dặn dò. Em ngoan ngoãn đợi ở đây, đừng đi ra ngoài, đợi anh trở lại. Tưởng Lam nhìn theo bóng lưng đang rời đi của anh, tầm mắt cô nhòe đi. Tại sao cái chết của bố cô lại liên quan tới Phó Thị và Phó Minh Hải? Nếu tất cả những điều này chỉ là hiểu lầm, thì tốt biết bao. Minh Hải đến văn phòng của Giang Thanh Việt. Giang Thanh Việt giúp anh xử lý vết thương, Nhìn vết thương dính đầy máu, anh ấy cau mày và nói. Tưởng làm đâm mà. Không liên quan đến cô ấy, là tôi ép cô ấy. Minh Hải, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nuông chiều một người phụ nữ như vậy. Đôi mắt của Minh Hải sâu thẳm. Nuông chiều ư. Giang Thanh Việt vừa giúp Minh Hải xử lý vết thương vừa trêu chọc anh. Ngay cả khi người phụ nữ này dùng dao đâm anh thành như vậy, anh cũng không nỡ nói người ta nửa lời. Không đúng, đây không phải nuông chiều mà lại yêu giang thanh việt tỏ ra rất nghiêm túc với lời nói của mình cố gắng nhịn một chút sẽ hơi đau đấy khi giang thanh việt dùng cồn y tế khử trùng cho minh hải anh cau mày nhắm mắt lại và nói tôi chỉ đang cá cược cược cô ấy quan tâm đến tôi tình yêu giống như là đánh bạc ai không thể cầm được trước thì sẽ thua anh chắc chắn rồi anh chỉ cần một mình cô ấy ư khi giang thanh việt dùng cồn y tế khử trùng cho minh hải minh hải từ từ mở mắt ra và ngước nhìn Giang Thanh Việt. Nếu tôi không chắc chắn, vết thương này của tôi chẳng phải là đã chịu vô ích rồi. Giang Thanh Việt giật mình rồi nhìn Minh Hải, khóe môi hai người khẽ cong lên. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở anh. Khi kiểu tăng chết, kỳ ngạn lễ như một kẻ điên. Tưởng làm động đến anh ta, sợ là sẽ không dễ dàng thoát ra được. Chuyện của kiểu tăng đã trôi qua 10 năm rồi, cũng đến lúc phải giải quyết rồi. Minh Hải băng bó vết thương xong và trở về phòng bệnh của Tường Lam ngay khi anh mở cửa anh nhìn thấy người phụ nữ nhỏ bé đang cuộn tròn ôm lấy bản thân rõ ràng là tối nay cô đã rất sợ hãi minh hải nghe tiếng mở cửa tưởng lam ngừng đầu lên nhìn thấy sắc mặt anh bình thường cô mới cảm thấy nhẹ nhõm minh hải bước tới ôm người phụ nữ nhỏ bé hoảng loạn vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô đôi môi mỏng của anh áp lên trán cô và dịu dàng nói lo lắng cho anh ư tưởng lam giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve ngực anh anh à, vết thương của anh sao rồi, có nghiêm trọng không? Nhìn thấy cô lo lắng, anh đột nhiên hờ hững nói. Tạm thời không chết được. Tưởng Lam nghe thấy chữ chết. Cô đưa tay che miệng anh lại. Anh nói linh tinh gì đây? Không được phép nói từ đó. Minh Hải chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh của cô. Anh nắm chặt, lấy đôi bàn tay vừa đưa lên miệng anh của cô và nhẹ nhàng nắn bóp. Không đỡ để anh chết ư. Ánh mắt của anh nóng bỏng. Tưởng Lam không thể chịu đựng được. Cô khẽ cúi đầu xuống, nhìn vào nút áo trên áo sơ mi của anh. Lúc này cô mới phát hiện ra anh đã thay một chiếc áo khác. Anh thay áo rồi à? Ừ, cái vừa rồi không thể mặc nữa. Thanh Việt cho anh mượn một cái áo sơ mi của anh ấy. Thanh Việt ư? Yên tâm, đàn ông là bác sĩ ở đây. Tại sao anh phải giải thích? Cô cũng không nghi ngờ gì. Hơn nữa, làm gì có người phụ nữ nào lại mặc một cái áo sơ mi to rộng như vậy? Mà cô hơi nóng lên, nhưng cô vẫn lo lắng về vết thương trên ngực của anh. Nơi đó gần với quả tim, anh thật sự không sao chứ? Cô ngập ngừng hỏi. Em có thể xem vết thương của anh không? Minh Hải ừ một tiếng không từ chối cô. Tưởng Lam giơ tay lên, cởi bỏ từng nút áo sơ mi của Phó Minh Hải, cho đến khi lộ ra những đường cong của bộ ngực gợi cảm. Tay cô nóng bừng lên một chút. Nhưng khi cô nhìn thấy vệt máu mờ ẩn sau lớp băng gạc trắng, những giọt nước mắt đã kìm nén thì lại tuôn rơi. Ôi cô đã làm gì thế này cô vô cùng thương anh những ngón tay thon dài của tưởng lam nhẹ nhàng vút ve lên vết thương của anh đầu ngón tay cô khẽ run lên có đau không ừ hơi đau một chút nước mắt cô rơi xuống cô sụt xịt mũi và lườm anh anh đã biết đau tại sao còn phải cầm con dao đó và tự đâm vào ngực mình nếu không làm quyết liệt như vậy sợ là mấy hôm sau khi ra viện cô sẽ rời khỏi anh phải không minh hải nằm lấy tay cô và đặt lên trái tim mình Tưởng Lam gần như có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh xuyên qua lồng ngực anh. Vết thường có hơi đau một chút, nhưng không đau bằng ở đây. Đôi mắt Tưởng Lam đỏ hoe. Em xin lỗi, em nằm đó, cái chết của bố em đúng là có liên quan đến Phó Thị. Anh không thể tránh khỏi liên quan. Người nói lời xin lỗi phải là anh. Tưởng Lam cắn môi, lấy hết can đảm để nói. Minh Hải, tại sao anh không thể cho bố em thêm chút thời gian? Có lẽ nhưng ngoài bố em ra còn có các công ty khác là người đứng đầu của phó thị trên lĩnh vực kinh doanh anh không thể bỏ qua cho tất cả các công ty được tưởng lam hiểu ý của anh nhưng người chết là bố của cô cô không thể ngăn cách mọi thứ hoàn toàn với minh hải thật ra anh đã sớm phát hiện ra em và kỳ ngạn lễ là đồng bọn với nhau phải không anh không thích em nói mình là đồng bọn với anh ta nhìn dáng vẻ ghen tuông của anh tưởng lam đỏ mặt anh phát hiện ra từ khi nào Trước đây anh chỉ nghi ngờ thôi Nhưng từ khi em mang chiếc vòng tay của Kiều Tăng về nhà Và cố tình để anh nhìn thấy Thì anh đã chắc chắn rồi Tưởng Lam không hiểu Tại sao? Kỳ ngạn lễ sẽ không dễ dàng nói chuyện của Kiều Tăng cho người khác biết Cho dù kỳ ngạn lễ muốn khiêu khích Em cũng nên đến hỏi anh đầu đuôi sự việc Chứ không phải là vội vã Mang chiếc vòng về nhà để anh nhìn thấy Em là muốn chọc giận anh Nhắc đến Kiều Tăng Tưởng Lam khẽ dùng mình Cô nhớ tới những lời Hàn Linh nói với cô cô ngây người nhìn anh, anh thật sự coi cô là thế thân của kiều tang sao? nhưng cô lại không dám hỏi. hơn hết chẳng bao lâu nữa cô sẽ rời khỏi bắc thành, vì vậy hãy để cô mơ mộng và tưởng tượng, tưởng tượng lúc này minh hải thật lòng yêu cô, chứ không phải bởi vì cô sống kiều tang. em nhìn anh làm gì? tưởng làm hít một hơi thật sâu rồi lại nói, vậy vậy chuyện của hạ tuyết tinh là như thế nào? anh chỉ muốn dùng hạ tuyết tinh để thử em nếu anh thật sự lên giường với người phụ nữ khác thì em có ghen không tưởng lam hơi sững sờ anh đã biết hạ tuyết tinh là do em và kỳ ngạn lễ sắp xếp ư tiểu lam em có thể hận anh nhưng đừng qua lại với kỳ ngạn lễ nữa được không tưởng lam ngoan ngoãn gật đầu cô ôm lấy cổ anh và dựa vào lòng anh rồi thì thầm nói mình hải em nghĩ thông suốt rồi nếu bố em ở trên trời có linh thiêng chắc hẳn ông ấy cũng sẽ không hy vọng em trả thù trái tim của anh đập mạnh mọi quyết định nhất thời của anh khiến cô phải phiêu sạt ở nước ngoài ba năm qua tiểu lam em kể cho anh nghe về việc du học của em đi thật ra cũng không có gì đáng để nói lúc mới đến paris hoàn toàn là bởi vì em không thể tiếp tục ở lại bắc thành hơn nữa lúc đó việc học của em cũng chưa hoàn thành em đến paris là để hoàn thành việc học của mình chi phí sinh hoạt ở paris rất đắt đỏ học phí cũng rất đắt em lại học mỹ thuật phải tiêu rất nhiều tiền Số tiền mà bố để lại cho em Chẳng mấy chốc đã tiêu hết Sau đó em phải đi làm thêm Có một lần làm việc trong quán bar Suýt nữa bị một người nước ngoài sàm sỡ May là có Diệp Tử Bác đã cứu em Nhắc tới Diệp Tử Bác Tưởng Lâm cẩn thận ngước mắt lên nhìn anh Nhưng Minh Hải lại hỏi Tại sao em phải đến quán bar làm việc Tưởng Lâm bặm môi rồi thành thật trả lời Bởi vì Các môn học đã chiếm phần lớn thời gian Thời gian rảnh rỗi rất ít Buổi tối đến quán ba làm việc thì có thể kiếm được tiền nhanh. Minh Hải khẽ thở dài. Tiểu Lam mà anh xin lỗi, anh để em phải chịu khổ rồi. Nếu mộ Quang Khánh không phá sản, cũng sẽ không nhảy lầu. Ngôi nhà ấm áp mà cô từng có, cũng sẽ không vì anh mà tan vỡ sau một đêm. Tưởng Lam vô cùng xúc động. Người đàn ông này là một người hết sức kiêu ngạo. Nhưng lúc này, anh lại nói lời xin lỗi với cô, nghiêm túc và chân thật. Vậy em trừng phạt anh. Sau này phải thương em, yêu em và chăm sóc em đến hết cuộc đời được tưởng lam khẽ mỉm cười cô ngừng mặt và hôn lên đôi môi mỏng của anh khi nhắm mắt lại nước mắt cô lăn xuống lạnh lẽo minh hải em xin lỗi em lại lừa anh bọn họ vốn dĩ là hai đường thẳng song song nếu ba năm trước mộ thị không phá sản cô sẽ không đi mang thai hộ bố cô cũng sẽ không nhảy lầu và cô cũng sẽ không thể gặp phó minh hải ba năm sau khi cô biết được tất cả mọi thứ cô luôn tính kế trả thù anh thậm chí còn muốn để anh chết nhưng cô thật sự không có cách nào để tiếp tục trả thù nữa và cô cũng không có cách nào và bất cứ lý do gì để tiếp tục ở bên cạnh anh nữa lúc đầu cô đến bên cạnh anh là bởi vì căn biệt thự của nhà họ mộ sau đó là vì để trả thù cho bố của cô nhưng bây giờ cô cũng không còn lý do gì để ở bên cạnh anh nữa hãy để tất cả mọi thứ quay trở lại ba năm trước bọn họ vẫn là hai đường thẳng song song chưa từng có một nút giao Minh Hải đến tiếp tục sống cuộc sống đầy màu sắc của anh Tiếp tục sống trong thế giới của anh Thế giới của anh không có mộ Tường Lam Sáng sớm hôm sau Tường Lam thúc giục Minh Hải đi làm Minh Hải cử dì Lan và Tiểu Đường Đậu Đến chăm sóc cho Tường Lam Khi Tiểu Đường Đậu đeo cặp sách chạy tới Tường Lam ngạc nhiên Đường Đậu à Hôm nay không phải là thứ tư sao Tại sao con không đến trường Cô bé chạy tới và vui vẻ nói Bố nói tâm trạng của mộ mộ không tốt nên xin nghỉ cho đường đậu để đường đậu đến chơi với Mộ Mộ. Mộ Mộ bị ốm rồi sao, con rất lo lắng cho Mộ Mộ. Tường Lam khẽ mỉm cười và xoa đầu cô bé. Mộ Mộ không sao, con không cần lo lắng. Nào, đến đây ngồi đi, con ăn cam không? Mộ Mộ bóc cho con nhé. Tiểu Đường Đậu vươn tay cầm lấy quả cam trong tay của Tường Lam, nhíu mày nói. Mộ Mộ đặt đó đi, để Đường Đậu bóc cho Mộ Mộ ăn. Sao con ngoan quá vậy? bố nói đường đậu phải hiếu thảo với mộ mộ trái tim của tường lam ấm áp và ngọt ngào tiểu đường đậu rất nhanh đã bóc xong quả cam cô bé tách quả cam làm đôi đưa chúng tới miệng của tường lam tường lam mỉm cười và mở miệng ăn miếng cam con cũng ăn đi đừng chỉ có đút cho mẹ ăn vâng ạ à. tiểu đường đậu tách một mùi cam và nhét vào trong miệng cô bé nhăn nhó vì chua cam chua quá đường đậu không ăn được chua à cô bé khổ sở nói bố và đường đậu đều không ăn được chua mỗi lần ăn chua sẽ đều chảy nước mắt tưởng lam âm thầm ghi nhớ lại minh hải không thích ăn chua nhưng rồi cô lại nghĩ cô sẽ phải rời khỏi nơi này nhanh thôi cô nhớ những điều này cũng có ích gì chứ nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương của tiểu đường đậu tưởng lam hơi buồn một chút cô ôm cô bé vào lòng cô bé dựa vào tay cô và xem chuyện tranh tưởng lam cúi xuống hôn lên đầu cô bé một lúc sau hàn linh ôm bó hoa đến đứng trước cửa ở phòng bệnh hàn linh giơ tay gõ cửa khi tưởng lam nhìn ra cô khẽ nhíu mày cô hàn cô mộ nghe nói cô không được khỏe phải nhập viện nên tôi đến đây thăm cô hàn linh ôm bó hoa bước vào tiểu đường đậu biết hàn linh cô bé chào hỏi cô ta cô hàn sao cô biết mộ mộ nhà cháu bị bệnh ạ à? hàn linh giơ tay xoa đầu tiểu đường đậu đường đậu đã lâu không gặp cháu dạo này lại cao hơn rồi đúng vậy cô hàn à sao cô biết tôi bị bệnh thế tối qua cô mới đến bệnh viện sao hàn linh lại biết nhanh như vậy hàn linh cũng không ngạc nhiên với câu hỏi của tường lam cô ta điểm tĩnh nói cô quên rồi à tôi là bác sĩ tôi có rất nhiều bạn ở bệnh viện này bọn họ đều biết minh hải là bạn tốt của tôi chúng tôi vô tình nói đến thôi hàn linh rất cẩn thận không có gì phải nghi ngờ cảm ơn cô đã đến thăm tôi Tôi là bạn tốt của Minh Hải, bây giờ cô mang thai con của anh ấy. Tôi tới thăm cô cũng là lẽ dĩ nhiên, không phải sao? Lời nói của Hàn Linh không có gì sai, nhưng khi nghe tới tay, Tường Lam lại vô cùng khó chịu. Hàn Linh liếc nhìn dì Lan và tiểu đường đậu, cô ta mỉm cười nói. Đường đậu, cháu với dì Lan xuống khu vườn dưới bệnh viện chơi một lúc có được không? Cô có chuyện muốn nói với mộ mộ. Tiểu đường đậu kéo cánh tay của Tường Lam, chu miệng nói nhưng bố kêu cháu phải ở bên cạnh mộ mộ và trông chừng mộ mộ. Ánh mắt của Hàn Linh sững sờ. Minh Hải, yêu mến Tưởng Lam như vậy sao? Anh sợ Tưởng Lam bỏ chạy à? Đường đậu, cô Hàn cũng sẽ không bắt nạt mộ mộ của cháu. Tưởng Lam biết điều Hàn Linh sắp nói, không thích hợp để đường đậu nghe được, cô liền dỗ dành cô bé. Đường đậu, mộ mộ hơi đói, còn với dì Lan giúp mộ mộ đi mua chút đồ ăn có được không? Mộ mộ muốn ăn gì ạ? À? ăn gì cũng được. Chỉ cần đường đậu mua, mộ mộ đều thích ăn. Vậy được thôi, mộ mộ phải đợi con quay về đây nhá. Sau khi dì Lan đưa tiểu đường đậu ra khỏi phòng bệnh, tưởng Lam mới hỏi. Cô Hàn, cô muốn gì với tôi? Kiểu tang cô ấy thực sự vẫn còn sống. Đôi mắt của tưởng Lam run rẩy sự dội rồi bật cười nói. Cô Hàn, cô đang đùa sao? Mười năm trước, Kiểu tang rơi xuống đáy biển, bị sóng lớn cuốn đi, làm sao có thể sống được chứ? Hàn Linh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tường Lam và nói từng chữ. Đúng, kiểu tang đã bị sóng cuốn vào biển lớn, nhưng cô ấy đã được người ta cứu. Cô nói cái gì cơ? Nhưng nhưng mà nếu cô ấy chưa chết, tại sao cô ấy không đến tìm Phó Minh Hải, cũng không tới tìm kỳ ngạn lễ? Tưởng Lam nắm chặt lấy chăn ở trong tay. Hàn Linh nhìn thấy cô hoảng loạn, cô ta điểm tĩnh nói. Năm đó, kiểu tăng đại nạn không chết, nhưng vì đầu cô ấy bị đập vào dạn sang hôi ở trên biển, gây tổn thương đến não bộ và hệ thần kinh. Vì vậy đã mất trí nhớ và quên hết những chuyện trước kia. Cho nên, cô ấy cũng quên mất luôn cả Minh Hải và Kỳ Ngạn Lễ. Mười năm qua, cô ấy luôn điều trị. Gần đây cô ấy mới khôi phục được một chút ký ức. Mặc dù Tường Lam không dám tin, nhưng Hàn Linh lại nói rất rõ ràng và logic khiến người khác phải tin. Vậy tại sao cô biết Kiều Tăng vẫn còn sống? Tôi nói rồi, tôi là bác sĩ. Tôi quen biết rất nhiều người trong ngành Bữa hay Kiều tăng điều trị ở chỗ bạn của tôi Vì tôi là bác sĩ tâm lý Nên hôm qua bạn tôi giới thiệu Kiều tăng Tới chỗ tôi trị liệu Tôi cũng chỉ mới phát hiện ra chuyện này Vẫn chưa kịp nói Với anh Minh Hải Khi dì Lan dẫn tiểu đường đậu quay về Tiểu đường đậu cầm một chiếc bánh kem Và bánh sandwich Cô nhau mắt mỉm cười hồn nhiên Với tường lam ngồi trên giường bệnh Mộ mộ nhìn xem Còn mua rất nhiều đồ ăn ngon Mộ mộ thích ăn gì Hàn Linh đứng dậy cầm túi sách lên và nói Tôi không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Đường Đậu à, cô về đây, lần sau cô lại đến thăm cháu và Mộ Mộ. Tiểu Đường Đậu gật đầu quan tâm nói, "Vâng, cô Hàn, cô về cẩn thận ạ." À. "Ừ, cháu chơi với Mộ Mộ đi, cô về đây." Sau khi Hàn Linh rời đi, Tiểu Đường Đậu chu môi nhìn Tường Lam đang bẩn thần, cô bé nắm lấy tay Tường Lam và lay động một cái. "Mộ Mộ, Mộ Mộ sao thế? Có phải là đồ con mua, Mộ Mộ đều không thích ăn?" "Sao có thể chứ?" đồ của đường đậu mộ mộ đều thích ăn. Trong đầu cô hiện giờ là một mớ hỗn độn, tâm trí cô lấp đầy những tin kiểu tang vẫn còn sống. Hẳn Linh cố tình nói tin kiểu tang vẫn còn sống cho cô biết là có ý gì chứ? Có phải là muốn nhắc nhở cô, người thay thế như cô có thể nên rút lui rồi không? Bởi vì chính chủ đã trở về. Tưởng Lam lơ đãng cả một ngày, khi Minh Hải tan làm và tới bệnh viện, tiểu đường đậu chạy tới ôm chầm lấy anh. Bố à, sau này bố có thể tan làm sớm, để ở bên cạnh con và mộ mộ không? Bố kiếm ít tiền hơn một chút, đường đậu có thể ít ăn vặt hơn. Minh Hải giơ tay xoa đầu cô bé và mỉm cười. Được, sau này bố sẽ tan làm sớm để về chơi với con. Tiểu đường đậu chơi với tường lam cả ngày. Minh Hải dặn dò dì Lan. Dì Lan, dì đưa đường đậu về nhà đi. Vâng, thưa cậu chủ. Tiểu đường đậu chớp mắt nhìn anh và tường lam. Cô bé nắm hai tay của Minh Hải và tường lam đặt lên nhau cô bé dịu dàng nói như người lớn mộ mộ mẹ phải vui vẻ bên cạnh bố nhé dì lan đứng bên cạnh mỉm cười hiền hậu tưởng làm ra mặt mỏng khuôn mặt cô hơi ửng đỏ lên minh hải không cảm thấy ngại ngùng gì được rồi con về với dì lan đi sáng mai con với dì lan lại đến thăm mộ mộ sau mấy hôm nay đều không phải đi học còn vui quá đi tiểu minh ở trường ngày nào cũng kéo tóc của con cuối cùng con có thể vắng vẻ vai ngay rồi tưởng làm phỉ cười tiểu minh kéo tóc con làm gì tiểu đường đậu tự hào nói chắc là thích con đấy thì còn thì cứ nói thẳng đi làm gì mà cứ suốt ngày lôi tóc của con tóc con sắp dụng hết cả rồi mặc dù cậu ấy nói thích con con cũng sẽ không chấp nhận cậu ấy đâu minh hải giơ tay lên và búng một cái vào trán cô bé anh cau mày hỏi con mới tí tuổi đầu biết cái gì là thích không bố bố làm đau con rồi con đương nhiên biết thích là gì Bố thích mộ mộ phải không? Minh Hải hiếm khi bị trêu chọc lại. Anh chừng mắt nhìn tiểu đường đậu. Tiểu đường đậu cũng không hề sợ hãi. Cô bé cau mày nói. Bố, bố hung dữ như vậy. Sẽ khiến mộ mộ chạy mất đấy. Tưởng Lam không thể nhịn cười. Dì Lan, mau đưa tiểu đường đậu về đi. Cậu chủ sắp nổi giận rồi. Dì Lan đưa tiểu đường đậu rời đi. Tiểu tinh nghịch, mau đi thôi. Cũng chỉ có cháu mới dám nói bố cháu như vậy. Tiểu đường đậu được dì Lan kéo ra khỏi phòng bệnh ngay sau khi bọn họ rời đi minh hải kéo người phụ nữ đang cười nhạo anh vào lòng anh nhíu mày sâu hơn em vừa gọi anh là gì cậu chủ bàn tay to lớn của anh véo mạnh vào eo cô tưởng lam đỏ mặt anh nhẹ thôi bàn tay của anh di chuyển từ eo cô xuống dưới bụng cô anh nhẹ nhàng vỗ về hồi lên vành tay cô và nói đứa bé có ngoan không tưởng lam lại bật cười ngước mắt nhìn anh đang nghiêm túc khỏi vấn đề này cô cười nói Bây giờ mới chưa tới một tháng Còn chưa thành hình Nó muốn nghịch ngợm cũng không nghịch được Minh Hải, anh có chút kiến thức nào không vậy? Cô dựa vào lòng anh Vô tình đè lên vết thương của anh Anh kêu lên một tiếng Tưởng Lam vội vàng lùi lại Nhẹ nhàng vuốt ve ngực anh Vết thương của anh thế nào rồi? Hôm nay có cần thay thuốc không? Minh Hải hờ hững đáp lại Cần Tưởng Lam mắt đỏ hoe xót xa nói Chắc hẳn là rất đau phải không? Em xin lỗi. Anh ôm đầu cô, kéo lại trong lòng. Anh hơi mệt, để anh ôm em một lát. Như vậy sẽ đè lên vết thương của anh. Minh Hải ôm người phụ nữ của mình vào lòng, nhắm mắt lại và khẽ thở dài. Không đau. Thật sự không đau sao? Tưởng Lam dựa vào lòng anh, cô vòng tay qua cổ anh, nghĩ tới việc Kiều Tăng vẫn còn sống. Cô do sự, không biết có nên nói tin tức này cho anh biết không? Đối với Minh Hải mà nói, đây chắc chắn là một bất ngờ lớn. Có lẽ anh sẽ phấn khích, lập tức bỏ cô lại và đi tìm Kiều Tăng. Cô đột nhiên có ý nghĩ xấu, cô không muốn nói chuyện đó cho Minh Hải biết bây giờ. Cô muốn để Minh Hải ở bên cạnh cô nhiều hơn một chút. Tưởng Lam tự an ủi bản thân rằng, sao cô cũng sẽ sớm rời xa anh, đến lúc đó anh và Kiều Tăng mặn nồng cũng không muộn. Bây giờ, cô chỉ muốn được có anh ở bên cạnh nhiều hơn một chút. Minh Hải à, bác sĩ nói em không sao rồi. Ngày mai anh để tiểu đường đậu đi học đi, không cần phải đến bệnh viện trông em đâu bệnh viện có nhiều vi trùng con bé đến đây nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe em ở bệnh viện sắp mốc cả người lên rồi em muốn được xuất viện tầm của anh cọ cọ vào mái tóc mượt mà của cô không đồng ý ở lại thêm mấy ngày để quan sát đi em thật sự không sao em muốn xuất viện cũng được nhưng bây giờ em đang mang thai anh không cho phép em đến áo hoa làm việc nữa tưởng lam gật đầu cho dù anh không nói em cũng sẽ không đến áo hoa làm việc đâu Minh Hải khẽ mở to đôi mắt đen lái của mình, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Tưởng Lam sờ sờ mặt. Anh nhìn em như thế làm gì? Anh khẽ nhấn môi vui vẻ nói. Em bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn như vậy, anh có chút không quen. Tài của Tưởng Lam đỏ ửng và nóng bừng. Anh nhìn cô về ánh mắt đỏ rực lửa, dáng vẻ ngại ngùng đỏ mặt của cô khiến trái tim của anh hơi ngứa ngứa. Anh cúi đầu và hôn lên đôi môi của cô. Tưởng Lam vùng vẫy nhẹ. Đây là bệnh viện, anh mà buông em ra, sẽ bị người khác nhìn thấy đấy." Tiểu Lam, anh nhớ em cả một ngày." Anh dựa vào tai cô, hơi thở nóng rực của anh phả vào cổ cô, còn nói một câu với giọng điệu vô cùng quyến rũ. Tưởng Lam không thể chống lại nổi, cô ngước mặt lên chủ động hôn anh. Nhưng nụ hôn này quá ít ỏi, Minh Hải vẫn chưa nếm đủ, đôi mắt đen của anh nhìn chằm chằm vào khuôn vành tai trắng đỏ và mềm mại của cô. Tưởng Lam toàn thân nóng bừng bởi ánh mắt sâu thẳm của anh. Cô đưa tay lên và che đi đôi mắt của anh. Cô ngại ngùng nói. Không được nhìn. Nếu còn nhìn nữa, sợ là người đàn ông này sẽ thân mật cô ở trong phòng bệnh. Minh Hải có nhu cầu rất lớn về mặt đó. Tưởng Lam nghĩ tới lúc đó, cô lại cảm thấy hơi nghẹn ngào. Khi anh ở cùng với người phụ nữ khác, số lần đó với họ cũng rất nhiều sao. Hơi thở nóng rực của anh sát lại gần cô. Anh nở một nụ cười đầy ý vị. Cái đó, Tiểu Lam, em nói cái đó là cái gì? Tưởng Lam trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này rõ ràng, biết còn cố tình hỏi cô. Cô lùi ra khỏi lòng anh, kéo chăn bông che kín đầu rồi bực bội nói. Anh không muốn nói thì thôi. Minh Hải mỉm cười, nhìn người phụ nữ nhỏ bé đã tự quấn mình thành một cái bánh trưng nhỏ. Anh nhẹ nhàng kéo chăn của cô, cô giữ rất chặt. Minh Hải nhất thời không kéo được ra. Không sợ khiến con anh khó chịu à? Tưởng Lam quả nhiên vèn chăn ra, sắc mặt ửng hồng. Còn còn ở trong bụng em, là con của em, không phải là con của anh. Trong lòng anh bây giờ e rằng chỉ có sự tồn tại của đứa con phải không? Minh Hải nhìn bộ dạng đố kỵ ken tuông của cô, anh kéo cô vào trong lòng. Không có anh, em làm sao mà tự mang thai được? Khuôn mặt của Tường Lam đỏ bừng lên. Anh nhìn cô chằm chằm một lúc. Được rồi, không đùa nữa. Tối nay em muốn ăn gì, anh đi mua. Em muốn ăn bánh bao, miến tiết vịt và phải bỏ rất nhiều ớt và sấm. Minh Hải khẽ cau mày hiển nhiên không hài lòng với những đồ mà cô muốn ăn. Không có dinh dưỡng, em còn muốn ăn gì nữa? Em chỉ muốn ăn những thứ này thôi. Nếu anh để em ăn thứ khác, em cũng không muốn ăn. Ngoan ngoãn đợi ở đây, anh đi mua. Tưởng Lam khó có thể tưởng tượng ra dáng vẻ Minh Hải ăn mặc sang trọng, khí chất nổi bật, đứng trong đám đông, giúp cô mua bánh bao và miến tiết vịt. Cảnh tượng đó, chỉ cần cô nghĩ tới thôi, cũng khiến cô cảm thấy ấm áp. Mặc dù anh coi cô như cái bóng của Kiều Tăng, nhưng chắc là anh cũng có một chút cảm tình với cô phải không tưởng lam tự an ủi mình như vậy khi cô đang đợi minh hải mua đồ ăn tối về điện thoại của cô đổ chuông người gọi tới là một số điện thoại lạ tưởng lam không nghĩ nhiều cô nhấc máy lên nghe alo ai vậy xin chào cô mộ phải không tôi là kiều tang khi minh hải mua bánh bao và miếng tít vịt trở về anh cầm trên tay hai túi nhựa trắng rẻ tiền rất không phù hợp với khí chất của anh tưởng lam ngồi trên giường bệnh, cô không nhịn được cười, lấy điện thoại ra và chụp vài tấm hình. minh hải vô thức đưa tay lên che mặt, cau mày nói: làm cái gì đấy? chủ tịch phó, anh đột nhiên trở nên giản dị như thế này, em đương nhiên phải chụp ảnh để làm kỷ niệm rồi. minh hải đặt đồ ăn xuống bàn, đưa tay ra: đưa anh xem nào. không, đưa anh xem anh chắc chắn sẽ xóa đi. tưởng lam giống như cất giấu bảo vật, cô nhét điện thoại xuống dưới gối, không cho anh cầm lấy. Cô nâng bàn ăn trên giường bệnh lên và vỗ vào mặt bàn. Em phải ăn tối rồi, mau dọn đồ ăn lên. Minh Hải quá lười dạy dỗ cô, anh đặt bánh bao và bát miến nóng hổi lên trên bàn và mở ra. Tưởng Lam đói bụng lâu rồi, nhìn đống đồ ăn ngon ở trên mặt bàn, cô liền xé túi dầu ớt và giấm đổ vào trong bát miến. Minh Hải nhíu mày, ăn ít đồ dầu mỡ thôi. Khẩu vị của Minh Hải trước giờ rất thanh đạm, đặc biệt là sau khi có tiểu đường đậu. Chế độ ăn trong nhà cũng ít dầu, ít muối và ít cay hơn. Tưởng Lam ăn bánh bao và miến chua cay, cô rất hài lòng và thỏa mãn. "Ngon quá, anh có muốn thử ăn một miếng không?" Nhưng anh lại bày ra bộ mặt không thích ăn nhìn cô. Tưởng Lam cuốn một miếng miến tiết vịt đưa đến bên miệng của anh. "Anh thử một miếng thôi, sẽ biết nó ngon như thế nào." Nhưng anh không hề có ý há miệng ra. Tưởng Lam bĩu môi nói, "Không ăn thì thôi, đồ ăn ngon như vậy." Anh lại không thích ăn thật là tiếc quá đi. Ai ngờ, ngay khi Tưởng Lam đưa miếng miến vào trong miệng, đôi môi mỏng của anh đột nhiên chặt lấy môi cô. Anh cô lấy miếng miến cô vẫn chưa kịp nhai trong miệng, rồi cắn cô một cái, sau đó mới buông ra và nếm thử thức ăn trong miệng. Chỉ trong một vài giây, cô hoàn toàn ngây người, cho đến khi anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy mơ hồ. Hương vị cũng tạm được. Chỉ tạm được, nhưng Tưởng Lam ngại không nói ra. Cô đỏ mặt, cúi đầu và tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Anh ăn một ít cơm rang cho bữa tối, nhưng rõ ràng là anh không hứng thú với cơm rang bên ngoài. Anh ăn được vài miếng rồi bỏ nó sang một bên và không ăn nữa. Khi cô gấp miếng bánh bao cuối cùng và chuẩn bị cho vào miệng, Minh Hải nắm lấy cổ tay cô và đưa miếng bánh bao vào miệng mình. Tưởng làm bực tức lườm anh, "Sao anh lại cướp đồ ăn của em?" Minh Hải ôm lấy cơ thể cô, Hồn mạnh lên đôi môi cô, thành công chiếm hữu lấy môi cô đến khi tưởng lam sắp không thở được nữa minh hải mới buông cô ra anh nhớn mày trêu chọc cô trả lại cho em đây người đàn ông này từ khi nào lại trở nên lưu manh như vậy chứ nhìn anh thế nào trông cũng rất nghiêm túc sao bây giờ mặt anh lại dày thế cơ chứ nhưng mà trái tim cô lại như đắc phủ một lớp mật dày đặc ngọt ngào đến lạ thường sáng sớm hôm sau tưởng lam được xuất viện theo ý muốn minh hải đưa cô trở về biệt thự tiên thủy vịnh sau khi sắp xếp xong mọi thứ anh mới tới công ty để làm việc tưởng lam không có gì đáng ngại cô thay quần áo và đi ra ngoài đến nơi hẹn gặp mặt với kiều tăng cô vừa bước vào cửa đã nhìn thấy kiều tăng ngay lúc này chưa tới giờ ăn trưa lại đang là ngày làm việc nên quán cà phê không có nhiều người mặc dù nhìn từ xa nhưng tưởng lam cũng có thể thấy rõ ngoại hình của cô và kiều tăng quả thật có phần giống nhau cô bước tới và nói cô là kiều tăng phải không Kiều Tăng ngẩng mặt lên mỉm cười với cô. Đúng vậy, cô là cô mộ. Tường Lam ngồi xuống và gật đầu. Ừ, tôi là mộ Tường Lam. Tôi tìm cô không phải là muốn quấy rầy cuộc sống hiện tại của cô và Minh Hải. Tôi chỉ là nghe bác sĩ của anh nói rằng bạn gái hiện giờ của Minh Hải trông rất giống tôi. Cho nên tôi mới muốn gặp cô một lát. Mặc dù lời nói này của Kiều Tăng rất lịch sự, không có gì là không đúng. Nhưng cô nghe vẫn cảm thấy đau lòng. Cô và anh ấy kết hôn rồi phải không?" Tưởng Lam siết chặt bàn tay, đặt chiếc nhẫn đang đeo trên tay xuống mặt bàn. "Không, tôi và anh ấy vẫn chưa kết hôn." Cô Kiều, cô vẫn còn sống, vậy thì cô nên nhanh chóng để cho anh ấy biết. Bao năm qua anh ấy luôn đau khổ vì cái chết của cô. Nếu như Minh Hải biết Kiều Tang vẫn còn sống, sau này chắc là anh ấy cũng sẽ không nằm mơ thấy ác mộng nữa phải không?" Tưởng Lam nhớ rằng, khi Minh Hải ngủ bên cạnh cô, trong giấc mơ của anh ấy đều là Kiều Tang. Và cái tên anh ấy gọi cũng là gọi Kiều Tang. Tôi biết, nhưng tôi thật sự vẫn chưa sẵn sàng để gặp anh ấy. Tôi sợ tình cảm giữa tôi và anh ấy đã thay đổi rồi. Cô mộ à, Minh Hải, anh ấy chắc là đối xử với cô rất tốt đúng không? Kiều Tang trông dịu dàng và xinh đẹp, không hề có chút hung dữ, rất khác với vẻ đẹp kiêu ngạo của hướng Nam Tây. Đặc biệt là khi cô ấy nhìn về phía cô và nhẹ nhàng nói chuyện, tưởng làm không thể phân biệt được rốt cuộc cô ấy có mục đích gì hay chỉ là tùy ý hỏi mà thôi nhưng mỗi câu hỏi của kiều tang lại giống như một con dao cứa vào trái tim cô minh hải đối xử với cô có tốt hay không câu hỏi này ngay cả bản thân cô cũng không rõ nếu minh hải đối xử tốt với cô vậy thì có lẽ bởi vì cô là mẹ ruột của tiểu đường đậu và hơn nữa vì cô trông giống với kiều tang minh hải nhìn khuôn mặt cô những cảm giác tội lỗi với kiều tang chắc sẽ đặt hết lên người cô vì vậy mới đối xử tốt với cô Thấy Tưởng Lam im lặng một lúc lâu, Kiều Tăng gọi cô. Cô mộ. Tưởng Lam địch thần lại. Cô Kiều, cô cũng đã gặp được tôi rồi. Nếu cô không có việc gì nữa, tôi muốn về trước đây. Tưởng Lam cầm lấy túi sách đứng dậy chuẩn bị rời đi. Kiều Tăng gọi cô lại. Cô mộ à, nếu bây giờ cô và Minh Hải rất hạnh phúc, tôi sẵn lòng rút lui. Chỉ cần Minh Hải sống tốt, tôi có thể không đi gặp Minh Hải. Tôi vốn dĩ là người đã chết rồi, bất ngờ xuất hiện sợ là mọi người đều sẽ không thích nghi được. Tưởng Lam nghe giọng điệu mềm yếu của Kiều Tăng, cô không những không vui mà còn có chút tức giận. Mình Hải sống có tốt hay không, tôi làm sao biết được. Nếu cô muốn biết, cô tự mình đi hỏi anh ấy đi. Kiều Tăng dường như không ngờ tới việc Tưởng Lam sẽ nổi giận nên hơi sật mình. Lúc này, cô hoàn toàn phớt lờ. Tưởng Lam cầm túi sách và rời khỏi quán cà phê. Ngồi lên xe taxi, tâm trí của Tưởng Lam trở nên trống rỗng. Tài xế lái xe hỏi, cô gái cô đi đâu vậy tưởng lam suy nghĩ một lúc nhìn ra những tòa nhà cao tầng bên ngoài sắp đến tập đoàn phó thị rồi đến tập đoàn phó thị đi khi minh hải ra khỏi phòng họp anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ nhỏ minh hải anh quay đầu lại nhìn tưởng lam chạy tới nhào vào lòng anh minh hải ôm lấy eo cô có chút kinh ngạc anh nhíu mày và nhẹ nhàng trách mắng tại sao mang thai rồi mà còn đi đứng vội vàng như thế hả mặc dù anh đang khiển trách cô nhưng giọng điệu lại vô cùng nhẹ nhàng tưởng lam vòng tay qua cổ anh và nói em chỉ là bỗng nhiên hơi nhớ anh nên nhưng cô vẫn chưa nói xong mấy lãnh đạo cấp cao đi ra khỏi phòng họp minh hải và tưởng lam lại đứng chặn trước cửa phòng họp các lãnh đạo cấp cao ngỡ ngàng minh hải trước giờ không có chuyện phong lưu đa tình gì cho dù có cũng sẽ không ôm ấp phụ nữ ở nơi công cộng lẽ nào tổng giám đốc phó hôm nay là giả mạo Tượng Lam vô cùng xấu hổ trước ánh nhìn của các cấp lãnh đạo cấp cao. Cô chỉ muốn mau chóng đào một cái hố để chui xuống. Thật quá mất mặt. Cô lẩm bẩm rời khỏi vòng tay của anh, quay người định chạy, nhưng Minh Hải không để cho cô chạy. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô và kéo cô lại. Anh cúi đầu xuống, ghé sát tay cô và nói rất nhỏ. Chỉ đủ hai người họ nghe thấy. Quyến rũ một nửa rồi bỏ chạy ư. Cơ thể cô đột nhiên nhẹ bẫng, Minh Hải cúi người bế cô lên. Không chỉ có các cấp lãnh đạo cấp cao Mà cả từ khôn đứng bên cạnh cũng ngây cả người ra Xếp à Xếp lại thân mật với cô mộ trước mặt tất cả mọi người Thật không thể hình dung được Tưởng Lam đỏ mặt cô vùng vẫy Anh mau thả em xuống đi Bao nhiêu người đang nhìn kia kia Nhưng mà Minh Hải không hề để tâm đến Anh dường như coi các lãnh đạo cấp cao như người vô hình Anh bình tĩnh đáp lại Ôm vợ mình thì làm sao Phạm pháp không Tưởng Lam đưa tay bịt miệng anh Nhưng đã không kịp nữa rồi Giọng nói của anh không nhỏ, vừa hay đến tai các lãnh đạo cấp cao kia. Tưởng làm rúc mặt vào trong lòng anh, nhỏ tiếng thúc giục anh. Mau đi thôi, mau đi thôi. Anh nhìn cô ngượng ngùng, bờ môi khẽ cong lên. Các lãnh đạo cấp cao đứng phía sau, nhìn bóng lưng anh, rồi ra đi xì sầm bàn tán. Trợ lý từ, tổng giám đốc phó kết hôn khi nào vậy? Đúng vậy, tại sao chúng tôi đều không biết điều đó? Tổng giám đốc phó kết hôn, Tại sao không thông báo cho chúng tôi một tiếng? Chúng tôi còn đang đợi ăn kẹo cưới của Tổng Giám Đốc Phó đấy. Tử khôn nhún người. Không chỉ mọi người không biết, đến cả tôi cũng không biết xếp kết hôn khi nào. Tưởng Lam thu mình trong vòng tay của anh suốt quãng đường, cho đến khi anh ôm cô vào trong phòng làm việc. Cô mới túm áo sơ mi của anh, cẩn thận thò đầu ra và nhìn ra phía cửa, còn không quên cảnh giác khỏi anh. Không có ai khác rồi chứ? Minh Hải nhìn cô chằm chằm và nhấn mày nói. Sợ Người khác thấy, có làm đụng với anh ở cửa phòng họp. Tai của cô nóng bừng. Em làm sao biết được trong phòng họp vẫn còn có những người khác. Anh đưa tay nhẹ nhàng, vuốt ve khuôn mặt mềm mại mịn màng của cô. Tưởng Lam đột nhiên nhớ tới lời anh vừa nói. Anh ôm cô trước cửa phòng họp và nói với lãnh đạo cấp cao. Ôm vợ mình thì làm sao? Vợ Trái tim cô nóng lên, cô nhìn anh với vẻ khó tin. Minh Hải lại rất bình tĩnh. Con gái con đứa, Dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn đàn ông như vậy Không xấu hổ à Nhưng lúc này Tưởng Lam làm gì quan tâm đến được Thế nào là xấu hổ chứ Vừa nãy anh nói ai là vợ anh Vừa nãy ôm ai Thì là người đó Tưởng Lam mặt đỏ tía tay Cô lẩm bẩm Em, em không phải vợ anh Anh đến gần cô Hơi thở nam tính thơm mắt của anh phả vào tai cô Mang thai để đứa thứ hai rồi Còn không thừa nhận là bà phó Anh đưa tay sở lên bụng cô Em, tưởng lam nghẹn ngào ngây người nhìn anh minh hải vươn tay ôm cô vào lòng tuần này dành chút thời gian rảnh chúng ta đi lấy giấy đăng ký kết hôn đi minh hải không đến mức để một người phụ nữ lớn bụng rồi còn không thèm cưới cô tưởng lam phải thừa nhận rằng cô động lòng rồi cô ngước đôi mắt long lanh nhìn anh một lúc lâu cũng không nói được lời nào minh hải véo má cô lẽ nào em muốn anh cầu hôn em mới chịu đồng ý Tưởng Lam cố tỏ ra thoải mái, khẽ mỉm cười. Đúng thế, anh không cầu hôn, em đương nhiên sẽ không gả cho anh. Nếu anh biết Kiều Tăng vẫn còn sống, liệu anh có còn cưới cô không? Mình Hải muốn đăng ký kết hôn với cô, chỉ là bởi vì cô đang mang thai, nên anh muốn cho cô một danh phận mà thôi. Sếp à, sếp đặt sân thượng của trưa và tối mai có phải là để hẹn hò với cô mộ không? Tử khôn nhiều chuyện, hỏi thêm một câu. Sếp à, anh muốn hẹn hò với cô mộ à? Ai ngờ, Minh Hải đáp lại vẻn vẹn hai từ. Cầu hôn. Tâm trạng từ khôn hỗn loạn. Vị tổng giám đốc luôn kiêu ngạo và lạnh lùng. Nhìn người khác từ trên xuống của anh. Cũng sẽ ôm 999 bông hồng. Quỷ gối xuống trước mặt người phụ nữ để cầu hôn sao? Ôi, chuyện này thật là kỳ lạ. Sau khi Minh Hải ra khỏi phòng sách, đi ngang qua phòng của tiểu đường đậu, anh nhìn thấy tiểu đường đậu đang nằm trong vòng tay của tường Lam và lắng nghe cô kể chuyện. Anh đứng bên ngoài cửa một lúc lâu, không làm phiền đến hai mẹ con cô. Có lẽ do hình ảnh bên trong quá ấm áp, ấm áp đến mức anh không muốn quấy rầy. Cho đến khi tiểu đường đậu ngủ thiếp đi trong vòng tay của tường lam, tường lam vỗ nhẹ sau lưng cô bé, cẩn thận đặt cuốn truyện cổ tích trong tay sang một bên. Khi cô chuẩn bị ôm tiểu đường đậu ngủ, anh mới đẩy cửa bước vào. Anh ôm tường lam ra khỏi chiếc giường của tiểu đường đậu. Tường lam sừng sốt, cô thấp giọng hỏi: Anh à, anh xong việc rồi à? Anh khẽ đáp lại một tiếng rồi ôm cô ra khỏi phòng ngủ của tiểu đường đậu. Tưởng Lam hơi vùng vẫy. Anh thả em xuống đi. Tối nay em đã hứa với tiểu đường đậu sẽ ngủ cùng con bé rồi. Nếu sáng mai con bé không thấy em, con bé chắc chắn sẽ không vui. Em ngủ cùng tiểu đường đậu thì vậy anh ngủ cùng ai? Anh nói rất nghiêm túc, tưởng Lam đỏ mặt. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn đi so đo với tiểu đường đậu vậy hả? Anh thường ngủ không được say, đặc biệt là 10 năm trước sau khi Kiều Tăng chết anh mới bị trầm cảm và thường xuyên mất ngủ. Cho dù có dùng thuốc, nhưng việc thức cả đêm đến sáng cũng là chuyện rất bình thường. Ba năm qua, nhờ có tiểu đường đậu, tâm trạng của anh dần trở nên tốt hơn. Giấc ngủ của anh cũng trở nên tốt hơn trước. Nhưng anh vẫn không ngủ say lắm. Nhưng anh nhận ra khi anh ôm cô ngủ, anh vô cùng thoải mái và yên tâm. So với tiểu đường đậu, anh cần ôm em để ngủ nhiều hơn. Câu nói này của anh khiến trái tim của tường Lam vỡ òa. Khi Minh Hải nói câu này, vẻ mặt anh rất nghiêm túc. Nhưng tưởng Lam lại nghe ra được hương vị ngọt ngào. Rõ ràng không phải là đường mật gì, nhưng lại có tác dụng hơn cả lời, những lời nói yêu đương tình tứ. Vậy sáng mai anh phải gọi em dậy sớm. Sáng sớm mai, em sẽ sang phòng của tiểu đường đậu. Tưởng Lam nhớ rằng tiểu đường đậu giống với anh. Khi mới tỉnh dậy sẽ rất dễ bực bội. Nếu con bé không thấy cô, chắc chắn sẽ tức giận. Mình hãy ừ một tiếng, coi như là trả lời lại. Đến phòng ngủ, sau khi hai người nằm lên giường, tưởng Lam tự nhiên xoay người vào lòng anh. Anh à, anh có từng nghĩ nếu Kiều Tăng thực sự còn sống? Anh cao mày, tại sao lại đưa ra giả định ấy? Em chỉ hỏi vậy thôi. Tưởng Lam thận trọng nhìn anh. Nếu anh biết Kiều Tăng còn sống, anh chắc chắn sẽ vội vàng đón Kiều Tăng về bên cạnh mình. Cô vốn dĩ phải rời đi. Và Kiều Tăng lại quay trở về với đúng thời điểm này. Tất cả mọi thứ giống như là định mệnh, đến vận mệnh cũng muốn để cô rời khỏi phó Minh Hải. Cô không còn cách nào để hận anh, những cái chết của bố cô vẫn hiện hữu ở đó, và người sống trong lòng của Phó Minh Hải vẫn luôn là Kiều Tăng. Cô rời đi, Kiều Tăng quay trở về bên cạnh anh để mọi thứ trở về như ban đầu. Cô đã mua xong vé xe để rời xa anh, cũng chuẩn bị xong kế hoạch và hành lý để rời đi. Bây giờ cô chỉ còn thiếu một lời từ biệt với anh. Quý vị và các bạn thân mến chúng ta đã vừa lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện. Và tập 6 của bộ truyện sẽ được tiếp tục phát hành trên kênh. Đừng quên ấn like để theo dõi những tình tiết mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ, Thu Hà xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.